Diệp Thành, nhìn thấy Diệp Thành, tất cả mọi người có mặt tại đây, kể cả Linh Chân thượng nhân cũng đột ngột đứng lên, ánh mắt ai cũng đổ dồn vào Diệp Thành. Sao hắn cũng ở đây? Sau đó có tiếng hô kinh ngạc vang lên, hiện trường lập tức bùng nổ. Sao tiểu tử này vẫn còn sống? Doãn Chí Bình đâu? Có người gãi đầu, vô thức nhìn hàng nhạc chân nhân, nhưng sau khi thấy ông ta cũng bình tĩnh thì lại vô thức gãi đầu, không chút lo lắng. Xem ra họ đã cứu được trưởng giáo của mình. Điều khiến lão tử ngạc nhiên nhất là lá gan của tiểu tử Diệp Thành cũng lớn phết đấy chứ, có người tặc lưỡi, nói xong còn nhìn quanh một lượt, dừng lại trên người cơ tuyết băng, vân thanh và hàng nhạc chân nhân, hầu hết những người ở đây đều muốn rất hắn. Khiêng quan tài tới đây, có cần vô pháp vô thiên như vậy không hả, giữa những tiếng bàn tán, hàng nhạc chân nhân vô thức dài đầu mày, mặc dù đã bàn bạc trước rồi mới tới đây hành sự, nhưng Diệp Thành vẫn khiến ông ta không phản ứng kịp. Lại còn khiêng quan tài tới đây nữa, đúng là phục ngươi luôn. Lần này đến rồi thì đừng hòng đi nữa, so với hàng nhạc chân nhân, trên mặt vân thanh của thanh vân tông lộ rõ vẻ hung tợn. Xem ra lần này có kịch hay để xem rồi, thị thiên chân nhân nửa nụ cười đầy ẩn ý, trong mắt còn có tia sáng lóe lên. Làm sang làm bậy, cách đó không xa, cơ tuyết băng lầm bẩm bàn tay siết chặt thành quyền, trong đôi mắt đẹp lãnh đạm toát lên vẻ lo lắng. Rớt, 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 lại nhìn tới linh chân thượng nhân, vẻ mặt ông ta đã trở nên dữ tợn với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đây là đâu, đây là chính khí điện, hôm nay là ngày gì, Hôm nay là đại thọ 600 tuổi của ông ta, người ông ta luôn muốn rớt, người mà ông ta luôn coi là ma, không ngờ hôm nay lại khiêng quan tài tới, đây chẳng khác gì là cái bạt nhức nhối, phá hỏng ngày vui. Cạch, trong những tiếng thảo luận bàn tán, Diệp Thành đặt chiếc quan tài xuống đất, cắt ngang tiếng xì xào của đám đông. "Không ai chào đón ta sao?" nhìn từng đôi mắt kia, Diệp Thành giả vờ nghi hoặc hỏi, nói xong hắn còn vỗ vào thân quan tài, "Ta có mang quà mừng thọ tới đấy." Lời này vừa dứt, khóe miệng mọi người có mặt đều giật giật. Ngươi đến tặng quà, ngươi đến làm loạn thì có. Ngươi đã thấy ai dùng quan tài làm quà mừng thọ bao giờ chưa? Còn tỏ ra vô tội như vậy nữa. Hèn hạ, ngươi đúng là tên hèn hạ không biết xấu hổ. Linh chân, ông có thích món quà ta tặng không? Diệp Thành nhìn Linh chân thượng nhân phía xa với vẻ rất hứng thú. Diệp Thành, dây tiếp theo, tiếng giống giận dữ như lôi đình của Linh chân thượng nhân vang lên trong chính khí điện, uy thế cường hãn khiến thiên địa liên tục rung lên. Tên ma quỷ, tiệc mừng thọ của thượng nhân mà cũng cản rỡ như vậy, đúng là đáng hận. Linh Trân Thượng Nhân còn chưa làm gì đã có người nóng vội tỏ ra ân cần, lấy lòng. Đó là một ông lão mặc áo bào tím, là cao thủ đã nổi danh từ lâu, tu sĩ cảnh giới không minh đỉnh phong thực. Keng, lời vừa dứt, tiếng kiếm rung đã vang lên, một kiếm quán trường hồng của ông lão áo tím xuyên qua không gian hư vô đâm thẳng tới đầu mày của Diệp Thành. Thấy vậy, Diệp Thành nhướng mày, khóe miệng nở nụ cười diễu, lão tử rất cảnh giới chuẩn thiên còn chẳng hề nao núng, ai cho ông tự tin đến rất ta. Dưới sự chú ý của bao người, sát kiếm của ông lão áo tím cách đầu mày của diệp thành chưa tới nửa trượt diệp thành còn loáng thoáng nhìn thấy ánh mắt dữ tợn của người đó nhưng cảnh diệp thành bị nhát kiếm kia đâm xuyên đầu mày trong tưởng tượng của mọi người không xuất hiện khi sát kiếm đó chỉ còn cách hắn một tấc hắn đột nhiên nghiêng người nhẹ nhàng tránh được nhát kiếm tuyệt sát không ám sát thành công ông lão áo tím đột nhiên sầm mặt lùi lại phía sau đến rồi còn muốn đi không dễ vậy đâu giọng nói lạnh như băng của diệp thành vang lên ông lão áo tím đang định rút lui đã bị hắn kéo trở lại phụt màu bắn ra đan hải của ông lão áo tím bị một kiếm của diệp thành đâm xuyên tu vi của ông ta đã hoàn toàn bị phế a à, tiếng hét thê thảm thất thanh đột nhiên vang lên dây trước ông lão áo tím còn khí thế ngút trời muốn rất diệp thành dây sau đã biến thành một kẻ vô dụng mạnh thật bên này vẻ mặt mọi người đều thay đổi đó là cao thủ cảnh giới không minh đỉnh phong đấy chỉ thiếu một bước nữa thôi là đến cảnh giới chuẩn thiên rồi không ngờ ông ta lại không đỡ nổi một hiệp trong tay diệp thành sức chiến đấu của diệp thành phải mạnh đến mức nào chứ a à, giữa những tiếng kinh hoàng ông lão áo tím vẫn đang la hét thảm thiết đầu tóc rối bù bụng dưới đầm đìa mấu tươi trông ông ta lúc này như một con chó điên đang gào thét mục đích ban đầu của ông ta là lấy lòng ông ta cũng biết sức chiến đấu của diệp thành mạnh thế nào vốn cũng không nghĩ sẽ rất được hắn tất cả chỉ là làm cho linh chân thượng nhân xem ông ta chỉ định tung ra một chiêu đỉnh phong để đánh lùi hắn nhưng không ngờ thậm chí còn chẳng gắng ngượng nổi một hiệp trong tay hắn diệp thành người đáng chất nghĩ đến việc mình đã bị phế tu vi ông lão áo tím lại gào thét điên cuồng suy cho cùng ông ta cũng không chấp nhận được sự thật tàn khốc này ông ta là kẻ mạnh luôn ở trên cao bây giờ tu vi đã bị phế ông ta trở thành một kẻ bỏ đi ông ta biết rõ thân phận này của mình sẽ gặp kết cục thế nào có thể trách ta được sao diệp thành xòe tay nhún vai nhìn ông ta với vẻ vô tội bao nhiêu người như vậy chẳng ai làm sao có mỗi ông nhảy ra tự tìm khổ rớt 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 ông lão áo tím điên cuồng lao về phía diệp thành hai mắt đỏ ngầu đầy tơ mấu lão tử không có hứng thú với ông diệp thành còn chẳng thèm nhìn vung bừa một trưởng ra ông lão áo tím vừa nhào tới đã bị một trưởng của hắn ấn xuống đất A, à, ông ta gào thét thảm thiết, bị một trưởng đánh cho quỳ xuống không nhúc nhích được. Có lẽ đến lúc này ông ta mới thấy hối hận, hối hận vì không nên làm chim đầu đàn, hối hận vì đã chọc giận sát Tinh Diệp Thành, đến cuối cùng phải rơi vào kết cục thê thảm thế này, đúng là một lần xảy chân để hận nhìn đời, đi sai một bước là không thể làm lại. Là ông ta đánh ta trước, Diệp Thành vô tội nhìn mọi người. Được, được lắm, Linh Chân thượng nhân tức đến bật cười, nụ cười hung ác dữ tợt, khí thế cường hãn ập tới bao phủ bầu trời như một tấm màn đen, nghiền ép khiến hư thiên như muốn sụp đổ. Thấy thế, dù là người của chính khí điện hay người tới chúc thọ đều bộc phát khí thế kinh người, hiện tại có linh chân thượng nhân dẫn đầu, mà đây lại là chính khí điện, bọn họ đông người, không có lý do gì phải sợ. Chúng ta là tu sĩ chính phái, hôm nay phải diệt được ma đạo, ngay sau đó có người hét lên. Có người dẫn đầu, từ phía lập tức có người hưởng ứng, tiếng hô tạo thành một làn thủy chiều dung chuyển cả đất trời. Thấy cảnh này, Diệp Thành cười nhạt, mái tóc dài đen nhánh chuyển sang màu đỏ sẫm, khí tức ác sát quanh thân hắn cũng cuồn cuộn dâng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đầu mày cũng xuất hiện ma văn, khí thế của hắn tức khắc lên tới cực điểm, bộ dạng này của hắn thật sự giống như ma vương cái thế. Tên ma quỷ kia, hôm nay chúng ta phải thay trời hành đạo, thấy Diệp Thành như thế, tiếng hét như thủy triều lại nhấn chìm hắn, ai cũng căm phẫn, ai cũng chính nghĩa, người nào cũng sát khí ngút trời, ai không biết còn tưởng Diệp Thành thật sự có thù rất cha với họ. Ta là ma đấy, các ngươi làm gì được ta? Diệp Thành xoay khớp cổ, vẻ mặt thoải mái, dễ chịu. Ầm, ừ, vì một câu nói của Diệp Thành mà hư không trong chính khí điện nổ tung. Linh chân câu hỏi của một năm trước bây giờ ta vẫn muốn hỏi ông lần nữa diệp thành vẫn thoải mái vặn khớp cổ thế nào là chính thế nào là ma ta là chính ngươi là ma ánh mắt linh chân thượng nhân đầy vẻ hiên ngang lẫm liệt giọng nói lạnh lùng mà đanh thép vang vọng khắp không gian mang theo sự uy nghiêm tối thượng không ai được phép làm trái ma là ma ngươi sẽ không bao giờ thay đổi được ngay khi linh chân thượng nhân vừa dứt lời tiếng hô như sóng thủy triều hội tụ thành đại dương nhấn chìm bóng dáng đơn độc của diệp thành trời cao có đức hiếu sinh tự phế tu vi đi như vậy ta sẽ tha cho ngươi được sống trong tiếng xôn xao giọng nói uy nghiêm của linh chân thượng nhân lại vang lên lần nữa ông ta đứng trên hư thiên như người phán quyết cao ngạo tựa như mỗi lời ông ta nói đều không ai được phép làm trái tên ma quỷ kia tự phế tu vi đi thì tha cho ngươi được sống lời nói của linh chân đã dấy lên ngàn cơn sóng lại thêm một đợt tiếng hô như sóng thủy triều nữa cảnh tượng hôm nay hệt như một năm trước vẫn là một đám người ra vẻ trang nghiêm đạo mạo tự nhận mình là chính phái bóng dáng diệp thành vẫn cô độc như vậy thế đạo này vẫn là thế đạo đảo ngược trắng đen như thế. Không biết tại sao, ta rất thích dáng vẻ này của các ngươi, Diệp Thành vẫn thoải mái vặn khớp cổ như cũ, hắn đã tiến vào trạng thái ma đạo nên trông hơi quỷ dị, đặc biệt là đôi mắt được huyết quang bao phủ kia, nếu nhìn kỹ còn có thể thấy núi thây biển mấu, khiến người ta sợ hãi không dám nhìn thẳng. Ầm, um, lời hắn vừa dứt, hư không phía đông trong chính khí điện lập tức sụp đổ. Ngay lập tức, bốn người với khí thế hùng mạnh cùng nhau xông ra, nhìn kỹ thì thấy đó là Sở Linh Ngọc, lão tổ nhà Tây Môn, lão tổ nhà Bắc Thần, Hắc Bào, Hồng Loan, phía sau bốn cảnh giới Chuẩn Thiên này là vô số linh thú đang gầm gào, trên mỗi con linh thú là một bóng người mặc áo giáp, tay cầm sát kiếm, ùn ùn kéo đến như thủy triều, chèn ép khiến hư không rung lên kịch liệt. Ầm, um, không lâu sau, hư không phía tây bị người chớm ra, một đạo thần hồng bay vào hóa thành bốn bóng người, nhìn kỹ hơn thì thấy là bốn cảnh giới Đại Chuẩn Thiên phía cảnh giang, Phụng trĩ, Bạch dịch và lão tổ nhà Đông Phương. Phía sau họ mây mù cuồn cuộn, thần quang bắn ra chói lọi, khí thế thông thiên. Ầm, um, hư không phía nam sụp xuống bốn bóng người xông vào không theo thứ tự cụ thể quan sát kỹ thì thấy có từ đồ long sơn lão tổ nhà họ hùng hai vị lão tổ nhà thượng quan phía sau họ còn có vô vàn chiến xa đang nghiền ép hư không tiến tới trên mỗi chiếc chiến xa đều có mấy chục bóng người trên tay mỗi người cầm một chiếc chiến mâu uy thế kinh người rất hư không phía bắc bị một trưởng đánh nứt bốn bóng người lao ra là trung giang thiên tông lão tổ long nhất và long ngũ phía sau họ là vạn kiếm rung lên như cơn mưa kiếm trên mỗi thanh phi kiếm đều có một người đang đứng khí thế của ai cũng hừng hực mạnh mẽ bùm đùm đoàng hư không gầm rú đại địa chấn động cả thiên địa như sắp đảo lột nhìn thiên địa nhìn thương khung đại quân từ tứ phía ùn ùn kéo đến như tấm thảm đen bao phủ hư không đại địa bao vây chính khí điện không một kẽ hở có lẽ là khí thế quá mạnh nên từng ngọn núi từng tòa cung điện của chính khí điện đều nứt ra với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường đây đây là nhìn đại quân tu sĩ đông nghịt tứ phía sắc mặt những người dây trước vừa mới định bao vây rất diệp thành lập tức trắng bệch không ít người đã vô thức lùi về phía sau Đại, đại quân tu sĩ từ đâu tới vậy, có người nào đó khóe miệng đã run rẩy có lẽ chính ông ta cũng không phát hiện giọng nói của mình cũng đang run. Thế, thế này là thế nào, rất nhiều người đều đã run lên, vì thật sự có quá nhiều người đến, đây không phải hàng nghìn hàng trăm, đây là đại quân tu sĩ thực thụ. Ngoài ba tông ở Nam Sở không ngờ vẫn còn nhiều quân đội tu sĩ mạnh mẽ như vậy, chuyện này phải báo với điện chủ càng sớm càng tốt, sơ sót nghiêm trọng của tình báo, trên ghế ngồi, sắc mặt thị. Thiên chân nhân thoáng chốc trở nên trang nghiêm, nếu không tận mắt chứng kiến, ông ta cũng không dám tin đây là thật. Chuyện này làm sao có thể, cách đó không xa, Vân Thanh nhìn hư không với vẻ mặt khó tin, Nam Sở lấy đâu ra nhiều quân đội tu sĩ lớn mạnh như thế. Cơ tuyết băng đã từ từ đứng dậy, hơi nhíu mày một chút, đầu tiên cô ta nhìn Thị Thiên chân Nhân và Vân Thanh, cuối cùng đưa mắt về phía hàng nhạc chân Nhân vẫn đang ung dung uống rượu, so với Vân Thanh và Thị Thiên chân Nhân, từ đầu đến cuối ông ta đều rất điềm tĩnh. Rốt cuộc chuyện này là thế nào, cơ tuyết băng lầm nhầm, nhìn diệp thành vẫn đang đứng ở hư không phía xa diệp thành rốt cuộc huynh có lai lịch thế nào thân phận thật sự của huynh là gì lại nhìn đến linh chân thượng nhân ông ta cũng đang xứng sở tại chỗ vẻ mặt khó tin nhìn bốn phương hai mắt lồi lên đồng tử co lại chừng cỡ đầu kim với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường nếu quân đội tu sĩ hùng mạnh này không xuất hiện đến giờ ông ta vẫn không biết chính khí điện đã bị bao vây càng không biết nam sở còn có nhiều thế lực đáng sợ không hề yếu hơn bất kỳ một tông nào trong ba tông như thế Rốt cuộc hắn là ai? Vẻ mặt Linh Chân Thượng Nhân thay đổi trong phút chốc, sắc mặt tái nhợt nhìn Diệp Thành, bây giờ đến kẻ ngốc cũng nhìn ra được người chỉ huy quân đội tu sĩ hùng mạnh này chính là Diệp Thành. Nhất thời, Linh Chân Thượng Nhân có một cảm giác mà trước đây ông ta chưa bao giờ có, sợ hãi. Ông ta sợ chứ, làm sao có thể không sợ, đây là quân đội tu sĩ kia mà. Sức chiến đấu tổng thể không hề yếu hơn Chính Dương Tông, lực lượng khổng lồ như vậy có thể tiêu diệt được chính khí điện của ông ta trong vòng chưa tới nửa canh giờ. Ông ta cũng sợ như vậy huống chi là những người khác, một số người tu vi yếu đã không thể đứng vững, cuối cùng còn ngã khuỵu xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu. Vậy bây giờ ta muốn biết ai là chính, ai là ma, giữa những âm thanh kinh hãi, giọng nói bấn cợt của Diệp Thành lại vang vọng khắp không gian. Ngươi là ma, không biết là sợ hay vì lý do gì khác, một trưởng lão sắc mặt tái nhợt của chính khí điện đột nhiên cả giận hét lên, vẻ mặt vẫn hiên ngang lẫm liệt nhưng cũng không giấu được sự sợ hãi. Nhớ người này cho ta, sau khi bắt được thì cho ông ta ngàn đao, Diệp Thành thản nhiên chỉ vào vị trưởng lão của chính khí điện vừa lên tiếng khi nãy. Được, ta nhận việc này, ngay sau đó có tiếng cười khẽ vang lên, Long Nhất đã sắn sẵn tay áo. Chuyện này không thể thiếu ta được, Long ngũ sờ cái đầu chọc lốc của mình, cười tươi để lộ hai hàm răng trắng, hai tên này nhìn thì như Đức Phật từ bi nhưng nụ cười lại rất đáng sợ. Ngươi, ngươi đừng hù dọa ta, nghe thấy cuộc trò chuyện của Diệp Thành và phía Long Nhất, ông lão kia run rẩy hét lên. Nói xong ông ta vô thức nhích lại gần linh chân thượng nhân. Có thể thấy được ánh mắt tràn đầy sợ hãi của ông ta, Tuy ông ta không quen thân gì với Diệp Thành nhưng cũng biết tính hắn, đối với kẻ địch, hắn luôn nói được làm được, chớm ngàn đau không phải là nói đùa. Diệp Thành chẳng thèm để tâm đến tiếng la hét của ông ta, hắn hứng thú nhìn những người khác, vẫn hỏi lại câu vừa nãy, ta muốn biết bây giờ ai là chính, ai là ma. Nhưng lời của hắn đã vang vọng trong không gian vài lần mà vẫn không thấy ai lên tiếng, trong mắt ai cũng đầy vẻ sợ hãi, cơ thể run lên, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Đất trời lúc này trở nên cực kỳ yên tĩnh, nhưng cũng cực kỳ ngột ngạt, đến không khí dường như cũng bị đóng băng không có ai trả lời à diệp thành khẽ cười nhìn quanh hư không trong mắt lóe lên tia sáng ác ma nếu không ai trả lời thì ta sẽ hạ lệnh rất đấy diệp thành nói xong thì giơ tay lên mọi người đều biết khi cánh tay hắn hạ xuống đại quân tu sĩ sẽ xông vào ngay lập tức ma ông ta là ma bọn họ đều là ma trước khi diệp thành hạ cánh tay xuống một ông lão có tu vi không cao không thấp đột nhiên lên tiếng nhưng lần này ngón tay ông ta không chỉ vào diệp thành mà là linh chân thượng nhân và người của chính khí điện người này thật sự rất thông minh tuy tu vi không cao lắm nhưng lại rất thức thời. Sao ông ta có thể không nhìn ra tình hình hiện tại, Diệp Thành bày ra thế trận lớn như vậy rồi chạy tới đây làm gì? Đương nhiên là để tìm linh chân thượng nhân và chính khí điện tính sổ rồi. Hôm nay Diệp Thành chiếm ưu thế tuyệt đối, một khi hắn hạ lệnh tấn công thì những người bao vây ở đây sẽ không ai có thể may mắn trốn thoát, tình thế như vậy nếu muốn sống sót thì phải đứng về phía đối lập với linh chân thượng nhân và chính khí điện. Người đang tự tìm đến cái chất đấy, người của chính khí điện giận tím mặt, ai nấy khí thế dâng trào, sát khí lộ ra. Nhưng họ còn chưa ra tay, một tiếng nói khác đã vang lên, hơn nữa còn cao và vang lạ thường, người đó cũng chỉ vào linh chân thượng nhân và người của chính khí điện, ma, ông ta là ma, bọn họ đều là ma. Người cũng đang tự tìm cái chất đấy, xem ta tiêu diệt người thế nào, một trưởng lão của chính khí điện đột nhiên vung tay đánh về phía người đó. Diệt ma, người kia cũng quát lên, ông ta cũng không vừa, một nhát kiếm chớm ra kiếm mang cái thế, chớm đôi trưởng ấn của trưởng lão chính khí điện. Chúng ta là chính phái, không thể dung thứ cho ma đạo, người kia trông rất oai phong lẫm liệt, chúng ta là chính phái không thể dung thứ cho ma đạo lời người này vừa dứt hiện trường lập tức tạo ra phản ứng dây chuyền từng giọng nói vang lên hơn nữa càng lúc càng đông hình thành làn sóng nhưng ông lão này đã sống mấy chục năm mấy trăm năm nên có thể nhận thức rõ điều này trở thành kẻ thù của diệp thành chắc chắn sẽ chất nhưng trở thành kẻ thù của chính khí điện giúp diệp thành tiêu diệt chính khí điện thì có thể đổi lấy cơ hội sống lúc này cảnh tượng vô cùng hùng tráng những người mắng chửi chính khí điện vừa mắng vừa ăn ý đứng lại với nhau phân rõ ranh giới với chính khí điện tiếng mắng chửi dồn dập như sóng thủy triều nhấn chìm người của chính khí điện mấy giây trước chính khí điện còn ngừng hực khí thế giờ phút này đã bị tứ phía phản bội rơi vào thế tứ bể khốn đốn ma ông ta là ma bọn họ đều là ma thương không chính khí điện không ngừng dung chuyển tiếng hô tạo thành làn sóng thủy triều tụ lại như tạo thành sấm sét lại nhìn về phía linh chân thượng nhân nghe tiếng mắng chửi như rời non lấp bể ông ta loạng choạng lùi lại phía sau ngón tay run rẩy phẫn nộ chỉ vào những người đó các ngươi các ngươi ma ông ta là ma linh chân thượng nhân còn chưa nói xong lại có người chỉ vào ông ta tức giận hét lớn giọng nói vừa vang vừa mạnh mẽ lòng đầy căm phẫn chính nghĩa lẫm nhiên ma ông ta là ma ngay sau đó câu nói này cũng khuấy lên ngàn cơn sóng khác khi có một đệ tử của chính khí điện chạy sang phía đối diện hơn phân nửa người của chính khí điện cũng gia nhập vào đội hình phía đối diện ma ông ta là ma trong tiếng hô vang vọng khắp trời ba bóng người lục tục tránh xa linh chân thượng nhân đó chính là ba đồ đệ của ông ta hoàng húc liêu dương và dương vân các ngươi các ngươi, thấy ba đồ đệ của mình chạy sang phía đối diện, mắt linh chân thượng nhân lồi lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, tơ mấu răng đầy trong mắt, người run rẩy kịch liệt. Ma, ông là ma, chúng ta đã nhẫn nhịn bao nhiêu năm nay, chỉ chờ tới ngày hôm nay thay trời hành đạo, ba người phía hoàng húc hét ầm lên, tiếng hét rất vang, mạnh mẽ mà có khí phách, vẻ mặt căm hận sục sôi, chính nghĩa, bọn hắn đều không phải kẻ ngốc, để được sống tiếp, còn ai quan tâm đến tình cảm sư đồ nữa. Phụt, linh chân thượng nhân nôn ra mấu, lại một lần nữa lảo đảo lùi về sau người ông ta loạng choạng đứng không vững chúng bạn xa lánh bị cô lập hoàn toàn ngay cả đồ nhi của mình cũng vậy ông ta thật sự không chịu nổi tình cảnh này với ông ta mà nói thật sự cực kỳ châm chọc chớ trêu chỉ vài phút trước ông ta vẫn còn là hiện thân của chính nghĩa được mọi người ủng hộ và yêu mến vẫn là điện chủ cao ngạo của chính khí điện mà vài phút sau ông ta không còn đại diện cho chính nghĩa nữa mà là ma đạo ông ta không còn được mọi người ủng hộ nữa mà trở thành tội nhân bị người người mắng chửi sự khác biệt chỉ trong mấy phút này khiến ông ta không thể tiếp nhận nổi. Mở kiếp, chiêu này đúng là hèn hạ, nhìn thấy linh chân thượng nhân nôn ra mấu, lòng ngô tặc lưỡi thở dài. Người thì biết cái gì, đây gọi là mưu kế, lòng nhất sở cái đầu chọc bóng loáng của mình. Châm ngòi ly rán, chiêu này quả là cao tay, bên kia, thiên tông lão tổ nhẹ nhàng vuốt sâu cảm khái. Điều ta muốn biết bây giờ là Diệp Thành sẽ xử lý kẻ ra vẻ đạo mạo này thế nào, trung giang ung dung lên tiếng. Linh chân, trong mắt mọi người, dường như ông mới là ma đấy, khi mấy người còn đang nói chuyện, giọng nói nhẹ nhàng lại cất lên diệp thành khoanh tay trước ngực hứng thú nhìn linh chân thượng nhân bị mọi người xa lánh diệp thành linh chân giết gào ầm ý, nhưng còn chưa nói xong đã lại phun ra một ngụm mẫu khác thế giới này thật kỳ diệu linh chân thượng nhân tự nhận mình là chính phái hóa ra mới là ma chân chính chật 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 thật đáng buồn diệp thành thở dài tặc lưỡi ta là điện chủ của chính khí điện ta không phải ma đầu tóc linh chân dối bù ông ta gào thét như một con chó điên ông nói ông không phải ma, ai tin chứ, Diệp Thanh thản nhiên nhún vai, ngay cả ba đồ đệ của ông cũng nói ông là ma, xem ra ông đã làm không ít chuyện không có tình người. Ta rất ngươi, Linh chân Thượng Nhân tức giận lao tới, khuôn mặt dữ tợn như ác ma. Nhưng ông ta còn chưa ra tay, các cảnh giới chuẩn thiên của Viêm Hoàng đã đồng loạt ra tay trước, tung ra toàn chiêu thần thông cái thế, ngưng tụ thành thần mang vô song, ông ta vừa vọt lên hư thiên, dây tiếp theo đã bị đánh ngã. Dầm, ngay lập tức, phía dưới vang lên tiếng động lớn, linh chân rơi xuống khiến mặt đất lún sâu tạo thành một cái hố lớn dưới con mắt của bao người ông ta mố tươi đầm đìa lảo đảo đứng dậy khuôn mặt dữ tợn đã hơi vặn vẹo tựa như ác mà bỏ ra từ địa ngục ai nhìn thấy cũng sởn gai ốc ầm um, lại có động tính vang lên uy thế kinh thiên động địa từ trên trời giáng xuống linh chân thượng nhân vừa bỏ dậy đã lại bị đè xuống quỷ dưới đất ngay tức thì lúc này diệp thành mới từ tốn từ hư thiên bước xuống bước chân vững vàng mà chậm rãi đến trước mặt linh chân thượng nhân hắn mới dừng lại nhìn ông ta đang quỳ dưới chân mình với vẻ mặt đầy thích thú, không biết ông có thấy cảnh tượng này quen không? a à, Linh chân Thượng Nhân ngửa mặt lên trời gào thét, tuy thực lực của ông ta thông thiên nhưng vẫn không thể lay chuyển được sức mạnh của đại quân bốn phương, người cao ngạo như ông ta đã bao giờ quỳ dưới đất thế này, hơn nữa còn quỳ trước kẻ thù của mình. Một năm trước, ta cũng quỳ trước mặt ông chịu sự mắng nhiếc của bao người thế này, giống như một con kiến hèn mọn đến mức không thể hèn mọn hơn, Diệp Thành chẳng thèm để ý đến Linh chân Thượng Nhân, hắn vẫn thản nhiên nói tiếp, lúc đó ông rất lợi hại, vậy nên đương nhiên ta sẽ bị coi là ma. Bây giờ để ta nói cho ông biết thế nào là chính, thế nào là ma, nói đến đây, Diệp Thành ngồi xổm xuống, vẫn nhìn Linh chân Thượng Nhân với vẻ mặt bớn cợt, bởi vì ta lợi hại hơn ông, nên ông là ma. Công lý nằm ở lòng người, ta không thẹn với lòng, hai mắt Linh chân Thượng Nhân đầy tơ mấu, ông ta gào thét ẩm ý, muốn đứng dậy nhưng lại bị áp chế. Hay cho câu công lý, hay cho câu không thẹn với lòng, Diệp Thành bật cười, tựa như nghe được câu, chuyện rất buồn cười linh chân đến lúc này rồi ông vẫn lừa mình dối người đừng nói hay như vậy cũng đừng rát vàng lên mặt mình nữa đại diện cho chính nghĩa ư ông xứng không ông dựa vào cái gì ông có tư cách đó không đừng đùa nữa diệp thành vỗ vai linh chân sau đó đứng lên rất ta đi rất ta đi linh chân gào thét cuồng loạn như thể đã phát điên không 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 ta sẽ không rất ông diệp thành phía tu vi của linh chân vung tay để chú ấn bay vào cơ thể ông ta sống là sự trừng phạt ta dành cho ông nhân gian là địa ngục ta tặng cho ông tận hưởng đi nói xong diệp thành đá linh chân thượng nhân bay đi dưới sự chú ý của mọi người linh chân bay ra khỏi chính khí điện tựa như một thứ vô dụng bỏ đi trong mắt người ngoài diệp thành chỉ phế tu vi của linh chân là hắn nhân từ nhưng nghĩ lại đây càng giống một quyết định tàn nhẫn hơn mấy năm nay linh chân thượng nhân luôn tự cho mình là chính phái luôn cao ngạo ở trên cao ông ta đã rất biết bao nhiêu người vô tội gây thù chuốc oán với bao nhiêu nhà bây giờ tu vi của ông ta đã bị phế những kẻ thù kia sao có thể bỏ qua cho ông ta Đáp án đã quá rõ ràng, không biết bao nhiêu người nằm mơ cũng muốn rớt chất tên ra vẻ đạo mạo này. Sau khi phế linh chân, Diệp Thành xoay người hứng thú nhìn những người tới mừng thọ linh chân thượng nhân ở xung quanh. Thấy thế, những người đó chợt dùng mình, sắc mặt vốn đã tái nhợt nay càng không còn giọt máu nào, tim đập thình thịch, toàn thân toát mồ hôi lạnh, sợ Diệp Thành sẽ rất mình. Để lại bảo bối có giá trị, tự phế tu vi của mình thì các ngươi có thể sống sót đi ra ngoài, Diệp Thành cười khẽ các ngươi chỉ có 30 giây để suy nghĩ, đừng tự rước lấy khổ. Chúng, chúng ta đã đứng về phía người rồi, vì, vì sao vẫn bắt chúng ta phải phế bỏ tu vi, những người đó sợ hãi nhìn Diệp Thành, nhưng trong sự sợ hãi còn mang theo cả sự tức giận. Không có vì sao cả, Diệp Thành thoải mái xoay cổ. Nếu chúng ta tự phế tu vi, người vẫn không bỏ qua cho chúng ta thì sao? Các người có tư cách mặc cả sao, Diệp Thành cười lạnh lùng, muốn sống thì làm theo đi. Ngươi, còn 20 giây, phế, chúng ta phế, ngay lập tức con người dơ lòng bàn tay lên, chịu đựng đau đớn phế bỏ đan hải của mình, sau đó bỏ hết những thứ có giá trị trên người lại rồi loạn choạng chạy ra ngoài. Đã có người tự phế tu vi, tiếp đó phản ứng dây chuyền đã được hình thành. A a a, chẳng mấy chốc, tiếng la hét nối nhau vang lên, mọi người tự tay đối xử tàn nhẫn với chính mình, bọn họ cũng không có cách nào, vì họ không có thời gian để suy nghĩ, họ biết tính Diệp Thành, nếu đến thời gian mà vẫn chưa phế tu vi thì chờ đón họ sẽ là cái chất. Đây là cảnh tượng thế nào? Một loạt người tự phế tu vi tập thể, trong đó còn có không ít cao thủ cảnh giới không minh đỉnh phong và cao thủ cảnh giới chuẩn thiên. Nhưng như Diệp Thành đã nói, với tình hình hiện tại, đối mặt với đại quân từ tứ phía, bọn họ không có tư cách mặc cả, muốn sống sót thì chỉ có thể làm theo lời hắn, nếu không sẽ chết rất thảm. A, à, a, à, bên trong chính khí điện liên tục vang lên những âm thanh thảm thiết thế này. Cảnh tượng hiện giờ khiến người ta không khỏi dùng mình, trong biển người cho dù là tu sĩ ở cảnh giới linh hư, không minh hay chuẩn thiên thì đều phải nghiến răng phế đi tu vi của mình, sau đó chuồn khỏi đây như con chó hoang. Cảnh tượng này khiến người ta phải thở dài, những kẻ đó lảo đảo, người nào người nấy loạn choạng va vào nhau, trong ánh mắt còn mang theo sự sợ hãi và hối hận. Bọn họ sợ Diệp Thành sẽ ra tay rất mình, bọn họ hối hận vì đã ủng hộ sai người, không nên đụng tới một sát tinh như Diệp Thành dẫn tới kết cục bi thảm như hôm nay. Đã dám làm thì phải dám chịu, không biết từ bao giờ trong đầu tất cả mọi người lại vang vọng câu này. Đúng vậy, có nợ thì phải có trả. Trong, số những người này có quá nhiều người đã tham gia vào việc rất hại Diệp Thành một năm trước, đây chính là báo ứng. Bọn họ phải trả giá cho những gì mà mình gây ra, không ai có thể thoát được. Ta hối hận rồi, rất nhiều người sau khi tự phế đi tu vi của mình thì tự nâng đỡ lấy nhau, người nào người nấy mặt mày giàn ruộng nước mắt giống như bọn họ là dân tị nạn lưu lạc vậy. Từ ngày hôm nay trở đi chúng ta không còn là tiên nhân cao cao tại thượng nữa, trong từng cặp mắt là nỗi sợ hãi, hoang mang bước đi về phía trước nhưng lại chẳng biết về đâu, chỉ sợ sẽ gặp phải kẻ thù tới đòi mạng. Đây chính là báo ứng, là báo ứng đấy, có làm thì phải có trả thôi, nhìn cảnh tượng loạn lạc này, Diệp Thành tĩnh lặng đứng đó, mái tóc màu mấu tung bay, hắn vô ưu vô lo chứ đừng nói đến chút thương cảm nào dành cho bọn họ thế nào, hay là rất hết, lòng nhất truyền âm tới nói rồi không quên liếc nhìn những người đang lảo đảo bước đi, hiện giờ bọn họ không còn tu vi nữa, chỉ cần một đại chiêu là có thể sẽ dẹp sạch tất cả. Không cần, Diệp Thành khẽ xua tay, không còn tu vi nữa thì kết cục của bọn họ không cần nghĩ cũng biết. Nói rồi, Diệp Thành đứng dậy đi về phía cách đó không xa. Phía đó còn có một số người đang ngồi, người nào người nấy tu vi mạnh mẽ, thấp nhất cũng có tu vi tầng thứ 9 cảnh giới không minh còn hàng nhạc chân nhân và thanh vân của thanh vân tông, cơ tuyết băng thị thiên chân nhân của thị huyết điện đều bao gồm trong đó hàng nhạc chân nhân đương nhiên không cần phải bàn cũng giống như vân thanh thị thiên chân nhân và cơ tuyết băng trước đó ông ta thầm cảm thấy may mắn vì không tham gia vào ân oán giữa diệp thành và linh chân thượng nhân đây cũng chính là lý do mà bọn họ có thể thong thả ngồi đây lúc này thấy diệp thành đi tới ngoài hàng nhạc chân nhân thì những người khác đều bất giác cau mày việc của nam sở ta không tham gia ân oán của ngươi và linh chân không liên quan gì đến ta xin nể mặt thì huyết điện Trường Thiên Chân Nhân lên tiếng nhưng lại không dám di chuyển vì ông ta biết không phải chỉ có một người ở cảnh giới chuẩn thiên đang nhìn mình, một khi có bất cứ hành động nào khác thường, ông ta sẽ lập tức bị tiêu diệt. Vậy không được, Diệp Thanh mỉm cười lắc đầu, tính toán ân oán với Linh Chân đương nhiên không thể thiếu thị huyết điện của ông. Người có thù với ngươi là Thương Minh và Hoắc Tôn, không liên quan gì đến ta cả, Thị Thiên Chân Nhân lên tiếng, không thể vì bọn họ mà ghi cả thù cho ta. Cũng chẳng còn cách nào khác, con người ta chính là một kẻ như vậy, từ trước đến nay ta làm việc đều luôn theo logic này, Diệp Thành nhướng vai đáp lời, cho nên phiền tiền bối đi cùng chúng ta một chuyến. Ngươi, thị thiên chân nhân đột nhiên đứng bật dậy, bắt lấy, Diệp Thành lạnh giọng lên tiếng, ngay sau đó liền có hàng trăm binh khí dày đặc bay từ trên trời xuống, uy lực mạnh mẽ. Thị thiên chân nhân vừa đứng dậy liền bị khống chế, hiện giờ ông ta muốn cử động cũng không thể được. Diệp Thành, ngươi, ông ngoan ngoãn đợi đi, Diệp Thành quay người bước tới trước mặt phân thanh, về con người này thì từ trước đến giờ hắn vẫn luôn muốn rớt. Ông ta có thiên nhãn, có thể nhìn thấu bí mật nhất định không thể để ông ta quay về thanh vân tông nếu không thì cục diện của thanh vân có khả năng sẽ mất kiểm soát lại nhìn sang vân thanh sắc mặt ông ta đã tối sầm cả lại đến cả thị thiên chân nhân cũng bị khống chế ông ta cũng không khá khẩm hơn là bao nghe nói ông có thiên nhãn mở thiên nhãn cho ta xem diệp thành khoanh tay trước ngực hắn nhìn vân thanh bằng ánh mắt đầy hứng thú muốn rớt thì rớt hà tất nhiều lời vân thanh hắng giọng được lắm diệp thành lập tức tế gọi ra sát kiếm một kiếm chớm rơi đầu vân thanh diệp thành ra tay dứt khoát nhanh gọn không hề đợi thương lượng khiến tất cả mọi người đang ngồi đều không kịp phản ứng lại hắn nói rất là rất có cần phải dứt khoát vậy không chứ ở hiện trường người ấm ức nhất chính là vân thanh mặc dù đầu ông ta đã lìa khỏi cổ nhưng đôi mắt lại trố ra bên trong đó còn mang cái nhìn uất ức cả đời phấn đấu mãi mới mạnh được như vậy cuối cùng lại vì cách thể hiện mà mất mạng là ông bảo ta rất ông ta chỉ có thể miến cưỡng làm theo thôi diệp thành xua tay vẻ mặt bất lực Nói rồi hắn phất tay lấy đầu Vân Thanh sau đó đoạt đi căn nguyên thiên nhãn của ông ta. Căn nguyên thiên nhãn chính là một con mắt hư ảo, xung quanh có lưu quang chói lọi, phát ra ánh sáng huyền diệu, trên đồng tử còn có hỏa diệm ấn ký, giống như trên đồng tử tiên luân nhãn của hắn có một ấn ký tiên luân vậy. Mặc dù hắn dùng lục đạo tiên luân nhãn có thể nhìn thấu được một số manh mối nhưng khả năng cụ thể của đôi thiên nhãn này hắn lại không thể nhìn ra, muốn biết được khả năng thực sự của nó thì cần phải dung hòa vào mắt mới biết được. Hắn không lãng phí thêm thời gian với đôi mắt này, cứ thể ấn ký nó trong một cái bình ngọc, thiên nhãn có thể gặp mà không thể cầu, đây chính là một món bảo bối, mặc dù không thể so với lục đạo tiên luân nhãn nhưng dù gì cũng là thiên nhãn, nói không chừng con mắt này còn có khả năng bá đạo khác. Thị thiên chân nhân bị khống chế, vân thanh bị tiêu diệt, hàng nhạc chân nhân và cơ tuyết băng khó tránh khỏi, phía này, một số người đang ngồi nguyên vị trí ban đầu không dám nhúc nhích, bọn họ truyền âm cho nhau. Vừa truyền âm bọn họ không quên liếc nhìn hàng nhạc chân nhân và cơ tuyết băng ở phía cách đó không xa. Một người là lão tổ của hàng nhạc, một người là thánh nữa của chính Dương Tông Kiêm Điện Chủ Phân Điện thứ chính đều là những kẻ có thù với Diệp Thành. Theo như những người này thấy thì với tính cách của Diệp Thành chắc chắn sẽ không thể bỏ qua cho hai người này. Các vị tiền bối, mọi người ăn no chưa? Diệp Thành thu lại thiên nhãn của Vân Thanh, hắn nhìn những người đang ung dung ngồi đó. Ăn, ăn no rồi. Tất cả các lão bối lần lượt cười trừ, bọn họ cười còn khó coi hơn là khóc. Bên trong đó không thiếu tu sĩ ở cảnh giới chuẩn thiên nhưng lúc này ai ai cũng nghiêm chỉnh ôn hòa không dám động đậy bọn họ chắc chắn rằng nếu có bất cứ hành động nào thừa thãi thì sẽ bị những kẻ mạnh khác tuyệt sát. Chúng ta chỉ đến đây để góp vui thôi, người cũng không thể tính cả chúng ta vào được, một lão già gầy như khỉ ho hắng lên tiếng, phải lại ta và hạo thiên thế Gia còn có giao tình, ta, ta còn từng chỉ điểm cho phụ thân của ngươi nữa. Ồ, Diệp Thanh nhướng mày thầm nghĩ lão già này rất thông minh, biết nắm bắt thời cơ. Ta nói thật, nếu ngươi không tin thì có thể đi hỏi hạo thiên huyền chấn, lão già kia vội nói. Ông ta tên là Hoàng Đạo Công, quả thực từng có giao tình qua lại với hạo thiên thế gia, có thể lôi kéo, hàng nhạc chân nhân ngồi nhàn nhã thưởng rượu truyền âm cho Diệp Thành. Con hiểu rồi, Diệp Thành mỉm cười, hắn liếc nhìn Hoàng đạo công từ đầu tới chân, người này trông rất rảo hoạt, đầu tóc rối bời, đôi mắt chớp chớp còn hiện lên cái nhìn tà gian, hình thái của ông ta trông có phần giống với gia cát phú. Quan trọng nhất đó là ông ta là tu sĩ ở cảnh giới chuẩn thiên thực thụ. Phía này, thấy Diệp Thành nhìn mình như vậy, Hoàng đạo công cảm thấy mất tự nhiên, ông ta chỉ sợ tên này không để ý nói nhầm ra nhầm mệnh lệnh thì mình mất mạng hoàng gia gia đắc tội rồi diệp thành mỉm cười khẽ khua tay giải cấm dứt lời rất nhiều sức mạnh được tạo ra bởi những tu sĩ mạnh đang đè nén lên người hoàng đạo công tản đi khiến hoàng đạo công thở phào trong lúc này ông ta không quên lau đi mồ hôi trên trán mình ta có thể đi rồi chứ hoàng đạo công ho hắng nhìn diệp thành đừng vội mà diệp thành tươi cười để lộ ra hàm răng trắng sáng người hiếm khi mới tới nam sở đợi lát nữa chúng ta cùng uống vài chén ta về nhà uống vẫn hơn hoàng đạo công cười trừ nếu người nói vậy thì phong ấn lại tiếp cho ta hạo thiên huyền trấn đúng là dạy được một người con ngoan khuôn mặt hoàng đạo công đã tối đen như hòn than nếu không phải bị phong cấm thì ông ta sẽ không trần trừ mà xông lên rớt chất tên đê tiện diệp thành làm nhiều thêm một chút bao nhiêu đồ ngon thế này kia mà thật lãng phí diệp thành bày ra vẻ mặt lợn chất không sợ nước sôi mở kiếp tính khí cũng không vừa nhỉ diệp thành gãi tai bước đi dù là giao tình qua lại nhưng có lúc một số thủ đoạn cũng rất cần thiết quan trọng nhất là hắn sợ hoàng đạo công ra khỏi cửa là chạy mất vì vậy hắn chỉ có thể mặt dày lại lần nữa phong cấm hoàng đạo công đợi mọi việc xong xuôi cùng lắm là bị đánh một trận, bị đánh mà có được thêm một tu sĩ ở cảnh giới chuẩn thiên thì cũng đáng. Người trung niên mặc mãng bảo kia là Mộ Vân Ngạo gia chủ nhà họ Mộ Vân, Diệp Thành vừa xài bước đi thì liền nghe thấy chuyện âm của Hằng Nhạc chân nhân, người này cũng được, đáng để lôi kéo. Nhà họ Mộ Vân, Diệp Thành đảo mắt nhìn một vòng, ánh mắt của hắn dừng lại ở người đàn ông trung tuổi mặc mãng bào, ông ta rất điềm tĩnh, không hề tỏ ra hỗn loạn, khí chất có phần giống với Hạo Thiên Huyền Trấn đều có sự uy nghiêm và khí thế của bậc bề trên. Nam có Mộ Vân Bắc có Hạo Thiên, đây chính là gia chủ mộ vân thế gia sao diệp thành lẩm nhẩm nói thực thì đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp được người của mộ vân thế gia ông ta từ phương xa chạy tới nam sở trúc thọ linh chân chứng tỏ nhà mộ vân cũng không phải nhàn rỗi diệp thành xoa cằm cũng may vừa rồi ông không giống những kẻ khác đối đầu với ta nếu không thì cũng sẽ thật khó xử khi diệp thành nhìn mộ vân ngạo thì mộ vân ngạo đang tĩnh lặng thưởng rượu cũng nhìn qua bên này hạo thiên huyền trấn ông đúng là có một nhi tử ngoan mộ vân ngạo thầm nghĩ trong lòng có thể thấy trong đôi mắt nhìn xa trông rộng của ông ta rõ vẻ kinh ngạc, thậm chí là kinh hãi. Sư tổ, con và ông ta chưa quen nhau, người giới thiệu chút nhé, Diệp Thành thu lại ánh mắt, thầm truyền âm cho hàng nhạc chân nhân, những người bị hắn phong cấm ở đây đều có vai trò rất quan trọng, đằng sau bọn họ còn có thế lực thần bí, cố gắng lôi kéo mới là thượng sách. Người ở đằng trước bên góc trái con chính là trưởng lão thứ 9 của Nam Cung Thế Gia ở Bắc Sở Nam Cung Chính, hàng nhạc chân nhân truyền âm, thế gia này vô cùng thần bí, tồn tại lâu đời, kéo dài tới thời đại Nguyệt Hoàng, Tiên tổ của nhà Nam Cung từng bình định thiên hạ, để lại truyền thừa, hiện giờ mặc dù không được như xưa nhưng gia tộc này cũng rất vững mạnh. Nguồn gốc cũng không vừa, Diệp Thành liếc nhìn, hắn nhận ra một lão già tóc bạc đang vùi đầu khắc gỗ, không hề vì cảnh tượng rối loạn xung quanh mà trở nên hỗn loạn, giống như thể một lão gia hòa nhã dễ gần vậy. Tây môn ở phương đông, Bắc Trấn ở phương nam, tứ đại thế gia của đại sở từng bám gót nguyệt hoàng trấn áp u minh địa phủ, đông phương thế gia, tây môn thế gia và bắc trấn thế gia hiện giờ liên minh với chúng ta, cố gắng lôi kéo nam cung thế gia vào nữa ta nhớ rồi, Diệp Thành khẽ gật đầu. Lão già mặc y phục trắng ở phía đông bắc chính là trưởng lão thứ ba của Âu Dương Thế Gia Âu Dương Hải, bọn họ khác với Nam Cung Thế Gia ở chỗ tiên tổ của Âu Dương Thế Gia từng đi theo táng hoàng trấn áp quỷ tộc. Hàng nhạc chân nhân khẽ nhấp một ngụm rượu, tiếp tục truyền âm cho Diệp Thành, gia tộc này từng xuất hiện kẻ mạnh cái thế, nếu như không có người này thì không có thiên táng hoàng. Kẻ mạnh cái thế, Diệp Thành nhướng mày, sở hải thần binh Âu Dương Vương, sở hải thần binh Âu Dương Vương, Diệp Thành xứng người gãi đầu, đây, đây là danh hiệu gì? sở hải có lẽ con từng nghe tới nằm ở nam yến hằng nhạc chân nhân giải thích năm xưa nơi đó từng xảy ra cuộc đại chiến kinh thiên động địa trận đại chiến đó không phải là quyết chiến nhưng lại là trận chiến xoay chuyển chiến cục thiên táng hoàng ở cảnh giới chuẩn thiên đỉnh phong khi vào thời khắc then chốt đột phá lên cảnh giới thiên đã một mình chặn lại cả sở hải cứ thế chặn đứng đại quân của quỷ tộc vì thiên táng hoàng đột phá nên đã tranh thủ được thời gian quý báu đợi quân chi viện tới một người chặn lại đại quân của cả một điện kể cả là diệp thành cũng không khỏi kinh ngạc tu sĩ của một điện mạnh thế nào và lại còn là cả một đại quân, với sức mạnh của một người mà chặn lại được, hắn không thể tưởng tượng nổi Âu Dương Vương mạnh thế nào. Trận chiến đó khiến Âu Dương Vương nổi danh nhưng cũng chất rất thảm, ông ta đã thành công trong việc đánh chặn khiến Thiên Táng Hoàng không thể tiến giới tới cảnh giới thiên và cũng thành công đợi được quân chi viện tới đánh lui đại quân của quỷ tộc. Hàng Nhạc chân nhân chậm rãi lên tiếng, trong giọng nói còn rõ vẻ cung kính, nhìn về lịch sử đại sở, những tu sĩ dưới cảnh giới thiên không một ai phá được chiến tích của ông ấy, đó chính là kẻ mạnh thông thiên giống như thần binh cái thế truyền thuyết về thần binh sở hải âu dương vương cứ thế mà được lưu truyền âu dương vương mạnh như vậy vì sao lại không thể tiến giới tới cảnh giới thiên ạ diệp thành hiếu kỳ hỏi đó là vì phải xem cơ duyên hàng nhạc chân nhân mỉm cười truyền âm thiên táng hoàng ở cảnh giới chuẩn thiên đỉnh phong âu dương vương ở cảnh giới chuẩn thiên đỉnh phong và đó là vương quỷ cũng ở cảnh giới chuẩn thiên đỉnh phong chính là ba người có hy vọng thăng lên cảnh giới thiên ở thời đại đó thế nhưng thiên táng hoàng lại có tạo hóa hơn một chút so với quỷ vương và âu dương vương ông ta may mắn cũng có thể coi là thời thế tạo anh hùng cũng chính vì vậy mà những tiền bối này mới có đại sở của hậu thế nếu như để quỷ tộc thành công thì đại sở hiện giờ có lẽ khắp nơi thây chất thành núi mấu chảy thành sông rồi âu dương vương diệp thành thầm nhủ trong lòng như dậy sóng hắn cứ thế mải nghĩ và không quên liếc nhìn vào lão già mặc áo bào trắng đang khắc gỗ gia tộc từng có một kẻ mạnh như vậy đó chính là niềm kiêu hãnh của nhà họ âu dương người đó quả thực rất mạnh thái hư cổ long lâu rồi không nói chuyện với diệp thành tặc lưỡi lên tiếng người cũng biết diệp thành kinh ngạc nói thưa thái hư cổ long liếc nhìn chín phần phân thân của diệp thành ta chính là ký hồn những việc mà ký chủ của các thời đại trải qua ta ít nhiều cũng biết một chút tiểu từ tên âu dương vương đó quả thực rất mạnh chiến tích của hắn đừng nói là đại sở mà đến cả chư thiên vạn vực cũng chưa từng có người thứ hai như hắn có một việc ta rất muốn hỏi ngươi diệp thành đào mắt nhìn tứ phương sau đó lại nhìn sang thái hư cổ long hỏi nam minh ngọc thu từng nói thời đại chiến vương và huyền hoàng thì người có tu vi cao nhất là ở cảnh giới hoàng còn người có tu vi cao nhất ở thời đại thiên táng hoàng lại ở cảnh giới thiên, sao ta cảm thấy tu vi cao nhất ở đại sở này lại có khác biệt vậy nhỉ? Vậy thì Long gia ta hôm nay sẽ cho người được mở mang tầm mắt, Thái Hư Cổ Long thản nhiên lên tiếng, trước đây có lẽ ít nhiều người cũng từng nghe nói tới một số sự kiện trước kia của đại sở nhưng trong đó cũng có những chuyện đúng, những chuyện sai, chúng ta nói về tu vi cao nhất trước. Hôm nay ta có thể nói một cách nó trách nhiệm với người rằng từ thời sở hoàng tới thời viêm hoàng người có tu vi cao nhất ở đại sở là ở cảnh giới thiên, từ thời nguyệt hoàng tới thời thái vương thì tu vi cao nhất ở cảnh giới hoàng từ thời thiên táng hoàng tới thời đông hoàng tu vi cao nhất ở cảnh giới thiên từ thời chiến vương tới huyền hoàng tu vi cao nhất ở cảnh giới hoàng long gia xem ra người cũng thức tỉnh được không ít ký ức nhỉ diệp thành hỏi ý tứ là đại sở đang thay đổi nó đang thay đổi chúng ta cũng đang thay đổi thái hư cổ long trả lời ý tứ nếu như theo ngươi nói thì cứ cách hai thời đại tu vi cao nhất của đại sở lại có sự thay đổi thay đổi giữa cảnh giới thiên và cảnh giới hoàng Diệp Thành xoa cằm trầm ngâm, ở thời thần hoàng là cảnh giới thiên có nghĩa rằng tu vi cao nhất ở thời đại này là cảnh giới thiên. Có thể coi là như vậy, Thái Hư Cổ Long chậm rãi lên tiếng, thế nhưng nói chính xác hơn thì tu vi cao nhất ở đại sở là sự thay đổi trong vòng 9999 năm, những ngày tháng này ta cũng luôn được trải qua những sự kiện, kết hợp với những ký ức mà ta có được thì vòng năm của đại sở đang bị một thế lực thần bí khống chế. Ta không hiểu, Diệp Thành lắc đầu, nói ví dụ như chúng ta lấy điểm xuất phát là thời sở hoàng từ sở hoàng đến viêm hoàng là kết thúc thì trong khoảng thời gian này chính là 9999 năm, từ năm thứ 100.000 sẽ bắt đầu tính vào thời Nguyệt Hoàng, từ năm đó trở đi là thời đại Thái Vương kết thúc, cũng chính là 9999 năm, từ thời đại Thái Vương tới thời Huyền Hoàng kết thúc cũng là chu kỳ 9999 năm, không thừa hay thiếu bất cứ năm nào. 9999 năm, thời gian thật dài, người chắc chắn con số chứ, Diệp Thành nhìn Thái Hư Cổ Long với vẻ mặt khó tin. Mặc dù ta thức giác được linh trí ở thời đại thần hoàng nhưng khoảng thời gian rất lâu trước đó ta đã có mặt ở đại sở rồi. Thái hư cổ long khẽ vuốt sâu, ngươi nên biết thời đại thái cổ mà ta ở thì đại sở còn chưa hình thành. Linh trí trước đó của ta có rất nhiều sự việc đã lạc ấn vào trong ký ức của ta, còn con số 9999 năm không phải ta nói bừa mà là trải qua tính toán kỹ lưỡng kết hợp với ký ức trước kia của ta mà ra, về điểm này thì ngươi không cần phải nghi ngờ. Về điểm này thì ta tin, Diệp Thành khẽ xoa cằm, nhưng vì sao đều là 9999 năm, trong đó có huyền cơ gì không? Chính là con số lớn nhất lời nói của thái hư cổ long càng khiến người ta khó hiểu thế lực thần bí của đại sở giống như thể đang lợi dụng vào sự cực hạn này còn vì sao lại như thế thì hiện giờ ta vẫn chưa nghĩ thông đại sở cửu hoàng cứ hai hoàng là sẽ thay đổi tu vi cao nhất diệp thành lại lần nữa xoa cằm vì tu vi cao nhất không giống nhau nên thực lực của bọn họ cũng không giống nhau giống như sở hoàng và nguyệt hoàng mặc dù bọn họ cũng từng là những người mạnh nhất thời đại nhưng sở hoàng ở cảnh giới thiên nguyệt hoàng ở cảnh giới hoàng sở hoàng có lẽ yếu hơn nguyệt hoàng người hiểu như vậy cũng không hoàn toàn chính xác Thái hư Cổ Long khẽ xoa đầu, ứng với thời đại mà nói, bọn họ đều là những người mạnh nhất của thời đại vì lý do xoay vòng của năm nên bọn họ mãi mãi không thể nào tương ngộ. Sở Hoàng yếu hơn Nguyệt Hoàng về điểm này thì không chính xác, nếu như có thể xuyên không, nếu như Nguyệt Hoàng có thể về thời đại của Sở Hoàng thì tu vi nhất định có thể tới cảnh giới thiên, nói như vậy ngươi hiểu chứ? Hóa ra là vậy, Diệp Thành gãi đầu, nhưng cho dù là vị hoàng nào của đại sở cho dù là tu vi của bọn họ ở cảnh giới thiên hay hoàng thì đối với chư thiên vạn vực mà nói bọn họ đều là sự tồn tại như đại đế vì bọn họ đều là những kẻ mạnh nhất của các thời đại. Nếu như đại đế tới đại sở thì tu vi liệu có bị thấp xuống không nhỉ, Diệp Thành Hiếu kỳ hỏi. Vậy nếu như đại đế đến đến đại sở, tu vi liệu có bị giảm xuống không, Diệp Thành Hiếu kỳ nhìn Thái Hư Cổ Long. Có lẽ là có, Thái Hư Cổ Long lên tiếng. Không phải chứ, Diệp Thành mặt mày khó tin, hắn nhìn Thái Hư Cổ Long và nói tiếp, đại đế là sự tồn tại mạnh nhất của chư thiên vạn vực, đại sở bé nhỏ như vậy có thể khiến tu, vi của ông ấy bị giảm xuống sao? Long gia, người đừng dọa ta, không có gì là tuyệt đối cả, thái hư cổ long thở dài, ta từng thuộc tộc trí tôn nhưng cho tới bây giờ thì còn chưa thể thức tỉnh chút ký ức nào liên quan đến đại sở, điều đó chứng tỏ sự bất phàm của vùng đất này. Ngươi nói không sai, đại đế quả thực là sự tồn tại mạnh nhất của chư thiên vạn vực nhưng thế giới này cũng rất kỳ diệu có lẽ trên đại đế còn có người mạnh hơn ông ấy, chỉ là chúng ta chưa biết mà thôi. Còn có người mạnh hơn, Diệp Thành bất giác giật gật khóe miệng, đột nhiên hắn cảm thấy mình nhỏ bé như con kiến vậy người có muốn biết vì sao cùng ở cảnh giới chuẩn thiên đỉnh phong nhưng âu dương vương và quỷ vương mạnh hơn thiên táng hoàng một phần không trong khi bọn họ chưa tiến vào cảnh giới thiên mà thiên táng hoàng đã tiến vào cảnh giới thiên vì sao vì âu dương vương và quỷ vương đều là người của thời đại thái vương hai người bọn họ từng phong ấn bản thân mình sau đó lần lượt giải phong ấn vào thời thiên táng hoàng bọn họ không phải là người của thời đại thiên táng hoàng diệp thành kinh ngạc nếu không phải thái hư cổ long nói ra thì hắn cũng không biết còn có bí mật này Nói vậy thì Âu Dương Vương và Quỷ Vương đều là tiền bối của Thiên Táng Hoàng rồi, Diệp Thành xoa cằm, tính tuổi thì bọn họ hơn Thiên Táng Hoàng vài nghìn năm tuổi. Nghĩ tới đây, Diệp Thành lại thắc mắc, vậy thì có liên quan gì đến việc Âu Dương Vương và Quỷ Vương chưa tiến vào cảnh giới Thiên? Liên quan chứ, Thái Hư Cổ Long khẽ vút râu, xem ra ta vẫn nên giải thích với ngươi về vấn đề lạc ấn của đạo. Cái gì mà lạc ấn của đạo? Đạo chính là đạo của bản thân. Tu vi của bọn họ đạt tới mức cao nhất định thì sẽ khớp với đại đạo, còn đạo của bọn họ sẽ hình thành nên lạc ấn vô hình giữa đất và trời. Lạc ấn đó chính là lạc ấn của đạo, lạc ấn của đạo lại được mở mang tầm mắt rồi. Diệp Thành xoa cầm. Chúng ta lấy Sở Hoàng làm ví dụ. Thái Hư Cổ Long nói tiếp, từ khi ông ta tiến giới tới cảnh giới thiên thì đạo của ông ta lạc ấn vào đất và trời, và lạc ấn đạo này có thể nói là một loại ràng buộc. Sự ràng buộc này sẽ không vì Sở Hoàng suy sụp mà biến mất. Nó chỉ dần dần yếu đi theo năm tháng vì sự áp chế rằng buộc của Lạc ấn đó nên ở thời đại Sở Hoàng gần như không có ai có thể tiến tới cảnh giới Tiên, phải lại khoảng cách về thời gian mà Sở Hoàng tiến giới tới cảnh giới Tiên càng gần thì sẽ chịu sự áp chế của Lạc ấn về đạo càng mạnh, ngược lại nếu thời gian cách Sở Hoàng tiến giới tới cảnh giới Tiên càng xa thì áp chế về Lạc ấn sẽ yếu, không chỉ Sở Hoàng mà thời đại của tám vị hoàng khác cũng như vậy, đây cũng chính là lý do vì sao một vị hoàng suy yếu thì cách rất lâu mới có sự xuất hiện của vị hoàng tiếp theo. người nói vậy thì ta hiểu rồi, Diệp Thành nghe mà như được thức tỉnh có nghĩa là người của thời đại âu dương vương và quỷ vương đều chịu sự áp chế của lạc ấn về đạo do sự ràng buộc này nên cho dù tự phong ấn tới thời đại thiên táng hoàng thì ràng buộc đó vẫn còn tồn tại còn thiên táng hoàng lại khác vì thời đại thái vương đã kết thúc vì thời gian đã trôi qua rất lâu lạc ấn về đạo của thái vương đã yếu đến mức có thể bỏ qua không cần tính toán sự đè nén mà ông ta phải chịu yếu hơn rất nhiều so với âu dương vương và quỷ vương cho nên ông ta mới có thể trở thành trí tôn của đại sở sau này ta nghĩ như vậy không sai chứ hoàn toàn chính xác thái hư cổ long mỉm cười vì mỗi một thời đại đều có lạc ấn về đạo của kẻ mạnh nên cũng là lý do vì sao mà mỗi một thời đại của đại sở đều không thể có sự việc mà hai vị hoàng tương ngộ hiện tượng này của đại sở rất giống với chư thiên vạn vực diệp thành nhìn thái hư cổ long nói ý tứ chín vị hoàng của đại sở cũng giống như đại đế của chư thiên vạn vực đại đế cũng có lạc ấn về đạo nên mỗi một thời đại đều không thể có chuyện hai vị đại đế tương ngộ ngươi rất thông minh thái hư cổ long lại mỉm cười nói vậy ta có thể nghĩ thế này không đại đế càng mạnh thì lạc ấn về đạo của bọn họ càng lâu diệp thành hiếu kỳ nhìn thái hư cổ long đương nhiên rồi thái hư cổ long đáp thông thường sau khi một đế suy yếu thì cách đó bảy tới tám mươi năm mới có một vị đại đế mới xuất hiện nhưng sau khi vị đại đế mạnh nhất viên tịch thì cũng phải mất một trăm ba mươi năm mới có vị đại đế mới xuất hiện đây gọi là thiên khuyết đại đế thiên thiên khuyết đại đế diệp thành giật giật khóe miệng đế hiệu này sao nghe lại khó hiểu thế nhỉ một đời sinh tử ba năm chỉ nguyệt tay không bù đắp chỗ hồng là là sao thiên khuyết đại đến chính là một viên thần thạch từ trên trời xuống thái hư cổ long giải thích không biết ông ta đã trải qua bao nhiêu năm tháng mời hóa thành hình người đá cũng có thể hóa đến thế giới này đúng là kỳ lạ diệp thành tặc lưỡi được rồi không nói chuyện linh tinh với ngươi nữa thái hư cổ long truyền âm tới một phần chín thái hư cổ long hồn của ta đã phân tách ra rồi đợi ngươi xong xuôi mọi việc chúng ta lại trao đổi khí hỗn độn được thôi được thôi diệp thành xoa tay cười nói đừng quên còn có thánh huyết của ngươi thái hư cổ long nói rồi không quên liếc nhìn chín phần phân thân của diệp thành giống như thể có thể thông qua bọn họ nhìn thấy được diệp thành đang trong chính khí điện yên tâm ta vẫn luôn nhớ diệp thành mỉm cười nhấc chân đi tới nơi khác thành nhi lão già mắc huyết bào ở phía tây bắc của con không cần giữ lại ông ta là tam trưởng lão huyết cực của huyết linh thế gia lời nói của hàng nhạc chân nhân văng vẳng trong đầu diệp thành có lẽ con biết huyết linh thế gia gia tộc này công pháp tàn nhẫn luyện huyết vu mà sinh tồn loại người này sống thêm một ngày là đại họa của nhân gian con hiểu rồi Diệp Thành lật tay lấy ra kiếm xích tiêu, toàn thân có luồng khí lạnh băng bao quanh, hắn sát phạt tới phía trước huyết cực và dơ cao kiếm xích tiêu. Viêm Hoàng và huyết linh thế gia từng có ân oán khi ở Bắc Sở còn hắn khi ở đại hội đấu đan cũng từng đấu đan với thánh tử của huyết linh thế gia, hắn cũng có hiểu biết về gia tộc này, rất ông ta nói dễ nghe thì chính là thay trời hành đạo. Người thấy Diệp Thành dơ cao kiếm xích tiêu, sắc mặt của huyết cực thay đổi rõ rệt. Đừng trách ta, Diệp Thành không hề tỏ ra thương hại, tay hắn dơ kiếm lên, đầu của huyết cực lập tức rơi xuống, rứt khoát nhanh gọn, Diệp Thành sát phạt quyết đoán, lạnh lùng tàn khốc khiến những người còn đang ngồi trên vị trí không khỏi tròn mắt, chỉ sợ mình là mục tiêu tiếp theo. Phụt, phụt, khi tất cả mọi người đều đang hoang mang thì Diệp Thành giống như một vị sát thần đoạt đi sinh mạng của từng người. Âm Dương Thế gia ở Bắc Sở, nhà họ Viên ở Bắc Sở, nhà họ Dương ở Bắc Sở, người của thị huyết điện, tất cả đều bỏ mạng trên con đường sát phạt của hắn. Đây chính là cảnh tượng đẫm máu, từng cái đầu rơi xuống lăn lông lốc, cảnh tượng tanh máu khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh hơn. Ừm, Diệp Thành cứ thế chém rớt hắn bất giác cao mày nhìn một người thanh niên yêu dị ở cách đó không xa, khuôn mặt người này trắng trẻo có phần khác thường, đôi mắt giống như rắn độc, nếu bị tên này nhìn vào thì sẽ có cảm giác giận người. Trong chốc lát Diệp Thành mở tiên luân nhãn, hắn chăm chú quan sát tên này. Bản thể là huyết mãng, Diệp Thành nheo mắt, không phải là người của yêu tộc chứ. Nói tới hai từ yêu tộc, Diệp Thành chợt thâm trầm hơn. Yêu tộc chính là một trong những sức mạnh cái thế của vùng đất này, trước kia bị Đông Hoàng trấn áp nhưng tất cả mọi người đều biết yêu tộc mặc dù bị trấn áp nhưng không hề bị tiêu diệt hoàn toàn, bọn họ vẫn sống trong từng ngóc ngách của đại sở. Hiện giờ gặp được người của yêu tộc ở đây, khiến Diệp Thành có lý do tin rằng yêu tộc cũng giống với quỷ tộc, huyết tộc, phù chú tộc và sát thủ thần triều, bọn họ lại một lần nữa xuất hiện trên nhân gian. "Tiểu tử, tốt nhất ngươi nên thả ta đi, nếu không ngươi sẽ chết rất thảm." Gã thanh niên yêu gì kia hắng giọng lạnh lùng, trong đôi mắt như rắn rết kia còn hiện lên u quang u ám khiến người ta không dám nhìn thẳng. Sao thế, ngươi đang dọa ta đấy à, Diệp Thành bật cười lạnh lùng. Ngươi nên biết có một số sự tồn tại không phải ngươi có thể đụng tới được, gã thanh niên yêu gì kia bật cười tôi độc. Ngươi ra vẻ cũng tốt lắm, Diệp Thành gãi tai đáp vì hứng. Ngươi, phong cấm, Diệp Thành cứ thế ngắt lời gã ta, ngay sau đó những kẻ mạnh của viêm hoàng ẩn nấp trong những góc khuất cứ thế liên tiếp ra tay mười mấy đạo phong ấn cứ thế được thi triển trên người của gã thanh niên yêu gì kia khiến cả cơ thể hắn ta bị phong ấn đến mức không thể cử động nổi diệp thành không rất hắn vì người của yêu tộc có thể dùng đến hắn không muốn chuốc thêm đại địch từ sớm như vậy vì dù sao nam sở vẫn chưa thống nhất nếu đắc tội với yêu tộc thì sự việc sẽ vô cùng phức tạp cuối cùng diệp thành liếc hắn ta một cái rồi quay người đi tới nơi khác đó là lưu trưởng lão của hoàng phổ thế gia ở bắc sở cố gắng lôi kéo phía trước mặt con là lão già tóc xám, ông ta chính là thế gia phụ thuộc thị huyết điện, không phải nương tay. Người ở bên trái ngay phía trước mặt con là một người trung tuổi mặc y phục tím, đây chính là thất trưởng lão của ti không thế gia ở Đông Lăng của Bắc Sở, không phải nương tay. Phía này, hàng nhạc chân nhân liên tiếp truyền âm cho Diệp Thành, người nào có thể lôi kéo, người nào cần tiêu diệt, đến cả lai lịch của bọn họ ông ta cũng giải thích với Diệp Thành. Thế rồi chính khí điện cứ thế sực lên mùi mấu tanh, Diệp Thành sát phạt cả chặng đường, toàn thân đẫm máu, trong đó không thiếu những kẻ mạnh ở cảnh giới không minh đỉnh phong và kẻ mạnh ở cảnh giới chuẩn thiên. Hôm nay rất nhiều người đã tận mắt chứng kiến sự máu lạnh của Diệp Thành, nói rất là rất không hề do dự, và lại những kẻ chất trong tay hắn đều là những kẻ mạnh nổi danh một phương. Phụt, sau từng lượt máu phun trào, Diệp Thành cứ thế sát phạt rất tới người cuối cùng theo như hàng nhạc chân nhân nói, sau đó mới phất tay thu lại kiếm xích tiêu. Tới lúc này hắn không rất thêm người nữa mà cởi lớp áo khoác ngoài đẫm máu, ngồi xuống một bàn rượu, và phía đối diện của bàn rượu này chính là một mỹ nhân xinh đẹp, nếu nhìn kỹ thì đây chẳng phải là người thương trước kia của hắn huyền linh chi thể, thánh nữ kiêm điện chủ phân điện thứ 9 của chính Dương Tông Sao. Diệp Thành ngồi xuống, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Lúc này, hàng nhạc chân nhân không giới thiệu nữa, cơ tuyết băng là ai chắc hẳn ở đây không ai biết rõ hơn Diệp Thành. Nhưng điều ông ta muốn biết là Diệp Thành sẽ ứng xử người thương trước kia như thế nào. Không chỉ ông ta mà tất cả mọi người có mặt, bao gồm cả cao thủ của Viêm Hoàng Hàng Nhạc và những cao thủ vẫn đang bị phong ấn, trong lòng họ cũng đều nghĩ như vậy. Mặc dù cơ tuyết băng là người thương trước kia của Diệp Thành, nhưng thân phận của cô ta lại rất nhạy cảm, thánh nữ của chính Dương Tông, Điện chủ phân điện thứ 9 của chính Dương Tông, bất cứ thân phận nào trong hai thân phận này đều đủ để hắn rất cô ta. Bản thể đâu, Diệp Thành cất lời, vừa tự rót rượu cho mình vừa bâng cua hỏi một câu, câu này của hắn khiến cao thủ tứ phương đều bất ngờ, lại một lần nữa chuyển ánh nhìn sang cơ tuyết băng, lời này của Diệp Thành đã rất rõ ràng, đó là cơ tuyết băng này không phải bản thể quả nhiên huynh đã không còn là diệp thành của một năm trước đôi môi của cơ tuyết băng khẽ mở nhưng giọng điệu không còn lãnh đạm như trước nữa trong đôi mắt hiện lên vẻ tự diễu và phức tạp điều quan trọng nhất là cô ta không dám nhìn thẳng vào mắt diệp thành muội cũng không còn là cơ tuyết băng của một năm trước nữa diệp thành bình tĩnh nhìn cơ tuyết băng giọng điệu đều đều, đều không hẳn là lạnh nhạt nhưng cũng không nhiệt tình mọi thứ dường như rất tự nhiên nữ từ trước mặt dường như chỉ là một người không quan trọng trong cuộc đời hắn nếu bản thể tới huynh sẽ rất ta sao cơ tuyết băng cắn răng lần đầu tiên ngước lên nhìn thẳng vào mắt diệp thành có rất không thì ta không biết nhưng trói muội một lần nữa là điều chắc chắn diệp thành nói xong lấy một viên linh quả trên bàn rượu cho vào miệng trông như tên lưu manh vô lại hắn vừa dứt lời vẻ mặt cơ tuyết băng trở nên vô cùng kỳ lạ mặc dù là đạo thân nhưng cũng có ký ức tương thông với bản thể ngày đó diệp thành trói cô ta đòi chính dương tông tiền chuộc làm náo loạn cả đại sở bây giờ lại nghe thấy lời này cô ta cảm thấy rất kỳ lạ so với cô ta, cao thủ ở bốn phía cũng có vẻ mặt khác lạ, họ khẳng định tên vô sỉ Diệp Thành này chuyện gì hắn cũng làm ra được. Muội có biết không, không lâu nữa chúng ta sẽ gặp nhau trên chiến trường đấy, Diệp Thành dốc cạn chén rượu mạnh rồi lại lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng bình tĩnh. Vậy nên nếu là bản thể tới, chắc chắn huynh sẽ rất ta, cơ tuyết băng nở nụ cười buồn, ngày đó ở trong khu vườn nhỏ của thành cổ, ta cảm nhận rõ ràng sát ý của huynh. Lập trường của chúng ta khác nhau, đã định trước sẽ phải làm kẻ thù một mất một còn trên chiến trường vậy muội hãy về nói với thành côn rằng không phải ta chất thì là ông ta chất các huynh đấu không lại chính dương tông đâu câu này cơ tuyết băng truyền âm cho diệp thành dường như không muốn để những người khác nghe thấy có đấu lại hay không phải đấu mới biết được diệp thành nhàn nhã xoay ly rượu trong mắt lóe lên một tia sáng huynh thật sự muốn gây chiến vì ân oán cá nhân sao cơ tuyết băng hít sâu một hơi liếc nhìn diệp thành một khi chiến tranh nổ ra sẽ có rất nhiều người phải chất nghe câu này của muội là không cho ta báo thủ đúng không diệp thành nhìn cơ tuyết băng đầy hứng thú oan có đầu nợ có chủ ta chỉ hy vọng huynh đừng liên lụy đến người vô tội cơ tuyết băng mím môi ta biết huynh hận chính dương nhưng không phải tất cả người của chính dương đều là người của thành côn bọn họ không có tội muội cũng từng trải qua chiến tranh vậy mà chỉ có chút giác ngộ này thôi sao diệp thành nhìn cơ tuyết băng nụ cười càng thêm diễu cợt chính vì ta đã từng trải qua chiến tranh nên mới thực sự hiểu được sự tàn khốc của nó ta ghét cảnh tượng đẫm mấu ghét đất trời toàn mùi mấu tanh ta chỉ hy vọng thiên hạ thái bình tất cả đều được bình an vô sự Cơ tuyết băng bình tĩnh nói, giọng điệu còn có niềm hy vọng mãnh liệt. Đã là điện chủ của một điện rồi, muội không cảm thấy muội đang lừa mình dối người sao? Diệp Thanh mỉm cười nhìn Cơ tuyết băng, ta nên nói muội ngực to mà không có não, hay nên nói muội tóc dài mà não ngắn đây? Huyền Linh chi thể bất bại trong truyền thuyết là huyết mạch cao ngạo nhường nào, muội học được cách tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục trước thế đạo hỗn chiến này từ bao giờ vậy? Ta, Cơ tuyết băng mấy mấy môi nhưng lại không biết phải phản bác thế nào. Muội đã không còn là Cơ tuyết băng của năm đó nữa, đứng ở đỉnh cao của hiện tại, có được thân phận hiện tại, muội không thể không giành thế sự như trước nữa. Điều tốt đẹp mà muội hướng tới, thiên hạ thái bình mà muội khao khát không chỉ cần tưởng tượng, mà còn là cả một chặng đường dài trải bằng máu xương, Diệp Thành cất giọng đều đều, có thể nói là không buồn không vui. Đột nhiên, Cờ Tuyết băng im lặng, rũ mắt xuống, ngồi yên đó như bức tượng băng được điêu khắc ra. Ta phải thừa nhận, đôi lúc muội cũng vẫn ngốc như năm đó, Diệp Thành cười nhẹ lắc. Đầu, nghe thấy hai chữ, năm đó, người Cờ Tuyết băng khẽ run lên, trên mặt mang theo nét hoài niệm tự diễu và phức tạp, trong mắt còn ngấn nước khiến trước mắt cô ta nhòa đi. Mới chỉ một năm mà đã khiến cô ta có cảm giác như đã cách một đời. Chàng thanh niên trước mặt hết lần này đến lần khác chạm tới giới hạn khiến cô ta sừng sốt, nhưng cũng hết lần này tới lần khác khắc sâu trong tim cô ta, thành tựu hiện tại, lập trường hiện tại, địa vị hiện tại của họ đã định sẵn sẽ không bao giờ có thể quay về năm đó. Đi đi, lần sau gặp sẽ là sinh tử, Diệp Thành ở bên này đã đứng dậy, chậm rãi bước đi. Nhìn bóng lưng dần xa của Diệp Thành, hai mắt cờ tuyết băng nhòa đi nước mắt dâng lên trong mắt cũng dần ngưng tụ thành băng đời này cô ta không muốn bàn chuyện sinh tử với người này nhất nhưng sự thật phú phàng bọn họ đã định phải gặp nhau trong cuộc chiến sống còn vút dưới sự chú ý của mọi người cờ tuyết băng hóa thành một làn khói xanh rồi biến mất là đạo thân nên dù có rất cô ta cũng không ảnh hưởng đến bản thể đây cũng là lý do diệp thành để cô ta đi thánh chủ là ta bất tài si hồn ở trong không gian hư vô truyền âm cho diệp thành không trách ngươi diệp thành nhẹ giọng nói Sở dĩ hắn nói chuyện với đạo thân của cơ tuyết băng lâu như vậy, mục đích là để phía si hồn tranh thủ thời gian đi tìm bản thể của cơ tuyết băng, mà trong khoảng thời gian này, si hồn dẫn cao thủ của viêm hoàng đi tìm kiếm trong bán kính 100.000m cũng không thấy bóng dáng bản thể của cô ta đâu. Những điều này, hắn đã dự đoán từ trước, bây giờ trong lòng hắn bắt đầu có cảm giác chán ghét bản thân một cách khó hiểu, để bắt bản thể cơ tuyết băng mà hắn không ngần ngại dở trò bày mưu tính kế trước đạo thân của cô ta, hắn đã không nhớ được mình trở nên gian xảo như vậy từ bao giờ để đạt được mục đích mà không ngần ngại sử dụng đủ thủ đoạn tâm cơ với bất kỳ ai bây giờ không tìm được bản thể của cơ tuyết băng như vậy tin tức ở đây cũng khó giấu được nữa mà quân đội tu sĩ hùng mạnh do hắn chỉ huy cũng sẽ bị chính dương biết đến hoặc có thể nói hành động hôm nay của hắn đã đánh rắn động cỏ lợi thế hành động bí mật của họ đang dần suy yếu tuy nhiên những điều này đã không còn quan trọng đối với hắn nữa hiện tại ba tông của nam sở họ đã kiểm soát được hai tông các thế gia lớn của nam sở cũng đã bắt tay với họ hơn một nửa sức chiến đấu tổng thể đã vượt xa chính Dương Tông, nếu hắn muốn thì hôm nay có thể đánh chiếm chính Dương Tông luôn. Nhưng thời cơ tốt nhất mà hắn muốn vẫn chưa tới, để bảo toàn tối đa lực lượng, họ cần một thời gian để tập hợp thêm sức mạnh, áp chế bằng thực lực tuyệt đối mới có thể giảm thiểu thương vong. Thu dọn chiến trường, sau khi suy nghĩ thấu đáo, Diệp Thành lập tức hạ lệnh. Chỉ chờ câu này của ngươi thôi, Long Nhất và Long Ngũ nhảy xuống, các cao thủ Viêm Hoàng phía sau cũng ùn ùn kéo đến, những người tự phế tu vi kia bỏ lại túi đựng đồ chất thành đống lớn, trong đó có rất nhiều bảo bối ngoài những thứ này ra còn có chính khí điện chính khí điện đứng vương ở nam sở đã lâu những đầu góp nhặt được chắc chắn cũng dư giả mà của cải của chính khí điện bây giờ đã thuộc về họ số tiền này đủ để họ trang bị một đội quân mạnh mẽ nhanh lên nhanh lên đừng lề lê mề long nhất dẫn đầu xông vào một tòa linh sơn của chính khí điện sau đó là những tiếng hô hào rất lớn của mọi người nhanh nhẹn lên cho ta ở một nơi khác long ngũ cũng dẫn theo nhóm tiểu đệ của mình quét sạch một tòa linh sơn khác thấy bảo bối là nhặt không hề khách sáo tựa như nhóm cướp các tiền bối Mời vào trong, Diệp Thành chắp tay với phía Mộ Vân Ngạo, Hoàng Đạo Công, Nam Cung Chính, Âu Dương Hải, lúc trước đắc tội các vị, ta có thể hân hạnh mời các vị vào điện nói chuyện không? Mà khi hắn nói lời này thì cao thủ của Viêm Hoàng đã giải trừ phong ấn cho mấy người họ. Đương nhiên, phía thanh niên yêu nghiệt của yêu tộc và thị thiên chân nhân của thị huyết điện vẫn ở trong trạng thái phong ấn, tức là chỉ những người được giải trừ phong ấn mới được vào điện nói chuyện cùng Diệp Thành, những người khác thì xin lỗi nhé, chờ bên ngoài đi. Tên nhãi danh, Hoàng Đạo Công mắng chửi, khuôn mặt già nua đen như than, ngay cả hạo thiên huyền trấn cũng không dám đối xử với ông ta như vậy thế mà diệp thành lại phong ấn ông ta hơn nửa canh giờ ông ta phải để mặt mũi ở đâu tuy nhiên dù nói vậy nhưng ông ta vẫn chỉnh lại quần áo nhấc chân đi vào đại điện phía âu dương hải mộ vân ngạo và nam cung chính bình tĩnh ung dung hơn nhiều họ nở nụ cười phất tay áo rồi cùng nhau đi vào đại điện của chính khí điện thấy thế diệp thành ho khan một tiếng sờ chóp mũi rồi đi vào đại điện trong điện phía mộ vân ngạo đã ngồi xuống mặc dù chỉ có vài người nhưng ai cũng là cao thủ cảnh giới chuẩn thiên phía sau họ dù ít dù nhiều cũng có thế lực lớn mạnh những người này là đối tượng được Diệp Thành và phía Hằng Nhạc chân nhân lựa chọn cẩn thận để mời gia nhập Diệp Thành rất coi trọng họ nếu có thể liên hợp thì sức chiến đấu của Viêm Hoàng Hằng Nhạc Thanh Vân chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều nói đi gọi chúng ta vào làm gì Hoàng Đạo Công lên tiếng trước nói nhanh lên nói xong lão tử còn đến Hạo Thiên Thế gia tìm Hạo Thiên Huyền Trấn nói chuyện khen ngợi nhi tử bảo bối của ông ta vài câu tiền bối đừng đùa nữa ta nói chuyện chính đây Diệp Thành ho khan Tiểu Hiếu bây giờ có thể nói cho chúng ta biết thân phận thật sự của ngươi rồi chứ âu dương hải nở nụ cười khẽ nhìn diệp thành tiểu hiếu bây giờ có thể nói cho chúng ta biết thân phận thật của ngươi rồi chứ âu dương hải mỉm cười nhìn diệp thành lời này vừa dứt không chỉ mộ vân ngạo nam cung chính mà ngay cả hoàng đạo công đang bực bội cũng bất giác sòng tai lên có thể thống lĩnh điều khiển đội quân tu sĩ hùng mạnh như thế thân phận của diệp thành đơn giản được mới lạ thánh chủ viêm hoàng trưởng giáo hằng nhạc diệp thành nở nụ cười thánh chủ viêm hoàng trưởng giáo hằng nhạc nghe thấy tám chữ này mấy người có mặt đều giật mình, ánh mắt đổ dồn vào Diệp Thành, họ đã nhiều lần suy đoán về thân phận của Diệp Thành nhưng không ngờ thân phận của hắn lại ghê gớm đến mức này. Hèn gì ta cảm nhận được vài luồng khí thức cường đại khác thường mà lại quen thuộc từ những cao thủ ngươi dẫn tới, Âu Dương Hải hít một hơi thật sâu, tiểu hữu nói thế, vậy mấy luồng khí thức ấy hẳn là phía trung gian. Chẳng trách ngươi không làm gì hàng nhạc chân nhân, hóa ra là cùng một nhóm, Nam Cung Chính mỉm cười lắc đầu, xem ra Nam sở mấy ngày nay không giống như lời đồn, mọi người đều biết ngươi đã bắt Doãn Trí Bình trưởng giáo của Hằng Nhạc, nhưng lại không biết ngươi đã trở thành trưởng giáo mới của Hằng Nhạc. Thảo nào ngươi có thể huy động cả đội quân tu sĩ lớn mạnh như vậy, Mộ Vân Ngạo cảm thán, Viêm Hoàng lại thêm Hằng Nhạc, lực lượng mà Tiểu Hữu nắm giữ đủ để phá thế chân vạc ở Nam Sở rồi. Tiểu tử ngươi được lắm, Hoàng đạo công tặc lưỡi nhìn Diệp Thành, không ngờ Hạo Thiên Huyền trấn lại có đứa con trai tài giỏi đến vậy. Vậy tiền bối có muốn dựa vào ta không, Diệp Thành ngoái tai. Cốt, ngoài Viêm Hoàng và Hằng Nhạc, tiểu hữu còn kiểm soát thế lực khác nữa đúng không âu dương hải lại nở nụ cười nhìn diệp thành trong đôi mắt giả nua tinh anh còn mang theo ẩn ý sâu xa lời của ông ta khiến ánh mắt của mọi người trong đại điện lại lần nữa đổ dồn về phía này đúng như tiền bối nghĩ diệp thành lại cười thượng quan thế gia ở đông nhạc nam sở tư đồ thế gia ở tây thục đông phương thế gia tây môn thế gia bắc thần thế gia nhà họ hùng ở nam cương thiên tông thế gia ở bắc sở nhà họ tô ở thành xuân thu ngoài ra mấy ngày nay chúng ta đang bàn chuyện liên minh với hoàng tộc của đại sở nhà họ Ngưu ở bàn Long Hải vực, đảo Hắc Long của Nam Yến Đại Trạch, Tây Lang Ba thuộc, Chú Kiếm Thành, Thất Tịch Cung, Bắc Hải Thế Gia, Huyền Thiên Thế Gia. Mở kiếp, nghe thấy lời này, dù là cao thủ cảnh giới chuẩn thiên đỉnh phong như Hoàng Đạo Công cũng không nhịn được chửi thề. Nhiều, nhiều vậy ư? Không chỉ ông ta mà Âu Dương Hải, Nam Cung Chính và Mộ Vân Ngạo đều biến sắc, liên hợp với nhiều thế lực như vậy, sức chiến đấu lớn mạnh như thế, thực lực này đã đủ để chống lại thị huyết điện của Bắc Sở. Còn nữa, sắp tới Vãn Bối sẽ đến Đan Thành, hy vọng có thể liên minh với họ, khi mọi người còn đang ngạc nhiên, Diệp Thành lại ung dung nói tiếp. "Đan Thành", nghe thấy hai chữ này, trong mắt mọi người đều lóe lên tia sáng sắc bén. Đan Thành là sự tồn tại thế nào? Đó là thánh địa của các luyện đan sư ở đại sở, khả năng triệu tập của luyện đan sư khủng khiếp đến mức nào, họ đáng sợ hơn bất kỳ ai. Hơn nữa họ đã nghe nói rồi, trong trận chiến ở Loạn Cổ Thương Nguyên, Đan Thành trước nay chưa từng tham gia vào tranh chấp của đại sở lần này đã tham gia, hơn nữa người tham gia còn là thành chủ Đan Thần, điều này đã nói lên rất nhiều vấn đề đó là Đan Thành có thể vì Diệp Thành mà bỏ qua phép tắc từ xưa đến nay của Tổ tiên, có thể thấy họ rất coi trọng Diệp Thành. Nếu Đan Thành đồng ý liên minh thì sức chiến đấu ấy sẽ là mạnh nhất từ trước đến nay. Nghĩ đến Đan Thành, họ lại nghĩ đến một thân phận khác của Diệp Thành, Đan Thánh. Đan Thánh Diệp Thành, danh hiệu này đã sớm truyền khắp đại sở, phong hiệu này còn cao hơn cả Đan Vương, tiềm lực ấy đáng sợ đến mức nào chứ? À đúng rồi, Thanh Vân Tông cũng nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta, khi mọi người còn đang ngỡ ngàng, Diệp Thành lại nói thêm câu nữa. Nghe vậy, ánh mắt mọi người trong điện đồng thời nhìn về phía diệp thành vẻ mặt vô cùng đặc sắc họ còn tưởng mình nghe nhầm ta không lừa mọi người đâu diệp thành nghiêm túc nói chúng ta tin mấy người đồng thời hít sâu một hơi ánh mắt nhìn diệp thành đều đã thay đổi ba tông của nam sở thì ngươi đã kiểm soát hai tông các thế gia của nam sở ngươi cũng đã kiểm soát hơn bảy phần còn biết bao thế lực ở bắc sở nữa đại quân hiện tại ngươi đang nắm giữ trong tay đã hơn hẳn thì huyết điện rồi có cần lợi hại vậy không vậy nên lúc này không cần diệp thành nói mọi người cũng hiểu ý hắn hắn đã nói thẳng hết những lực lượng mà hắn đang kiểm soát, ngụ ý rất rõ ràng, đó là thể hiện ưu thế, hy vọng có thể liên minh với họ. Các vị tiền bối, các vị có thể cân nhắc, tất cả đều là tự nguyện, vãn bối không ép buộc, đúng là Diệp Thành không nói ra mục đích của mình, những người có mặt ở đây đều là người thông minh, không cần hắn nói cũng tự hiểu. Nhưng có một số lời vãn bối phải nói, Diệp Thành nói tiếp tin rằng các vị tiền bối cũng đã nhận được một số tin tức, chẳng hạn như sát thủ thần triều, quỷ tộc, vệ hồn tộc, yêu tộc, phù chú tộc, các thế lực cổ này đã lần lượt xuất hiện, chúng là kẻ thù lớn từ thời cửu hoàng, không đơn giản chỉ là nói xuông. Trong tương lai không xa, chắc chắn chúng sẽ gây ra một trận mưa mấu ở đại sở, bất kỳ thế lực nào cũng khó mà thoát được. Ta hy vọng chúng ta hãy cùng nhau liên hợp, như vậy mới có thể đối phó với những thay đổi sắp tới. Lời của Diệp Thành khiến mọi người đều phải nhíu mày, quả thật mỗi nhà đều có mạng lưới tình báo riêng, họ cũng đã biết ít nhiều những điều Diệp Thành nói, bao nhiêu thế lực vừa cổ xưa vừa cường đại, chèn ép khiến họ không thở nổi nhất thời bầu không khí trong đại điện trở nên một ngạt và yên tĩnh đồng ý sau khi im lặng rất lâu mộ vân ngạo là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh trong đại điện đang là lúc nhiều biến cố liên minh sớm mới là thượng sách âu dương hải khẽ vuốt dâu nhà âu dương của ta cũng đồng ý liên minh đông phương tây môn tư đồ bắc thần bốn thế gia lớn của đại sở đều đã liên minh với người rồi còn thiếu nam cung thế gia của chúng ta thôi nam cung chính vuốt dâu mỉm cưỡi nam cung thế gia đồng ý liên minh chúng ta cũng đồng ý những người khác cũng gật đầu, đều đã từng này tuổi, đương nhiên họ có thể nhìn thấu, Diệp Thành có phong thái của vị hoàng đế, cũng có khả năng thống lĩnh ba quân, họ đã nhìn thấy hy vọng đại sở một lần nữa thống nhất, họ tin tưởng vô điều kiện rằng người thanh niên trước mặt có thể trả lại thái bình cho thiên hạ. Ta chỉ có một mình, không có thế lực lớn phía sau, nhưng là trưởng lão thì chắc vẫn được, thấy mọi người đều đồng ý, hoàng đạo công cũng ngoái tai, ho khan một tiếng. Thuận lợi hơn dự kiến nhiều, Diệp Thành từ từ thở phào nhẹ nhõm. Xu thế chung mà, mọi người đều mỉm cười, Nhìn Diệp Thành, lời nói của họ đầy ẩn ý sâu xa, chúng ta không làm được hoàng đế, vậy làm người trợ giúp hoàng đế cũng tốt rồi. Các tiền bối đề cao ta quá rồi, Diệp Thành được yêu quý mà lo sợ. Đây là điều mọi người đều muốn, nhà nhà đều hy vọng, mọi người lại cười lớn, lần này về, chúng ta sẽ chuẩn bị cho việc liên minh. Vậy Cổ Tam Thông tiền bối và Vô Nhai tiền bối sẽ đến gia tộc của các vị, giúp các vị làm hư không đại trận nhé. Cổ, Cổ Tam Thông và Vô Nhai cũng tham gia liên minh, nghe thấy hai cái tên này, mấy người đều sửng sốt dường như họ đều biết lai lịch của hai người này hơn nữa nhìn vẻ mặt họ thì thấy họ còn có qua lại với nhau trước khi viêm hoàng thống nhất họ đã làm khách khanh trưởng lão cho viêm hoàng diệp thành cười tươi thật bất ngờ mọi người lại thở dài hai người họ khá thành thục việc tạo pháp trận kết giới nếu có họ giúp đỡ thì kết giới phòng ngự và pháp trận công kích của chúng ta sẽ càng thêm kiên cố vững chắc chuyện chính đã xong vãn bối có chuyện phiếm này muốn hỏi diệp thành ngoái tai mọi người đều hiểu con người của linh chân tại sao còn từ xa xôi chạy tới nam sở chúc thọ ông ta Nói xong hắn còn nhìn Hoàng Đạo Công, nhất là tiền bối đó, người chạy tới đây chúc thọ linh chân, cố ý gây thêm phiền phức cho Hạo Thiên thế ra đúng không? Người đừng đổ oan cho ta, Hoàng Đạo Công không tán thành, ta đâu có rảnh chạy tới đây chúc thọ, ông ta là cái thá gì? Chỉ là thời gian này vừa hay ta đang ở Nam Sở, chuyện vui như vậy sao có thể thiếu ta? Ta không lừa người đâu, ta còn chẳng có quà mừng, cứ thể đi vào thôi. Ta còn định nhân lúc hỗn loạn kiếm ít bảo bối ở chính khí điện, kết quả bị ngươi làm vậy, hỏng hết cả kế hoạch. Ta tin, Diệp Thanh sờ cầm với vẻ mặt nghiêm túc, thầm nói ông lão này mà đi cùng lão già ra cát phố chắc sẽ ăn ý lắm, chưa biết chừng hai lão già này còn hận gặp vì gặp nhau hơi muộn. Chúng ta tới chúc thọ, tiểu hữu đừng để ý, bên này, phía Âu Dương Hải cười bảo, đương nhiên chúng ta biết con người của Linh Trân, nhưng chúng ta không đến vì ông ta, tiền bối mấy nhà chúng ta có quan hệ thân thiết với tiền bối của chính khí điện từ lâu đời, vậy nên dịp thế này vẫn phải đi. Nghe mọi người nói vậy, trong lòng ta cũng thoải mái hơn, Diệp Thanh mặt dày cười ngoác miệng. Nói xong mọi người đứng dậy, liên minh là chuyện lớn, họ cần gấp rút trở về gia tộc. Trước khi đi, họ đều nhìn Diệp Thành bằng ánh mắt kinh ngạc, cảm thán và hài lòng, họ cảm thấy liên minh là sự lựa chọn sáng suốt, sự lợi hại của Diệp Thành đã hoàn toàn làm mới giới hạn của họ. Sau khi họ đi, phía hàng nhạc chân nhân, Trung Giang và Thiên Tông Lão Tổ bước vào. Xem ra đã giải quyết xong, nhìn vẻ mặt tươi vui của Diệp Thành, mọi người đều bật cười. Thành công, Diệp Thành cười tươi để lộ hai hàm răng trắng. Phía thị thiên chân nhân thì sao? Xử lý thế nào? Thượng quan huyền tông nhẹ nhàng vuốt râu đương nhiên là giữ lại rồi giữ lại vẫn còn tác dụng diệp thành cười kha kha trong mắt lóe lên tia gian rảo vẻ mặt này mọi người vừa nhìn là hiểu chắc chắn không phải chuyện gì tốt này thứ người muốn sở linh đưa một túi đựng đồ cho diệp thành thứ gì đấy diệp thành nhận lấy túi đựng đồ rồi mở ra vừa nhìn hai mắt đã sáng rực tạo hóa linh lung băng tuyết liên bảy màu linh sâm cửu thiên huyết với định lực của diệp thành mà sau khi nhìn thấy hô hấp cũng trở nên gấp gáp bởi vì những loại linh dược này đều là nguyên liệu cần thiết để luyện chế thiên tịch đan Loại nào cũng vô cùng quý giá, hầu như những loại linh dược này đều đã tuyệt chủng ở đại sở. Có cần kích động vậy không, thấy Diệp Thành kích động như thế, Sở Linh hơi bất ngờ. "Bảo bối, đây đều là bảo bối." Diệp Thành cười vui vẻ, nói xong thì chạy ra ngoài. Bên ngoài ánh sáng rực rỡ, những người Do Long nhất và Long Ngũ Chỉ Huy đã lật tung chính khí điện, thêm cả bảo bối do những người tự phế tu vi để lại đã chất thành một núi túi đựng đồ. "Thánh chủ, thấy Diệp Thành đi ra, những cao thủ của Viêm Hoàng đang canh giữ bảo vật đều cúi chào." tìm theo danh sách này cho ta, Diệp Thành ném ra mấy trăm miếng ngọc giản, mỗi người cầm một miếng, trong đó ghi lại tất cả những nguyên liệu cần thiết để luyện chế thiên tịch đan. Các cao thủ của Viêm Hoàng đương nhiên sẽ không làm trái mệnh lệnh, họ bắt đầu tìm kiếm từng túi đựng đồ. Mà Diệp Thành cũng không nhàn rỗi, hắn cũng cầm từng túi đựng đồ rồi dùng tiên luân nhãn quét qua một lượt, hệ phát hiện nguyên liệu cần để luyện chế thiên tịch đan là hắn sẽ không chút do dự cầm đi. Sau khi tìm kiếm một lượt, thật sự đã tìm được mấy loại, nhưng cũng chỉ có một ít, bởi vì nguyên liệu luyện chế thiên tịch đan thật sự quá khó tìm, có thể tìm được vài loại đã là tốt lắm rồi mãi đến khi màn đêm buông uống diệp thành mới trở lại đại điện của chính khí điện tâm trạng khá tốt trong đống bảo vật kia hắn không chỉ tìm được nguyên liệu luyện đan mà còn tiện tay kiếm được mấy món binh khí bất phàm thê tử ta tặng nàng diệp thành nhét một chiếc nhẫn ngọc cho sở linh ai là thê tử của ngươi sở linh lườm diệp thành hai má ửng hồng nhưng cô vẫn nhận lấy chiếc nhẫn ngọc với nhãn giới của cô đương nhiên cũng nhìn ra sự phi thường của nó còn ngại gì nữa diệp thành bĩu môi có lẽ chính dương tông đã biết chuyện ở đây tiếp theo có kế hoạch gì không, phía thiên tông lão tổ đều nhìn Diệp Thành. Sẽ khó giải quyết đôi chút, nhưng cũng không phải vấn đề lớn, Diệp Thành không trêu sở linh nữa, trầm ngâm xoa cầm suy nghĩ, chính Dương Tông chỉ biết ta nắm giữ một đại quân tu sĩ, những điều khác thì biết rất ít, tuy lợi thế của chúng ta đã suy yếu đi rất nhiều nhưng vẫn tồn tại. Sau khi liên minh với hoàng tộc đại sở, đảo Hắc Long, Tây Lăng Ba Thục, nhà Nam Cung, nhà Mộ Vân và nhà Âu Dương, ta sẽ đến Đan Thành một chuyến, khi nào liên minh được với Đan Thành, chúng ta sẽ khai chiến với chính Dương Tông phái thêm người canh giữ chính khí điện đi, trung giang vuốt nhẹ tròm dâu. Đó là đương nhiên, Diệp Thanh mỉm cười, vừa nãy ta đã quan sát rồi, pháp trận công kích và kết giới phòng ngự của chính khí điện không yếu, nếu chúng ta không tấn công bất chợt, muốn phá được kết giới ở đây cũng khá tốn sức, phái thêm người đến đây tăng cường kết giới hộ sơn và pháp trận công kích, ngoài ra phải tạo được hư không đại trận từ đây tới thành cổ thiên thu, chín phân biện lớn của hàng nhạc, điện chính của hàng nhạc và các thế gia lớn của nam sở trong thời gian ngắn nhất. Xem ra cổ tam thông tiền bối và vô nhai tiền bối lại bận rộn rồi, từ đổ long sơn mỉm cười bận thì đúng là hơi bận một chút nhưng tình hình hiện nay khá ổn vân thành đã bị tiêu diệt mối uy hiếp của thanh vân tông coi như cũng đã rõ dưới tình huống ổn định không lâu nữa sẽ bị chúng ta hoàn toàn khống chế tiếp theo đó là chính dương tông nếu đã biết ta nắm giữ một đội quân hùng mạnh vậy đêm nay ta sẽ tặng cho họ một món quà lớn quà lớn mọi người những mày là gì phá hủy mạng lưới tình báo của họ diệp thành cười tuyết miệng trung tiêu tiền bối nói với ta rồi Mạng lưới tình báo của Nhân Hoàng và Hàng Nhạc Tông đã kiểm soát các cứ điểm tình báo của Chính Dương Tông, vậy còn không xử lý luôn. Đến lúc giải quyết bọn chúng rồi, mọi người đều cười. Mọi người chuẩn bị đi, Diệp Thành lấy ra mấy chục tấm ngọc giản, truyền cho phía Thiên Tông lão tổ, mọi người dựa theo vị trí ở đây rồi lén trà trộn vào. Vẫn là câu nói đó, đây là hành động lớn, đội hình các cao thủ phái đến mỗi cứ điểm mạng lưới tình báo đều phải đảm bảo áp chế hoàn toàn cao thủ của Chính Dương Tông, ra tay đồng thời. Nếu thuận lợi thì hãy kết thúc chiến đấu trong vòng chưa đến 3 phút phá hủy mạng lưới tình báo của họ, như vậy chính Dương tông sẽ giống như người mù, mọi việc sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Đã hiểu, mọi người cười hiểu ý, đứng dậy đi ra ngoài, để đề phòng nên họ cũng quyết định tham gia vào cuộc tấn công bất ngờ tối nay. Sau khi mọi người rời đi, Diệp Thành trở tay lấy ra một con người huyền ảo, để nó lơ lửng trong lòng bàn tay. Con người này chính là căn nguyên thiên nhãn của Vân Thanh, loáng thoáng có thể thấy trên con người còn có ấn ký hỏa diễm tựa như đang bốc cháy, ánh lên ánh sáng huyền diệu. Huyền đạo Thiên Nhãn, nhìn thấy con người hư ảo kia, trong đôi mắt đẹp của Sở Linh lóe lên tia sáng. "Hơ, nàng biết con người này?" Diệp Thành ngạc nhiên hỏi. "Ta đã từng thấy." Sở Linh khẽ gật đầu, vừa nói vừa nhìn Diệp Thành, "Chắc đây là Thiên Nhãn của Vân Thanh Thanh Vân Tông đúng không?" "Ngoài ông ta ra còn có thể là ai?" Diệp Thành cười tươi, sau đó đưa con người ấy cho Sở Linh, "Chuẩn bị cho nàng đó, dung hợp nó đi. Đây là Thiên Nhãn nên có rất nhiều điều lợi." Nghe vậy, trong lòng Sở Linh ấm áp, nhưng cô lại đẩy ra, "Huyền đạo Thiên Nhãn không phải ai cũng có thể dung hợp." nó là thiên nhãn trời sinh thuộc tính hỏa, mà ta và tỷ tỷ có căn nguyên tu vi trời sinh thuộc tính thủy, căn nguyên tương khắc, không dung hợp được. Còn vậy nữa à, đương nhiên, sở linh cười nhẹ, vậy nên thiên nhãn này chỉ người có căn nguyên tu vi thuộc tính hỏa mới có thể phát huy uy lực của nó, giống như ngươi, sau khi dung hợp chắc chắn sẽ có lợi ích không ngờ tới. Vậy để ta thử xem, Diệp Thành đưa căn nguyên con người huyền đạo thiên nhãn vào mắt phải của mình, căn nguyên của huyền đạo thiên nhãn lập tức dung hợp vào mắt phải của hắn. Giây tiếp theo, hắn khép hờ hai mắt có thể thấy gân xanh trên trán hắn giật giật với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, vẻ mặt hơi đau đớn, sắc mặt cũng tái đi, khóe mắt phải còn có tia máu trào ra. Thấy thế, trong mắt Sở Linh hiện lên vẻ lo lắng, đây là lần đầu tiên cô thấy có người dung hợp căn nguyên thiên nhãn, nhưng không ngờ lại đau đớn đến vậy. Sau 10 giây, mắt phải đang nhắm của Diệp Thành mới mở ra. Sau đó, lấy mắt phải của hắn làm trung tâm, không gian bị bóp méo, một tia giống như thần mang bắn ra. "Không sao chứ?" Sở Linh vội vàng hỏi. "Không sao, Diệp Thành vô thức sờ mắt phải, lúc này mắt phải của hắn cũng trở nên phi thường, lóe lên ánh sáng thần bí, ấn ký hỏa diệm trên con ngươi dường như còn đang bốc cháy. Có cảm nhận được uy lực của nó không? Sở Linh tò mò nhìn Diệp Thành. Uy lực à, Diệp Thành sơ cầm, bất giác quan sát Sở Linh từ trên xuống dưới, dừng lại trên đôi gò bồng đào và bên dưới của cô mấy giây, ánh mắt hắn trở nên kỳ lạ, nhìn một lúc cái lều nhỏ phía dưới dần dựng lên. Ngươi, ngươi nhìn gì vậy? Bị ánh mắt dị thường của Diệp Thành quan sát từ trên xuống dưới, Sở Linh cảm thấy toàn thân không được tự nhiên đôi mắt này dường như có thể nhìn xuyên thấu tên khón nhà ngươi hai má sở linh đột nhiên đỏ bừng cô vung tay lên mặt diệp thành lập tức bị đánh lệch sang bên tóc mái ngôi ba bảy cũng bị đánh lệch thành hai tám màn đêm không hề yên tĩnh dưới bầu trời sao từng bóng người mặc hắc bào lén tiến vào từng tòa cổ thành của nam sở sau đó biến mất tâm mất tích phía diệp thành bắt đầu hành động nhờ có màn đêm thần không biết quỷ không hay mà bọn họ có thể tiến vào từng tòa cổ thành của chính dương tông đợi sáng sớm thì sẽ đồng thời phát động tấn công phải trong đại điện của chính Dương Tông lúc này là khói mù mịt, bầu không khí nặng nề, mấy chục bóng hình đứng sừng sững ở đó mặt mày hết sức khó coi. Người chắc chắn đội quân tu sĩ đó do Diệp Thành thống lĩnh sao? Sau hồi yên lặng, Thành Côn ném ánh mắt sắc lạnh nhìn lão già mặc y phục đen phía dưới. Chính xác không sai ạ, à, lão già mặc y phục đen khẳng định chắc nịch, toàn bộ người của chính Dương Tông đều bị phế đi tu vi, còn những người trước đó tới chúc thọ linh chân thì trên 8 phần đều bị ép đến mức phải tự phế đi tu vi, chỉ có số ít người may mắn thoát khỏi. Đúng là dị thường, Ân trụ trầm giọng, hắn lấy đâu ra cả đội quân tu sĩ mạnh như vậy thánh nữ thì sao chẳng phải con bé cũng đi sao sao không thấy thông tin nó quay về chính dương lão tổ mặt mày tối sầm nhìn lão già mặc y phục đen ông ta vừa dứt lời một bóng hình mảnh khảnh bước vào đại điện của chính dương tông nếu nhìn kỹ thì đây chẳng phải là cơ tuyết băng sao bài kiến trưởng giáo các vị lão tổ cơ tuyết băng hiểu lễ nghĩa cô hành lễ với phía thành côn băng nhi diệp thành nắm trong tay cả một đội quân tu sĩ chuyện này con có biết không thành côn nheo mắt nhìn cơ tuyết băng con biết Cơ tuyết băng khẽ lên tiếng, vẻ mặt không thay đổi quá nhiều. Con đã biết vì sao lại không bẩm báo, sắc mặt thành côn tối sầm cả lại, đều qua lâu như vậy rồi mà ta mới nhận được tin, nếu không phải tin do tình báo báo về thì cho tới bây giờ chúng ta vẫn không hề hay biết. Vì con vừa được giải thoát, mặc dù đạo thân của con đi nhưng lại bị tìm thấy bản tôn, con cũng vừa mới trải qua cửu tử nhất sinh nên mới thoát ra được, cơ tuyết băng lãnh đạm lên tiếng, nói những lời nói dối mà cô đã tự nghĩ ra trước. Mặc dù lập trường của cô và Diệp Thành khác nhau, mặc dù cô biết thân phận của mình hết sức nhạy cảm nhưng có một thứ tình cảm sâu thẳm trong lòng khiến cơ tuyết băng ém tin tình báo cho tới bây giờ vừa mới thoát được phía thành côn cao mày mặc dù cơ tuyết băng nói rất lãnh đạm nhưng bọn họ cho rằng cơ tuyết băng sẽ không nói dối mọi sự đều có nguyên nhân của nó thành côn hít vào một hơi thật sâu giọng nói chầm hơn một phần ông ta lại lên tiếng hỏi con có biết đại quân mà diệp thành thống lĩnh có lai like lịch thế nào không rất thần bí ạ à, nhưng có thể khẳng định một điều rằng có kẻ mạnh ở bắc sở Cô Tuyết Băng nói đại khái nhưng lại có lời nói thật vì phía trung gian che giấu rất tốt, cô thật sự không biết lai lịch của đại quân đó từ đâu. Bác sở, thành côn càng nheo mắt hơn, cho dù đến từ đâu thì đây cũng không phải là một tin tốt, chính dương lão tổ trầm giọng, nắm trong tay cả đội quân tu sĩ mạnh như vậy, nếu như muốn đối phó với hắn thì khó như lên trời. Thông báo tới tất cả mọi người thu hẹp thế lực, thành côn lập tức ra lệch, chín phân điện của chính dương tông mở kết giới hộ thành, toàn bộ mạng lưới tình báo tìm hiểu thông tin về đại quân kia, toàn bộ chính dương tông vào trạng thái phòng bị. Dưới ánh trăng, Diệp Thành và Sở Linh hiện thân trong một tòa cổ thành với tên Tịch Dương. Có thành Tịch Dương trong màn đêm nhưng vẫn hiện lên nét phồn hoa, trên đường từng bóng người qua lại nhộn nhịp, khắp nơi đều có thể nghe thấy tiếng chảo bán huyên náo. Lúc này hai người mới tìm được một quán trà, gọi ra một ấm trà nhàn nhã nhâm nhi. Bên trong cổ thánh này có củ điểm, mạng lưới tình báo của Chính Dương Tông sao? Sở Linh vừa nhấp trà vừa nhìn từ phía. Ở Nam Sở Chính Dương Tông có 982 cử điểm tình bảo, đây chính là một trong số đó. Diệp Thành nhấp ngụm trà rồi nhìn Sở Linh, ta nói này, trước khi ra khỏi tông nàng chẳng làm việc gì cả, chẳng phải đã đưa cho năng một bản tình báo của nhân hoàng rồi sao? Chí nhớ của ta không được tốt lắm, sở linh cưới trừ. Ta thấy nàng lưới thì cổ, Diệp Thành nói bằng giọng không mấy dễ chịu, nói rồi không quên lấy ra một tấm áo hắc bảo khoác lên người sở linh, nàng có biết chúng ta tới đây để rớt người không? Tốt nhất nên che giấu tốt hơn một chút, hiểu chủ. Còn nữa cử nhìn ngó trái phải như thể mà bị người ta phát hiện thì không tránh gặp phải rắc rối đầu. Trước, trước đây ta chưa từng làm việc này bao giờ cả, đúng là ta phục nàng thật đấy, Diệp Thành dai chán. Cả hai người đang nói chuyện thì có ba tới năm người ngồi vào bàn phía trước bọn họ, một người gầy như khỉ, một người cao to vạm vỡ, một người trông dáng hình vừa phải nhưng lại bị què. Nghe thấy gì chưa, bác sở lại xuất hiện yêu nghiệt rồi, tên gầy như khỉ kia lên tiếng. Thật hay giả vậy, hai tên còn lại tỏ vẻ khó tin nhìn tên gầy kia. Lừa các người thì ta chất không nhắm mắt, tên kia vỗ ngực, nghe nói là một tên tên tinh thần đại chiến với thánh tử thị huyết điện hoắc tôn hơn 300 hiệp mới thất bại, bị hoác tôn và các tu sĩ mạnh của thị huyết điện truy sát hơn tám nghìn dặm may là không bị bắt nghe vậy đặc biệt là nghe thấy cái tên tinh thần diệp thành ra ngồi trước bàn trà vẻ mặt có phần khác thường người tên kia nói là diệp tinh thần chẳng phải là đạo thân tinh thần của hắn sao đã bảo ngươi đừng gây chuyện rồi mà ngươi còn không ngoan ngoãn diệp thành bất giác che chán người biểu cảm gì thế kia phía đối diện sở linh thẫn thờ nhìn diệp thành không có gì diệp thành lắc đầu mặc dù đạo thân gây chuyện nhưng hắn vẫn rất vui khả năng chiến đấu của hoác tôn thế nào hắn cũng biết chỉ đứng sau cơ tuyết băng, đấu với hắn ta hơn 300 hiệp mới bại thì thực lực của hắn có thể được liệt vào một trong 10 người đứng đầu bảng phong vân. Diệp Tinh Thần, phía bàn trà bên này vẫn đang bàn tán, nghe thấy cái tên Diệp Tinh Thần, người có thân hình vạm vỡ và người khác với dáng người vừa vặn kia gãi đầu, sao nghe cái tên này lại cứ thấy, thấy quen thế nhỉ? Quen sao, tên gầy như khỉ kia tuyết miệng cười, không sai, nhiều hơn cái tên Diệp Thành một chữ. Người họ Diệp đều giỏi như vậy sao? Thưa lời, Diệp Thành còn một họ nữa là Hạo Thiên. Suýt thì quên mất, tên có dáng người vạm vỡ bất giác gãi tai có điều nói tới diệp thành tên đó đúng là tiếng tăm lẫy lừng tên người gầy tặc lưỡi trong thọ tiệc của linh chân thượng nhân hắn còn mang theo cả cái quan tài đến đáng bất ngờ hơn cả là hắn còn mang theo cả đội quân tu sĩ mạnh mẽ lật đổ cả chính khí điện việc này cũng chỉ có hắn mới làm ra được tên với dáng người vừa phải suýt xoa có bao nhiêu kẻ mạnh như vậy mà lại bị hắn ép đến mức phải tự phế đi tu vi trong đó còn có vài người tu vi ở cảnh giới chuẩn thiên nữa theo ta thấy thì tên diệp thành đó cũng còn nhân từ chán tên vạm vỡ xoa cầm, nếu là ta thì ta phải rất sạch. Có lẽ hiện giờ những kẻ đó đang bị truy sát cũng nên, tên gầy gò lên tiếng, bọn họ của hiện tại không còn là tu sĩ cao cao tại thượng nữa, không còn tu vi chẳng khác gì kẻ bỏ đi, những người có thù với bọn họ mà chịu bỏ qua sao. Diệp Thành không rất bọn họ nhưng kết cục cũng chẳng khác gì phải chất cả. Không biết nếu như để ba người này biết nhân vật chính trong câu chuyện của bọn họ đang ngồi ngay cạnh thì bọn họ sẽ có biểu cảm thế nào, không biết nếu như để bọn họ biết Diệp tinh thần mà bọn họ nhắc đến chính là đạo thân của Diệp Thành thì bọn họ sẽ phản ứng ra sao ngươi lại nóng mắt rồi. À, nghe ba người kia nói chuyện, sở linh cũng khẽ mỉm cười liếc nhìn Diệp Thành. Ta quen rồi, Diệp Thành nói rồi không quên xoăn xoăn lọn tóc. Ta cũng quen rồi, sở linh mỉm cười, cô không thể không quen vì từ khi Diệp Thành trở về hết lần này tới lần khác khiến cô phải bất ngờ. Hiện giờ khả năng chống chọi của cô không giống trước kia, có một tên yêu nghiệt như vậy ở bên nên mọi chuyện có kinh động đến thế nào thì cũng chỉ như chơi mà thôi. Có một việc mà ta vẫn muốn hỏi người, Sở lĩnh nói rồi không quên nhìn Diệp Thành, nếu có ngày người và huyền linh chi thể phải gặp nhau trên chiến trường thì người có nhân tâm ra tay rất cô ấy không? Rất, Diệp Thành không do dự mà nói dứt khoát, nhưng cô ấy là người thương trước kia của người, gặp nhau trên chiến trường thì không còn tình nghĩa nữa, chỉ có sống và chất. Người nỡ sao, sở linh mím môi lại nhìn Diệp Thành. Cái gọi là chiến tranh đâu chứa chỗ cho sự thương hại, với khả năng của cô ấy thì rồi sẽ có ngày nhất định là anh hùng cái thế, còn đối với hàng nhạc mà nói thì cô ấy chính là mối họa khủng khiếp, chảm kiếm của cô ta thì ta sẽ không chút do dự. Diệp Thành nói rất lãnh đạm nhưng những lời này đến tại Sở Linh lại khiến cô phải mím môi thật chặt, sự lạnh lùng tàn khốc của hắn đã vượt qua tưởng tượng của cô. Màn đêm dần buông xuống, những bóng người đi qua đi lại trên đường dần thưa thớt hơn, thế nhưng Diệp Thành và Sở Linh vẫn đang thưởng trà như thể đang đợi ai đó. Sao còn chưa tới, Sở Linh xoay xoay chén trà trong trạng thái nhàm chán, chốc chốc cô lại liếc nhìn xung quanh. Đừng vội, việc này không thể vội được, Diệp Thành ngồi đó giả bộ dạng thong thả, một mặt hắn đang thầm khám phá sự huyền diệu của thiên nhãn. Trong vài canh giờ hắn đã dần thích nghi với huyền đạo thiên nhãn, con mắt này đã dần dung hợp với cơ thể hắn. Có điều sau vài canh giờ lĩnh hội hắn nhận ra con mắt này không hề đơn giản như trong tưởng tượng. Mặc dù nó không bằng lục đạo tiên luân nhãn nhưng lại ẩn chứa rất nhiều điều huyền bí, không đơn giản chỉ là có thể nhìn thấu. Không biết từ bao giờ hắn mời từ từ mở mắt ra, hơi ngẩng đầu lên, mắt phải tập trung nhìn vào chiếc lá đang rơi. Thiên viêm, sau tiếng nhiểm khẽ của Diệp Thành, hỏa diệm ấn ký trong đôi mắt hắn giống như ngọn lửa cháy bùng lên. Thế nhưng điều kỳ lạ lại ở phía sau, đó chính là mắt phải của hắn nhìn chăm chú chiếc lá đang bay đột nhiên có ngọn lửa màu vàng kim rực cháy khiến chiếc lá kia bị thiêu đốt thành hư vô. Quả nhiên có sự kỳ diệu giống như thiên chiếu, Diệp Thanh ẩn đi Huyền Đạo Thiên Nhãn, khóe miệng hắn xuất hiện nụ cười. Đây chính là khả năng mà Huyền Đạo Thiên Nhãn có, cũng chính giống như thiên chiếu của Lục Đạo Tiên Luân Nhãn, chỉ cần trong phạm vi cho phép thì nơi mà tiêu điểm nhìn ngưng tụ sẽ xuất hiện hỏa diệm màu vàng, và hỏa diệm này chính là hỏa diệm thật. Còn thiên chiếu lại khác với hỏa diệm màu vàng kim với tên Thiên Viêm này nó là một loại sức mạnh thần bí được tạo nên giữa thời gian và không gian, đan xen giữa thời không và bán thời không, có điều lại ở trạng thái của lửa. Cho nên uy lực của thiên viêm cũng chỉ kém hơn với thiên chiếu vài bậc mà thôi, đã là hỏa diệm thật thì một khi kẻ địch chúng chiêu ắt có thể thi triển bí thuật phong ấn, về điểm này thì thiên chiếu bá đạo hơn. Có điều, uy lực của cả hai lại khác nhau, sự hao tổn phải bỏ ra cũng không giống nhau. Mặc dù thiên chiếu bá đạo nhưng lại phải trả giá bằng tuổi thọ, và lại càng về sau càng đòi hỏi nhiều tuổi thọ hơn, còn thiên viêm thì tốt hơn ở chỗ phải trả giá bằng sức mạnh linh hồn và chân nguyên, những thứ này tiêu hao rất nhanh nhưng có thể bổ sung lại. Mặc dù là thiên chiếu phạm vi nhỏ nhưng dùng để chơi sau lưng kẻ khác cũng là cách rất hay, Diệp Thành tuyết miệng cười. Hai vị tiểu hiếu, trời đã tối rồi, lão phu phải dọn dẹp. Rồi, khi Diệp Thành mỉm cười thì ông lão ở quán trà bước tới cười ái ngại. Tiền bối cứ nghỉ ngơi đi, chúng ta ngồi thêm lát nữa, Diệp Thành mỉm cười đưa cho ông ta một cái túi đựng đồ, Ông lão nhận lấy túi đựng đồ mở ra nhìn và đôi mắt chợt sáng lên bởi bên trong đó là một nghìn viên linh thạch sáng lấp lánh. Một nghìn linh thạch đối với Diệp Thành có lẽ chỉ là con kiến nhưng đối với ông ta mà nói lại là khối tài sản to lớn. Thật không thể nhìn ra hai vị lại có tiền như vậy, ông lão mở cờ chôn bụng, ông ta nhận lấy túi đựng đồ rồi rời đi. Trời cũng đã tối rồi, ông lão vừa đi, Sở Linh đã ngẩng đầu nhìn sắc trời, không lâu nữa là gần tới sáng rồi. Doẹt, cô vừa dứt lời, một cơn gió lạnh thổi tới, một người đàn ông trung tuổi xuất hiện cung kính hành lễ với Diệp Thành. Người này toàn thân toát ra khí lạnh băng, đôi mắt lạnh lùng, khuôn mặt nghiêm nghị, khí chất đó khiến người ta khó có thể nghĩ đó là một con người mà là một sát kiếm ra khỏi vỏ, người này không phải ai khác mà chính là si hồn với thuật ám sát nổi danh viêm hoàng chỉ đứng sau Trung Ly. Chuẩn bị xong cả trưa, Diệp Thành lên tiếng, tất cả mọi người đều đã vào vị trí chỉ định, chỉ đợi lệnh của Thánh Chủ, giọng si hồn vẫn lạnh đảm như vậy, cho dù là nói với Thánh Chủ viêm hoàng thì cũng không có gì thay đổi. Thông báo tới tất cả mọi người, ra tay, rõ, si hồn lập tức quay người rời đi sau khi si hồn rời đi diệp thành cũng nhấc một ngụm trà lúc này mới từ từ đứng dậy đi về một hướng phía sau hắn sở linh vội đi theo lúc này đã là đêm khuya cho dù là cổ thành phồn hoa thì trên đường cũng chẳng có lấy mấy bóng người hai người bước đi một trước một sau bọn họ đi vào một cửa tiệm khác trên con đường cửa tiệm này chính là cứ điểm tình báo của chính dương tông cả hai vừa bước vào trong thì ông chủ cửa tiệm liền tươi cười đi tới mặc dù nụ cười này cũng rất hòa nhã nhưng trong mắt diệp thành và sở linh thì tất cả cũng chỉ là che đậy mà thôi Diệp Thành cứ thế ngó lơ, hắn đảo mắt nhìn cửa tiệm một vòng và nhận ra bên trong có một thế giới với không gian nhỏ. Một tu sĩ ở cảnh giới không minh tầng thứ 9, một tu sĩ ở cảnh giới không minh tầng thứ 8, hai cảnh giới không minh tầng thứ 7, sáu cảnh giới không minh tầng thứ 4, 18 cảnh giới không minh tầng thứ nhất, 32 cảnh giới không minh đỉnh phong Diệp Thành nheo mắt, thầm ước chừng trận dung ở đây, còn có cả âm minh tử tướng cảnh giới không minh tầng thứ 9, trận dung này đúng là không vừa. Không biết hai vị đạo hữu muốn chọn gì, khi Diệp Thành đang thầm ước chừng thì chủ quán mỉm cười nhìn hắn và Sở Linh. Muốn cái mạng của ông, Diệp Thanh mỉm cười tiến lên trước, ra tay nhanh như chớp. Người lão già kia tái mắt mặt nhưng mọi thứ cũng đã muộn. Phụt, sau dòng máu bắn vọt ra ngoài, một cái đầu rơi xuống, ông ta tới lúc chất cũng vô cùng uất ức, đường đường ở cảnh giới không minh mà lại bị tuyệt sát chính diện như vậy. Cảm nhận được sự dị thường ở đây, bên trong thế giới với không gian nhỏ của cửa tiệm đột nhiên có kẻ mạnh lao ra. Phá quán sao, Diệp Thành bật cười để lộ ra hai hàm răng trắng tinh, vài âm minh tử tướng ở cảnh giới chuẩn thiên đứng sừng sững trước mặt hắn. Âm minh tử tướng, các người ba âm minh tử tướng ở cảnh giới chuẩn thiên xuất hiện khiến những người vừa định xông lên đột nhiên thay đổi nét mặt. Phụt, khi tất cả đang ngỡ ngàng thì phong dực và hỏa chân đã sát phạt tới, đi đầu chính là tu sĩ ở cảnh giới không minh tầng thứ 8 của chính Dương Tông, tên đó lập tức bị đánh bay đi, mấu tươi bắn vọt, còn chưa ngã ra đất đã bị nhất kiếm phong thần của Diệp Thành tuyệt sát. Bịch, ở một hướng khác, âm minh tử tướng ở cảnh giới không minh tầng thứ 6 của chính Dương Tông cũng bị lôi viêm đánh bại. Rớt, không để sót bất cứ tên nào, sau tiếng hô lạnh lùng của, Diệp Thành, mấy chục bóng hình mặc y phục đen sát phạt vào trong. Cảnh tượng tiếp theo vô cùng choáng mắt, dưới đòn công kích của Lôi Viêm, phong rực và hỏa chân, những nơi bọn chúng đi qua đều không trừ lại cho tên nào cơ hội sống sót. Cùng lúc này, ở các hướng khác ở Nam Sở, bên trong rất nhiều cổ thành đều có mấu xuất hiện, 982 cứ điểm tình báo của Chính Dương tông đồng thời gặp công kích. Các tu sĩ mạnh của Viêm Hoàng và Hàng Nhạc đồng loạt ra tay, thủ đoạn dứt khoát mạnh mẽ đánh tới mức cứ điểm của Chính Dương tông không kịp trở tay lại thêm những hành động có tính tổ chức của phía diệp thành nên những kẻ mạnh trong cứ điểm tình báo của chính dương tông căn bản không thể cân bằng về thực lực về cơ bản đều bị viêm hoàng hàng nhạc trấn áp phía diệp thành kết thúc chiến đấu trước những tu sĩ bên trong cử điểm tình báo này không một kẻ sống sót và nơi này cũng không để lại bất cứ dấu tích nào sau đó phía trung giang hàng nhạc chân nhân cũng lần lượt truyền tin đến chỉ có phía bạch dịch và hắc bảo bị thiệt hại một số nhân lực có một cứ điểm của chính dương tông có tới ba tu sĩ ở cảnh giới không minh tăng thứ 9 đồng loạt ra tay khiến sát thủ của địa hoàng tổn thất không ít còn phía Hồng Loan gặp phải vài âm minh tử tướng rất mạnh nên cũng tổn thất ít nhân lực. Sau 3 phút, sau khi cứ điểm tình báo cuối cùng của chính Dương Tông bị tiêu diệt thì trận chiến đêm nay mới chính thức hạ màn. Trận chiến này bắt đầu nhanh mà kết thúc cũng rất nhanh, không tới nửa canh giờ, 982 cứ điểm tình báo mà chính Dương Tông dây công cài cắm ở Nam Sở đã bị người của Viêm Hoàng và hàng nhạc liên thủ quét sạch hàng loạt về nhà. Diệp Thành phất tay, hắn là người đầu tiên bước đi trên con đường quay về hàng nhạc. Trời gần sáng, đại quân tiêu diệt cứ điểm tình báo của chính Dương Tông đã quay về chín phân điện của hàng nhà Tông bằng những con đường khác nhau. Không thể phủ nhận lần này ra khỏi tông bọn họ thu hoạch được đáng kể, những tài sản đoạt được từ chính khí điện vô cùng to lớn, còn bảo bối càn quét được ở cứ điểm tình báo của chính Dương Tông cũng không hề ít, quan trọng hơn cả là bên trong còn có vài dược liệu cần thiết để luyện chế ra thiên tịch đan. Về nhà thật tốt, vừa quay về Ngọc Nữ Phong, Diệp Thanh liền nhảy lên giường của Sở Linh, hắn mặt dày rụi rụi mặt trên chiếc giường hít hà mùi hương của cô. Về rừng trúc đi, A à, Sở Linh tiến lên trước, còn chưa nói xong đã bị Diệp Thành thuận tay kéo xuống. Xoẹt, ngay sau đó, bộ y phục của Sở Linh đã bị xé toang, tên xúc sinh Diệp Thành cứ thế đè lên người cô. Người còn mặt mũi không đấy hả? Sở Linh đỏ bừng mặt muốn đẩy Diệp Thành ra nhưng lại không thể. Cần mặt mũi làm gì chứ? Diệp Thành cứ thế phát huy thể chất của mình, đôi tay không hề ngoan ngoãn chẳng kiêng dè gì mà vuốt ve qua lại trên người Sở Linh, vừa vuốt ve, cơ thể hắn lại dạo dục cả lên. Thế nhưng đúng lúc Diệp Thành chuẩn bị vào trận thì cánh cửa mở ra, một cái đầu xuất hiện, đôi mắt chấp chấp nhìn cảnh tượng trên chiếc giường và không cần nói cũng biết đó chính là tịch nhan nhìn thấy tịch nhan diệp thành bất giác giật giật khóe miệng nhà đầu này đúng là không có thành ý gì cả còn không dậy sở linh cứ thế đẩy diệp thành ra khỏi cơ thể mình cô vội phất tay lấy ra một cái áo khoác ngoài che đi phần da thịt lộ liếu khuôn mặt đỏ bừng ban nãy cứ thế lan dần xuống phần cổ tịch nhan à sau này vào trong nhớ gõ cửa biết chưa so với sở linh thì diệp thành mặt dày hơn con gõ rồi tịch nhan chớp mắt mặt mày ngây thơ con gõ rồi sao con gõ thật rồi mà vậy vậy có lẽ là do ta chưa nghe thấy diệp thành gãi tai ho hắng, trong lúc đó hắn thực sự chỉ muốn ném luôn đồ đệ của mình ra ngoài sư phụ con cũng là nữ nhân bên dưới của con cũng có một cái lỗ có điều là hơi nhỏ chúng ta cũng có thể song tu mà tịch nhan ngẩng đầu đôi mắt to tròn và vẻ mặt ngây thơ nhìn diệp thành ta diệp thành há hốc miệng một tên mặt dày như hắn nghe vậy mà cũng không biết phải đáp lời thế nào vẫn là câu nói đó có một đồ đệ thông minh như vậy mở kiếp đúng là vui người cút cho ta ở bên sở linh không thể nào nghe nổi nữa cô lập tức nổi cơn tam bành tung một đạp khiến diệp thành bay đi sư tổ sao người lại đánh sư phụ diệp thành bay đi mà chớp mắt nhìn sở linh hân đáng bị đánh ngược sở lĩnh pháp phòng cô chừng mắt nhìn về phía diệp thành bay đi nghĩ lại tình cảnh khó xử mấy lần gần đây khiến cô đỏ bừng mật Wow, à, bên ngoài diệp thành ôm mông lồm cồm bò dậy trong lòng hận thầm thẻ độc đó chính là lần tới nếu làm việc thì nhất định phải phong cấm tiểu nha đầu tịch nhan lại đúng là làm hóng cả chuyên tốt aeo không lâu sau đó Giọng nói đẩy hứng thú vang lên, Hồng Trần Tuyết đi tới, bà ta nhìn Diệp Thành thảm hại từ đầu tới chân rồi mới tặc lưỡi, nhìn bộ dạng này là bị đánh rồi. Người có việc gì không? Diệp Thành tối sầm mặt nhìn Hồng Trần Tuyết đương nhiên rồi, Hồng Trần Tuyết vẫn thản nhiên như thường, bà ta tìm cho mình một chỗ thoải mái ngồi xuống, sau đó mới nói tiếp, Ma Vục năm xưa bị Viêm Hoàng trần áp xuất thế rồi, theo thông tin báo về thì bọn chúng đang âm thầm liên kết thế lực ở các phương. Ma Vục, Diệp Thành bất giác cau mày, sát thủ thần triều bị Sở Hoàng trấn áp, Ma Vực bị Viêm Hoàng trấn áp u minh địa phủ bị nguyệt hoàng chấn áp Phu chủ tốc bị thải vương chấn áp quỷ tộc bị thiên táng hoàng chấn áp yêu tộc bị đông hoàng chấn áp âm minh thánh vực bị chiến vương chấn áp phệ hồn tộc bị huyền hoàng chấn áp và huyết tộc bị thần hoàng chấn áp hiện giờ ngoài u minh địa phủ và phệ hồn tộc đã có bảy tộc xuất thế đây không phải là một tin tốt đẹp gì cả quả thực không phải tin tốt đẹp hồng trần tuyết hít vào một hơi thật sâu phải lại ma vực năm xưa còn bị viêm hoàng chấn áp hiện giờ lại lần nữa xuất thế nhất định là muốn tìm viêm hoàng ta để gây chuyện mà còn có tin gì khác không tiền bối, Diệp Thành nhìn Hồng Trần Tuyết. Nói về tin tức thì còn một tin, đó là bắt sở lại có nhân tài xuất hiện. Sau đó thì sao, Diệp Thành lấy ra một viên linh châu, hắn hà hơi rồi lấy vạt áo lao lao. Cũng đeo mặt nạ quỷ minh, cũng là một tên chỉ sợ trời đất chưa đủ loạn, quan trọng nhất là hắn giống với ngươi, là một tên tiện nhân. Người có biết người nói chuyện như vậy rất dễ bị đánh không, Diệp Thành mặt mày tối sầm cả lại. Ta nói thật, tính cách của hắn và ngươi giống nhau. Hồng Trần Tuyết không nhịn được cười lén rồi lại nghiêm mặt nói, ngươi xem, trộm đồ, cướp bảo bối, trói người, không gì hắn không biết và lại mồm mép cũng rất giỏi rào biệt, trói thánh nữ Nguyệt Cung và một nữ trưởng lão của Nguyệt Cung, suýt chút nữa bị hắn mắng đến phát khóc. Đúng là có được chân truyền của ta, Diệp Thành xoa cầm nói ý tứ. Hắn và thánh tử của thị huyết điện hoắc tôn chiến với nhau hơn 300 hiệp mới thất bại, hắn bị truy sát hơn 8.000 dặm may là không bị bắt, vừa có tin hắn lại sát phạt đi tìm thị huyết điện báo thù chín đại đệ tử chân truyền của thị huyết điện bị hắn trói mất năm người hiện giờ đang bị lôi ra đòi tiền chuộc mở kiếp có thể làm chút chuyện tử tế không chứ hồng trần tuyết vừa dứt lời diệp thành đã lên tiếng mắng chửi khiến hồng trần tuyết giật mình đương nhiên không phải diệp thành mắng chửi hồng trần tuyết mà đang thông qua mối liên hệ giữa bản thể và phân thân để mắng tên đạo thân tinh thần ở bắc sở lúc này hắn còn có thể thấy đạo thân đang vắt chân ngồi trên một tảng đá bên cạnh còn có năm người bị phong ấn hắn đang đợi người của thị huyết điện mang tiền chuộc tới lão đại chuyện này cũng không thể trách ta đạo thân mặt dày lên tiếng là bọn chúng gây chuyện với ta trước ta vừa ra khỏi hoang mạc đã gặp phải người của thị huyết điện bọn chúng không nói lời nào cứ thế đánh ta túi bụi, ta không thể không đáp trả, phải không? Tinh Nguyệt Cung cũng đụng đến ngươi à, ngươi trói thánh nữ của người ta làm gì, Diệp Thành tối sầm mặt hỏi. Ai bảo cô ta đẹp quá làm gì, ôi trời, mở kiếp, logic của ngươi là gì vậy, Diệp Thành lại lần nữa lên tiếng mắng chửi, cô nương xinh đẹp của đại sở này thì thiếu gì, lẽ nào ngươi định gặp ai trói người đấy, ăn no rừng mỡ phải không? Ngươi đừng có kích động quá, ta chưa làm gì cô ta cả, phân thân tuyết miệng cười, đợi ta có tiền ta sẽ đem bảo bối đi hỏi thê tử. Người ta không đồng ý thì sao, Diệp Thành cứ thế kiềm chế cơn tức tối, hắn tối sầm mặt nhìn đạo thân, hắn thật sự muốn biết xem đạo thân này rốt cuộc định làm gì. Vậy thì chỉ có thể cướp thôi, người còn dám cướp, ta Diệp Thành lập tức sắn tay áo lên. Không nói nữa, người của thị huyết điện đến rồi, đạo thân tinh thần lập tức xua tay, đợi ta làm xong xuôi sẽ về tinh nguyệt cung đi lượn. Nói rồi tên này cứ thế cắt đứt cuộc trò chuyện với Diệp Thành khiến Diệp Thành suýt chút nữa hộc mấu. Diệp Thành tỉnh ngộ rồi, hôm nay hắn mới thực sự được giác ngộ đạo thân tinh thần vừa được ngưng tụ ra hân còn tướng rằng đó là một tên nghiêm túc hôm nay hân mới nhìn ra tên đó là tên đề tiện đến cả một tên mặt dây như hân còn bị chọc tức điên lên kia mà đúng là loạn cả rồi diệp thành dai chán có một tên đạo thân như vậy hân đùng là gặp nạn sau vài giây diệp thành mới nhớ ra gì đó hắn bất giác nhìn sang hồng trần tuyết đang ngồi ở bên lại nhìn sang hồng trần tuyết lúc này bà ta khẽ hé miệng vẻ mặt hết sức thú vị bà ta nhìn diệp thành với vẻ mặt khó hiểu cũng chẳng thể trách hồng trăn tuyết như vậy vì vừa rồi diệp thành mảng chứ một hồi khiến bà ta không hiểu Chuyện gì đang xảy ra, sự việc không phải như người nghĩ đâu, Diệp Thành vội tiến lên trước. Đừng nói nữa, ta hiểu, Hồng Trần Tuyết lập tức đứng dậy khẽ phất tay, bà ta nhìn ra rồi, tên Diệp Thành trước mặt này không phải mặt dày mà là có bệnh. Ôi trời ơi nhìn ánh mắt đỏ của Hồng Trần Tuyết, Diệp Thành chỉ biết quỷ phịch xuống đất chấp hai tay bưng mặt hẳn giống như thể một tên tôi phạm vậy. Không biết đến khi nào Diệp Thành mới đứng dậy, vừa chửi bới vừa đi về hướng thạch thất chuyên dùng để bế quan của động phủ. Đối với tinh thần đạo thân, hắn tức đến nghiến răng nghiến lợi, ban đầu hắn bảo đạo thân đi tìm sở huyên thay mình, bây giờ thì hay rồi, chưa tìm được người không nói, tên đạo thân đó còn đang tán gái ở bắc sở. Khi nào ngươi về, lão tử sẽ đá chất ngươi, Diệp Thành thầm mắng, nhấc chân đi vào thạch thất, sau đó đóng cửa lại. Tiếp đó, hắn ngồi xếp bằng dưới đất, thông qua chín phân thân gọi thái hư cổ long ở thế giới dưới lòng đất tại chính Dương Tông xa xôi, long ra, mau lên, trao đổi khí hỗn độn đi. Lão tử chờ ngươi mòn mỏi đến hoa cũng tàn rồi, thái hư cổ long lười biếng mở đôi mắt rồng, nhìn chín phân thân của Diệp Thành với vẻ mặt không vui. Chẳng phải ta đã đến rồi đây à, Diệp Thành cười tô tuét. Ta không muốn nghe người nói nhảm, chuẩn bị nhận lấy đi, thái hư cổ long khép hở đôi mắt. Nghe thế, Diệp Thành cũng mau chóng tinh tâm. Một hai giây sau, đầu mày của thái hư cổ long phát ra ánh sáng rực rỡ, từng luồng sức mạnh long hồn tinh túy bay ra, phân thành chín luồng sáng bay tới chín phân thân của Diệp Thành, sau đó lại thông qua chín phân thân ấy chuyển tới bản thể của Diệp Thành. Sức mạnh long hồn thật tinh túy, sau khi nhận được sức mạnh long hồn, tinh thần Diệp Thành lập tức chấn động, hắn liên tục dẫn dắt sức mạnh long hồn dung hợp vào cơ thể và linh hồn của mình. Đừng lê mê nữa, khí hỗn độn đâu, thái hư cổ long hét lên. Vội cái gì, Diệp Thành bĩu môi nhưng vẫn lấy đại la thần đỉnh ra, hấp thu khí hỗn độn đã được luyện hóa vào cơ thể rồi truyền tới chín phân thân, sau đó chín phân thân lại truyền cho thái hư cổ long. Khí hỗn độn, nhìn khí hỗn độn đang bay tới liên tục, mắt thái hư cổ long ánh lên tia lửa sáng rực. Hai người coi chín phân thân làm trung gian, truyền cho nhau khí hỗn độn và sức mạnh linh hồn của Thái Hư Cổ Long, hai bên đều nhận được thứ mình muốn, hợp tác khá vui vẻ. Thời gian từng phút trôi qua, hai người đều không dám làm bừa, sợ khí hỗn độn hoặc sức mạnh linh hồn của Thái Hư Cổ Long làm đối phương bị thương, mọi thứ đều đang diễn ra một cách có trật tự. Rắc, rắc, đến một lúc nào đó, trong cơ thể Diệp Thành vang lên âm thanh va chạm của xương cốt, nhưng không phải man hoang luyện thể mà vì sức mạnh long hồn quá bá đạo, nó đang cưỡng ép thanh tẩy công thể và linh hồn hắn. Bóc, dường như có màn chắn nào đó đã bị phá vỡ, Tu vi cảnh giới không minh tầng thứ sáu đỉnh phong của Diệp Thành đã lên tới cảnh giới không minh tầng thứ bảy. Sau khi tăng vọt một lúc thì dừng lại ở cảnh giới không minh tầng thứ bảy đỉnh phong. Bóp, chẳng mấy chốc, âm thanh như này lại vang lên lần nữa. Tu vi linh hồn của hắn từ cảnh giới thiên sơ cấp nhảy vọt lên cảnh giới thiên trung cấp. May mắn, thật may mắn, Diệp Thành rất phấn khích. Lúc này nếu nói cho Sở Linh có lẽ cô sẽ còn sốc hơn, bởi vì linh hồn cực kỳ huyền diệu, tiến cấp phải xem cơ duyên, để tiến cấp cực kỳ khó khăn. Vậy mà hắn lại tăng vọt từ sơ cấp lên trung cấp, không phải may mắn thì là gì? Sau khi linh hồn tiến cấp, hắn cảm thấy cơ thể hơi lâng lâng, cảm giác đất trời trở nên thân thiết hơn rất nhiều, mà hắn lại mơ hồ nắm bắt được một luồng sức mạnh vừa bí ẩn vừa mạnh mẽ lạ thường, sức mạnh của thiên địa. Nhưng sức mạnh của thiên địa như ẩn như hiện, rất khó nắm bắt, hơn nữa thời gian mỗi lần xuất hiện đều rất ngắn khiến hắn. Còn chưa thực sự lĩnh ngộ được đã biến mất. Chấm chấm chấm, cái gì? Trong đại điện của Chính Dương Tông, sau khi nghe mạng lưới tình báo của tông môn bị diệt sạch tận gốc, thành côn đứng bật dậy sắc mặt cũng đồng thời trở nên cực kỳ dữ tợn ông ta nhìn chằm chằm ông lão áo đen phía dưới sao có thể như vậy được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không không biết ạ à. ông lão áo đen ấp úng đáp khi chúng ta đến nơi thì tất cả đã thành một đồng đó nát tính toán thời gian có có lẽ là từ đêm qua khón kiếp khi thế trên người thành côn đột nhiên bùng phát ông ta vung một trường đập nát chiếc ghế bên cạnh chuyện xảy ra từ đêm qua mà đến bây giờ mới nhận được tin các ngươi làm ân kiều gì vậy hả bây giờ không phải lúc truy cứu chuyện này Chính Dương lão tổ trầm giọng lên tiếng, sắc mặt khó coi vô cùng, hành động quy mô lớn, lại năm bật chuẩn xác cử điểm mạng lưới tình báo của chúng ta, đối thủ chắc chân không đơn giản. Chẳng lẽ là hàng nhạc tông Ân trụ trầm ngâm, khả năng không phải. Một lão tổ khác của Chính Dương lập tức lắc đầu. Mặc dù mạng lưới tình báo của hàng nhạc tông bá đạo, nhưng mấy năm nay mạng lưới tình báo của Chính Dương cũng đã phát triển lớn mạnh hơn nhiều. Cùng lắm chúng chỉ nắm được một nửa số căn cứ điểm tình báo của chúng ta thôi, không thể nhổ sạch tận gốc như thế. Cho dù không phải Hàng Nhạc thì kiểu gì cũng có liên quan đến họ, Thành Côn lạnh lùng nói, hành động quy mô lớn thế này mà không để lộ chút tin tức gì, đội hình thế trận của đối phương chắc chắn không nhỏ. Ý trưởng giáo là, Thanh Vân Tông và Hàng Nhạc Tông đã liên minh, trong mắt Thành Côn bắn ra thần mang lạnh lẽo, khuôn mặt ông ta lại càng trở nên man dợ hơn, hành động này rõ ràng có mục tiêu và tổ chức, có thể. Nhiều sạch mạng lưới tình báo của chúng ta tận gốc mà thần không biết quỷ không hay thế này, ở Nam Sở cũng chỉ có Thanh Vân Tông và Hàng Nhạc Tông liên minh mới có thể làm được liệu có phải Diệp Thành không? Một lão tổ của chính dương tông vuốt sâu trầm ngâm lên tiếng. Không loại trừ khả năng này, chính dương lão tổ hít sâu một hơi, vẻ mặt càng khó coi đến đáng sợ, nhưng một mình hàng nhạc thì rất khó làm được, chuyện này phức tạp hơn chúng ta nghĩ nhiều. Gửi tin cho hư viêm đang nằm vùng ở hàng nhạc tông và ân giới đang nằm vùng ở thanh vân tông, bảo họ âm thầm điều tra chuyện này. Nếu thật sự là Thanh Vân và Hàng Nhạc thì ta sẽ khiến chúng trả một cái giá thật đắt, giọng nói lạnh băng và uy nghiêm của thành côn vang vọng khắp đại điện của chính Dương Tông. Chấm chấm chấm, Phù, trong thạch thất ở động phủ, Diệp Thành thở ra một hơi thật dài, hắn và Thái Hư Cổ Long trao đổi khí hỗn độn và sức mạnh long hồn ba ngày mới kết thúc. Giờ phút này, trong động phủ tối đen đã sáng chói ánh vàng rực rỡ, đó là do thần quang chói mắt tỏa ra trên khắp người Diệp Thành, mỗi tấc da thịt, mỗi sợi tóc đen đều nhuộm thần quang chói mắt. Gừ, 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 loáng thoáng còn có thể nghe thấy tiếng rồng gầm thét trong cơ thể hắn, mạnh mẽ mà vang dội, quanh người hắn cũng có những tia long khí bay lượn, rất kỳ lạ, như vậy mình có thể sử dụng rất nhiều bí pháp của tộc thái hư cổ long rồi diệp thành nhắm mắt trên môi thoáng qua một nụ cười nhất là khi cảm nhận được luồng sức mạnh cường đại đang ngủ yên trong cơ thể hắn lại càng hưng phấn hơn khi hắn đang hưng phấn thì lục đạo tiên luân nhãn bất chợt tự mở dây trước hắn còn đang phấn khích dây sau linh hồn đã bị cuốn vào tiên hư giới sự việc xảy ra quá đột ngột khiến hắn không kịp trở tay để rồi khi vào tiên hư giới đã ngã lăn ra đất Wow, diệp thành bị đau ôm mặt đứng lên nhưng hắn còn chưa kịp đứng lên toàn bộ tiên hư giới đã chấn động dữ dội hóa thành thế giới hư ảo, mơ hồ có thể thấy được đó là một vùng đất rộng lớn màu mỡ, trải dài vô tận. Chuyện, chuyện gì thế này, Diệp Thành ngơ ngác nhìn bốn. Phía, ung, sau một tiếng rung, trong tiên hư giới xuất hiện một bàn tay trong suốt bao trùm cả đất trời, từ hư vô giáng xuống, chèn ép khiến bầu trời nứt ra, mặt đất sụp đổ, giống như diệt thế, mỗi chỗ nó đi qua sinh linh vạn vật đều biến thành cho bụi. Diệt, diệt thế sao, Diệp Thành chợt biến sắc, ngẩng đầu nhìn bàn tay trong suốt trong hư vô với vẻ kinh hãi. Chiến, ngay sau đó, hắn dường như nghe thấy một tiếng hô lớn như vậy, trên mặt đất có vô số bóng người lao lên bầu trời, dù là người, là tiên hay ma quỷ đều thi triển thần thông cái thế, mục đích là ngăn cản bàn tay đang giáng xuống kia. Nhưng bàn tay ấy quá lợi hại, những bóng người dập trời kia còn chưa lên được tới nơi đã bị uy lực mãnh mẽ, mẽ nghiền nát thành huyết vụ, thịt nát xương tan, nguyên thần bị hủy diệt, hoàn toàn tan thành mây khói, thế giới rộng lớn trở thành địa ngục màu mấu. Dù vậy, trên mặt đất vẫn có người liên tục sát phạt lên trời, họ không sợ chết, không ngừng có người ngã xuống, nhưng cũng không ngừng có người xông lên. Thế, thế này, nhìn cảnh tượng này, linh hồn Diệp Thành run lên, mặc dù cảnh này là hư ảo nhưng lòng hắn vẫn sợ run. Nhưng khung cảnh rộng lớn ấy không hề vì hắn sợ hãi mà dừng lại, bàn tay ngọc hạ xuống, vạn vật đều bị hủy diệt, đất trời ngoài núi thay biển mấu thì không còn gì nữa. Đột nhiên Diệp Thành nhìn thấy một bóng người toàn thân đầy mấu loạn trọc đứng dậy đi về phía mình, mái tóc đen bù xù dính mấu che khuất một nửa khuôn mặt mấu thịt lẫn lộn của hắn, khiến người ta khó có thể nhìn thấy khuôn mặt. Hắn mặc một bộ chiến giáp tàn tạ, tay cầm chiến mâu đã gãy, trên đầu lơ lửng một chiếc đại đỉnh đã vỡ, toàn thân mấu chảy đầm đìa, sau lưng hắn là con đường đẫm mấu không thấy điểm cuối, hắn lảo đảo loạn choạng, mấy lần đã suýt ngã xuống, nhưng dường như hắn có một nỗi chấp niệm rất lớn, khó khăn sải bước về phía trước. Diệp Thành vô cùng cảm động, cảnh tượng này khiến hắn chấn động, khiến hắn không kìm được muốn tiến lên giúp người đó. Cuối cùng người đó dừng lại cách Diệp Thành ba trượng, huyết phong thét gào vén mái tóc rối của hắn lên, lộ ra khuôn mặt đẫm máu kia, cùng với đôi mắt tối mịt không có ánh sáng và chín đạo phù văn cổ nơi đầu mày, nhìn thấy khuôn mặt người đó diệp thành vô thức lùi lại một bước hai mắt lồi lên còn người có rút lại cỡ đầu kim với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường cũng không thể trách hắn như vậy bởi vì người đẫm mấu đang đứng cách đó ba trượng chẳng phải chính là diệp thành hắn sao diệp thành mấp máy môi đầu óc choáng váng lúc này hắn mới phát hiện cây chiến mâu đã gãy mà người kia đang cầm chiến giáp người ấy đang mặc cùng với đại đỉnh đã vỡ treo lơ lửng trên đầu đều rất quen thuộc đó chẳng phải chiến mâu vu hoàng hỗn thiên chiến giáp và hỗn độn thần đỉnh sao Rốt cuộc, Diệp Thành lại lùi về sau một bước, trong lòng run sợ. Phụt, sau lưng người đó có một tia tiên quang bần tới đâm xuyên cơ thể, màu vàng bần ra, mỗi giọt đều khiến người nhìn phải sợ hãi. Bên này, người Diệp Thành run lên, hân cảm nhận được cơn đau thấu tìm, dường như ngực hắn cũng bị đâm xuyên vậy, cảm giác quá chân thực khiến sắc mặt hân bất giác tái nhợt. Bùm, đại đỉnh vỡ tan, chiến giáp nứt ra, cuối cùng người đó ngã xuống, nửa quý trên mặt đất. Diệp Thành vô thức bước lên một bước, đưa tay muốn đỡ người đó dây, nhưng hắn lại chỉ chạm vào hư vô, thế giới trở nên yên lặng đến đáng sợ. Khi sắp ra đi, người đó gian nan ngẩng đầu, khuôn mặt đầy mấu và nước mắt, đôi mắt ảm đạm nhìn chằm chằm bên này, dường như có thể nhìn thấy Diệp Thành xuyên qua màn hư không vô tân. Rất, rất nhược hì, đôi môi người đó run run, khó khăn mở miệng, giọng nói trầm khàn, mệt mỏi như thể đã dùng nốt chút sức lực cuối cùng. hự trong căn thạch thất ở động phủ, Diệp Thành rên lên một tiếng, thoát ra khỏi. Tiên hư giới, hai tay ôm lấy đầu, đau đớn kêu lên, khóe mắt trái còn có một dòng máu đen chảy dọc theo khuôn mặt hắn vụt 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 ở cấm địa hoang mạc chín phân thân đang hấp thu sức mạnh của tinh thú thoáng chốc biến mất tám phân thân vụt 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 trong thế giới dưới lòng đất ở chính dương tông chín phân thân của diệp thành cũng có tám phân thân trong nháy mắt nổ tung khiến cho thái hư cổ long đang dung hợp khí hỗn độn đột nhiên mở mắt phụt lúc này tinh thần đạo thân đang bay trên bầu trời ở bắc sở xa sôi bỗng phun ra một ngụm mấu mấu tươi rơi xuống hư không phụt một người đeo mặt nạ bước đi trên con đường nhỏ không tên trên núi vừa nhấc chân lên còn chưa hạ xuống đã phụt ra một ngụm máu, suýt nữa ngã xuống đất. A, à, trong căn thạch thất ở Ngọc Nữ Phong, Diệp Thành vẫn ôm đầu gào thét, vẻ mặt đau khổ, sắc mặt tái nhợt, gân xanh trên trán giật liên tục, thần trí của hắn không được rõ ràng lắm. "Tiểu tử, người sao thế?" giọng nói sốt sắng của Thái Hư Cổ Long lập tức vang lên trong thần hải, nó thông qua phân thân duy nhất còn lại của Diệp Thành nhìn thấy tình hình của hắn lúc này, thấy mắt trái của hắn đang chảy máu, đôi mắt rồng của nó không khỏi nheo lại, lại có cấm thuật tiên luân khác thức tỉnh à? nhưng câu hỏi của nó không nhận được câu trả lời từ Diệp Thành. Không biết đến lúc nào tiếng gầm thét trầm thấp của Diệp Thành mới dừng lại, hắn hôn mê ở đó, trên mặt vẫn lộ rõ vẻ đau đớn. Làm sao vậy, Thái Hư Cổ Long vẫn đang nhìn, trong đôi mắt rồng lóe lên tia sáng không rõ, lẽ nào dung hợp linh hồn Thái Hư Cổ Long xảy ra vấn đề. Nhược Hy, Nhược Hy, Nhược Hy, Diệp Thành ngã xuống đất, dù đã hôn mê nhưng vẫn lẩm bẩm. Thái Hư Cổ Long có thể nghe thấy rõ ràng cái tên Nhược Hy, vẻ mặt nó trở nên kỳ lạ chắc tiểu tử này đang trong giấc mộng xuân rồi thái hư cổ long xoa cầm đầy ẩn ý chấm 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 bầu trời đêm thăm thẳm những vì sao như những hạt cát bụi đêm khuya nhưng hàng nhà tông vẫn không ngừng chào đón những vị khách quý mà lai lịch của họ đều không đơn giản nhìn kỹ lại thì chẳng phải man sơn của tây lăng ba thuộc nhiều thập tam của bàn long hải vực và ngô tam pháo của đảo hắc long sao tam pháo lão phu vừa nhẩm tính thấy ngươi lại đẹp trai ra rồi nhiều thập tam bấm nốt tay như thật trông rất giống thầy bói khiêm tốn khiêm tốn, ngô tam pháo dựng thẳng cổ áo, sau đó còn vuốt tóc. Sao không thấy thái ất đâu nhỉ, man sơn sờ cái đầu to của mình, nhìn trái nhìn phải cũng không thấy bóng dáng thái ất chân nhân đâu. Hoàng tộc đại sở không như những thế lực khác, muộn vài ngày cũng là chuyện bình thường, ngô tam pháo ngoái tai, khả năng cao là đại sở Hoàng Yên lại chạy đi đánh nhau với Nam Minh Ngọc Thu, thái ất không tìm được cô ta. Thế chắc ba người họ sẽ bàn bạc với nhau rồi cùng tới đấy, bên này, Long nhất sờ cái đầu chọc của mình. Lão kia cao thật đấy, Long ngũ ở bên cạnh cũng sờ đầu, nhìn Man Sơn bằng ánh mắt sùng bái. Diệp Thành đâu, phía hàng nhạc chân nhân nhìn liếc qua phía ngô tam pháo rồi đều đưa mắt nhìn Sở Linh. Bế quan rồi, Sở Linh thản nhiên nhún vai, có cần ta đi gọi hắn không? Bế quan kỵ nhất là bị làm phiền, chuyện liên minh của ba nhà cử giao cho chúng ta là được rồi, Trung Giang khẽ vuốt dâu, đều là người quen cả, chắc không có vấn đề gì lớn đâu, đừng làm phiền hận. Qua, à, trong thạch thất ở động phú của Ngọc Nữ Phong, Diệp Thành đang ngất xỉu đột nhiên ngồi bật dậy, hít thở mạnh mấy hơi sau đó nhìn xung quanh, thấy mình đang ở trong thạch thất của đồng phủ mới thở vào nhẹ nhôm. Vài giây sau hắn mới tỉnh táo hẳn, vô thức sở lên mắt trái của mình rồi lẩm bẩm chuyện hôm nay là thế nào. Rốt cuộc huyến cảnh trong tiên hư giới là gì? Nghĩ đến khung cảnh rộng lớn ấy, nghĩ đến mặt đất đầy mâu, nghĩ đến thế giới chất chóc và bản tay nhu hủy diệt thế giới kia, tim Diệp Thành vẫn đập. Thình thịch, mặc dù chỉ là ảo ảnh nhưng vẫn khiến hắn sợ hãi cục đô. Đó là chuyện của niên đại nào nhỉ? Người trong cảnh huyền ảo đó là mình sao, nhất thời rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu khiến hắn cũng không rõ ràng, mặc dù cảnh đó đã biến mất nhưng hẳn như vẫn có thể nhìn thấy vẻ bị tráng của mình lúc ngã xuống. Rất, rất nhược hy, đột nhiên giọng nói mệt mỏi, trầm khàn đó tựa như văng vẳng bên tai, giống như ma âm vô tận khiến thần trí hắn dối bời nhưng hắn thực sự có cảm giác đó câu nói ấy dường như hắn đã từng nói trước đây nhược hy diệp thanh lẩm bẩm. hắn không lạ gì cái tên này hắn đã nghe nó từ hồng trần tuyết chính xác hơn là hồng trần tuyết đã nghe nó từ sư tôn hồng trần của bà điều này cũng là trùng hợp sao diệp thành cao mày diện mạo giống hệt mình cũng có lục đạo tiên luân nhãn cũng là thánh chủ của viêm hoàng bây giờ lại cũng liên quan đến cái tên nhược hy không chân rốt cuộc ông có lai lịch gì chúng ta có quan hệ gì tiểu tử cuối cùng ngươi cũng tỉnh khi diệp thành đang suy nghĩ thì giọng nói của thái hư cổ long vang lên trong thần hải ta ngủ rất lâu rồi à diệp thành sửng sốt không lâu lắm ba ngày thôi thái hư cổ long ngoái tai ba ba ngày sao tám phân thân của ngươi lại biến mất thái hư cổ long khó hiểu hỏi Sao lại biến mất 8 phân thân, Diệp Thành lại sững sờ, nghĩ lại, 9 phân thân ở thế giới dưới lòng đất của chính Dương Tông bây giờ chỉ còn lại một phân thân lẻ lỏi cô độc. Thế này là thế nào, Diệp Thành gãi đầu, liếc nhìn Thái Hư Cổ Long, Long ra, có phải ngươi khiến chúng biến mất không? Vớ vẩn, Thái Hư Cổ Long mắng, lão tử không làm gì cả, ngươi đừng vu oan cho ta. Còn không chịu thừa nhận, chính là ngươi, này, tiểu tử kia, con mắt nào của ngươi thấy lão tử làm chúng biến mất hả, Thái Hư Cổ Long bực bội, há miệng mắng to, ta thấy là do bản thân ngươi có vấn đề, đừng có chuyện gì cũng đẩy cho lão tử. Chờ một chút, Diệp Thành ngắt lời thái hư cổ long, vẻ mặt bàng hoàng, sao cấm địa hoang mà cũng chỉ còn một phân thân. Xem đi, ta đã nói mà, là tự bản thân ngươi có vấn đề, thái hư cổ long bực tức lườm Diệp Thành, nói thật cho long ra, có phải trong lúc bất cần lại thức tỉnh cấm thuật tiên luân không? Chẳng lẽ là chuyện xảy ra ở tiên hư giới, Diệp Thành lầm bẩm một mình, ánh mắt lập lè không rõ. Ngươi đang lẩm bẩm gì đấy, thái hư cổ long tò mò hỏi. Ta nhìn thấy một cảnh tượng ở tiên hư giới, Diệp Thành không đôi có với thái hư cổ long mà nói tiếp cảnh đó phải nói thế nào nhỉ? Hưm, khá đáng sợ, suýt nữa ta đã xón ra quần. Chẳng phải là chuyện rất bình thường sao, thái hư cổ long thản nhiên nói, bản thân tiên luân nhãn có ý thức giới, sẽ có một chút ký ức vụn vặt của chủ nhân trước, thì thoảng sẽ xuất hiện nên ngươi không cần phải lấy làm lạ. Ký ức của chủ nhân trước, Diệp Thành hơi cao mày, lại bắt đầu tự lẩm bẩm một mình, lẽ nào là ký ức của Khương Thái hư tiền bối? Chắc không phải đâu, sao trong ký ức của ông ấy lại có mình được, mình còn chất thê thảm như vậy nữa. Bây giờ mình còn chưa tới 20 tuổi, mà ông ấy đã hơn 5.000 tuổi rồi, chỉ khoảng cách tuổi tác thôi đã có mâu thuẫn, lẽ nào là kiếp trước của mình? Kiếp trước mình và Khương Thái hư tiền bối có quen nhau. Còn cùng nhau trải qua trận chiến khủng khiếp, sau đó mình chất, còn ông ấy thì sống. Hưm, suy đoán này rất khả thi, nhưng nhược khi thì sao? Nghĩ đến đây, Diệp Thành xoa xoa tay, nhìn Thái hư cổ long, long ra à, người lợi hại như vậy, có thể thấy được kiếp trước của ta không? Đây là nhìn trộm thiên cơ, tìm chất hay sao, thái hư cổ long nhàn nhạt, nhạt nói. Ồ, vậy thì thôi, Diệp Thành tiếp nuối. Nhưng nếu ngươi truyền cho ta một ít khí hỗn độn, có lẽ ta có thể cố gắng xem cho ngươi, nhìn một chút thôi thì không sao, thái hư cổ long nghiêm túc vuốt dâu bảo. Nghe, lời này, mặt Diệp Thành lập tức tồi sầm, ngươi biết nhiều thật đấy. Mở kiếp, ngươi có biết ta phải trả giá cỡ nào không? Tìm người xem bói cũng phải trả tiền chứ, huống hồ còn là xem kiếp trước và kiếp này, tóm lại ngươi muốn xem thì xem, không xem thì thôi, xem diệp thành đen mặt thốt ra một chữ đột nhiên hắn phát hiện thái hư cổ long đã xảo quyệt hơn trước được rồi ta đã sẵn sàng đón nhận thái hư cổ long xoa xoa tay vẻ mặt rất đáng đánh cẩn thận nghẹn chất ngươi diệp thành mắng một câu rồi bắt đầu truyền khí hỗn độn cho thái hư cổ long chỉ cần thái hư cổ long có thể xem được kiếp trước cho hắn thì trả giá một chút cũng không sao chẳng bao lâu sau khí hỗn độn thông qua phân thân duy nhất còn sót lại truyền tới cho thái hư cổ long thái hư cổ long vẫn không khách sáo như trước khí hỗn độn vừa truyền tới đã bị nó hút sạch vào bụng một canh giờ sau diệp thành mới ngừng lại mở kiếp ít thế thái hư cổ long còn đang định hấp thu nhiều hơn bèn lên tiếng chửi thề truyền một nửa trước đợi người xem xong rồi ta sẽ truyền nốt nửa còn lại vậy cũng được lần này thái hư cổ long đồng ý rất nhanh người đừng hòng nói bừa để lừa ta diệp thành liếc mắt nhìn thái hư cổ long đây không phải chuyện đùa đâu ta cần biết kiếp trước của mình thế nào ta làm việc thì ngươi cứ yên tâm đừng nói nữa lão tử bắt đầu đây thái hư cổ long hít một hơi thật sâu sau, sau đó khẽ nhâm mắt lại một hai giây sau đôi mắt rồng của nó đột nhiên mở ra hai tia thần mang sáng lên nó chắp tay lại miệng lẩm nhẩm ngôn ngữ pháp chủ của riêng thái hư cổ long sau khi niệm chủ đầu mày của nó chọn nút ra một khe hở nhìn kỹ hơn thì thấy đó là một con mắt giống như thiên nhân hùm không biết qua bao lâu thái hư cổ long chợt nhân mày nhìn sâu vào phân thân duy nhất còn lại của diệp thành trong đôi mắt rồng lóe lên một tia sáng mở ảo sao có thể thế này thái hư cổ long tự nói một mình đôi mắt rồng gần như nheo lại thành một đường tiểu tử này không có kiếp trước Thế nào, có phải kiếp trước ta rất lợi hại không? Diệp Thành đã không chờ được nữa mà hỏi ngay, hai mắt tròn xoay nhìn chằm chằm Thái Hư Cổ Long. Đúng là rất lợi hại, Thái Hư Cổ Long ho khan một tiếng, cất thần thông nhìn trộm Thiên Cơ nghịch thiên của tộc Thái Hư Cổ Long đi. Ý là kiếp trước ta cũng là tu sĩ, hơn nữa còn rất ghê gớm, đúng không? Có, có thể nói như vậy. Cái gì gọi là có thể nói như vậy? Khóe miệng Diệp Thành giật giật, đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa gạt ta, ta không đùa với ngươi đâu. Ta chỉ dám nhìn một chút, Thái Hư Cổ Long nhẹ nhàng vuốt râu vẻ mặt nghiêm túc, không hề có chút đùa giỡn, kiếp trước người đúng là tu sĩ, hơn nữa còn là một người rất lợi hại. Ta biết mà, Diệp Thành sơ cầm, nói nhỏ trong lòng, xem ra suy đoán của mình là đúng, Khương Thái hư tiền bối hẳn là có quen biết với mình của kiếp trước, nếu không trong ký ức của ông ấy sẽ không có cảnh mình chất trận từ kiếp trước. Hừm, như vậy thì cũng có lý, không ngờ mình và Khương Thái hư tiền bối lại có duyên đến vậy, kiếp trước và kiếp này đều gặp được nhau, có lẽ đây chính là ý trời. Bây giờ chỉ cần làm rõ nhược khi có lai lịch gì, tại sao kiếp trước mình lại muốn rớt cô ta nữa thôi sau khi làm rõ suy nghĩ của mình diệp thành nghĩ đến nhược hy có thể liên quan từ kiếp trước đến kiếp này của hắn lại liên quan cả tới sư tôn hồng trần của trung giang tiền bối không cần nghĩ cũng biết thân phận của người tên nhược hy này không đơn giản bên này nghe diệp thành lẩm bẩm một mình thái hư cổ long trở nên yên lặng nó vẫn nhìn chằm chằm phân thân duy nhất còn lại của diệp thành dường như có thể thông qua phân thân nhìn thấy bản thể của hắn không có kiếp trước Vậy rốt cuộc tiểu tử này từ đâu tới, không biết đến lúc nào Thái Hư Cổ Long mới tự lẩm bẩm câu này trên căn nguyên linh hồn của. Hắn rõ ràng có ấn ký luân hồi, rốt cuộc vấn đề ở chỗ nào? Không thể tin được, thật không thể tin được. Thái Hư Long cấm, khi Thái Hư Cổ Long đang suy nghĩ thì Diệp Thành bên này đã bắt tay vào việc, hai tay hắn nhanh chóng tạo kết ấn, thi triển Thái Hư Long cấm, dung hợp một phần chín linh hồn của Thái Hư Cổ Long là hắn đã có thể thi triển thần thông nghịch thiên này. Thái Hư Long ấn, sau đó hắn chờ tay ấn xuống long ấn khổng lồ từ trên cao giáng xuống, bá đạo vô song. Thái hư động, vì có thái hư cổ long hỗ trợ, lòng bàn tay hắn xuất hiện một vòng xoáy màu đen, đó chính là bí pháp thái hư động. Sau đó hắn lại thử rất nhiều bí pháp huyền diệu khác của tộc thái hư cổ long, chẳng hạn như thái hư na di, thái hư bộ, thái hư thần phạt, những bí pháp này đều là thần thông nghịch thiên vô địch thiên hạ. Xuất quan, Diệp Thành thu lại thần thông, cười hì hì rồi xoay người ra khỏi thạch thất của động phủ. Sư phụ, vừa mới bước ra, Diệp Thành đã trông thấy tịch nhan giang ngồi ở cổng đá của động phủ, thấy hắn xuất quan, cô bé vui vẻ, tung tăng chạy tới. Không tu luyện đi, ngồi ở đây làm gì, Diệp Thành ngạc nhiên nhìn tịch nhan. Con phát hiện một bí mật, muốn chia sẻ với sư phụ, tịch nhan cười tươi tắn. Bí mật, Diệp Thành nhướng mày, hứng thú nhìn tịch nhan, nói ta nghe xem nào. Sư phụ nhìn đi, tịch nhan chỉ lên bầu trời đầy sao rộng lớn. Diệp Thành ngạc nhiên nhưng vẫn nhìn theo hướng tịch nhan trí, bầu trời sao quả thực rất rộng lớn, trên chới điểm suyết những vì sao khiến cho tinh không trở nên rực rỡ, sáng chói, nhưng hắn lại không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Sư phụ nhìn thấy gì, tịch nhan chớp chớp mắt nhìn Diệp Thành. Không có gì khác cả, Diệp Thành lắc đầu. Sư phụ nhìn lại lần nữa đi, nhìn nữa cũng không thấy có gì khác. Ta, Diệp Thành nói tới đỏ thì khựng lại, hai mắt chợt đồ ra, kinh ngạc nhìn bầu trời rộng lớn, vì bầu trời đầy sao ấy đang rơi xuống, từng ngôi sao nối tiếp nhau tựa sao băng, tụ lại thành mưa sao băng mà rơi xuống, cảnh thương vô cùng lộng lẫy, chán lệ gì thế này, ngây người hai giây. Diệp Thành vô thức dụi mắt nhìn lại, phát hiện bầu trời sao vẫn không có gì thay đổi, tựa như mọi chuyện chưa từng xảy ra mở kiếp huyền thuật diệp thanh phản ứng lại linh hồn chấn động một phen hắn thoát ra khỏi ảo cảnh rồi tức tối nhìn tịch nhan sư phụ còn có lợi hại không tịch nhan cười hì hì chớp đôi mắt to tròn trong veo trông khá nghịch ngợm hả diệp thanh vừa định nổi điên bỗng ngạc nhiên thốt lên hắn hơi cúi xuống lại gần đôi mắt của tịch nhan kinh ngạc nhìn đôi mắt to của cô bé lúc này hắn mới phát hiện hai mắt tịch nhan hơi khác ngày thường đôi mắt trong veo như nước không nhiễm bụi trần nhưng khi nhìn kỹ sẽ thấy ở nơi sâu trong mắt cô bé có một đóa hoa sen đang nở cánh hoa lộng lẫy tung bay, rất đẹp. Nhìn một lúc hắn cảm thấy đầu váng mắt hoa, hoa sen nở rộ và cánh hoa bay khiến hắn nhìn mà hoa cả mắt. Đây là đôi mắt đã kéo mình vào trong ảo cảnh, Diệp Thanh lầm bẩm rồi rời mắt đi, nhưng trong lòng lại không được bình tĩnh lắm. Với thực lực tu vi hiện nay của hắn, lại thêm huyền đạo thiên nhãn và lục đạo tiên luân nhãn, vậy mà vẫn bị kéo vào ảo cảnh một cách thần không biết quỷ không hay. Hơn nữa người thi triển thuật này còn là đồ nhi của hắn, đồ nhi của hắn mới chỉ ở cảnh giới linh hư mà thôi. Đôi mắt này đáng sợ thật, cũng là thiên nhãn sao?" Diệp Thành khẽ cau mày. "Đó là Vạn Hoa Đồng." Ngay lập tức, giọng nói nhẹ nhàng huyền ảo của Thái Hư Cổ Long vang lên trong thần hải, dường như nó cũng có thể nhìn thấy đôi mắt của Tịch Nhan thông qua mối liên hệ giữa phân thân và bản thể của Diệp Thành. "Vạn Hoa Đồng?" Nghe thấy cái tên xa lạ này, Diệp Thành tò mò hỏi, "Đôi mắt này có lai lịch gì?" "Vạn Hoa Đồng là đôi mắt chỉ người của linh tộc mới đánh thức được, giống như lục đạo tiên." "Luân nhãn chỉ người của tiên tộc mới có thể đánh thức vậy?" Thái Hư Cổ Long giải thích, "Người của linh tộc trời sinh đã có độ phù hợp cao với thiên địa." vậy nên họ càng dễ cảm nhận được sức mạnh của thiên địa, mượn được sức mạnh của thiên địa. Cũng như độ phù hợp của ký chủ và ký hồn, độ phù hợp của người linh tộc với thiên địa càng cao thì càng mượn được nhiều sức mạnh thiên địa, độ phù hợp với thiên địa trên 8 phần mới thức tỉnh được vạn hoa đồng. Đồ nhi của người tuổi còn nhỏ đã thức tỉnh được vạn hoa đồng, nói lên cô bé có độ phù hợp với thiên địa ít nhất là trên 8 phần. Chẳng trách thiên phú của con bé lại cao đến vậy, học gì cũng nhanh, Diệp Thanh sơ cầm, quan sát tịch nhan từ trên xuống dưới, vài giây sau mới hỏi tiếp vậy vạn hoa đồng này có lợi hại không? Đến người có tu vi cao hơn cô bé một cảnh giới lớn mà vẫn bị đưa vào ảo cảnh, người nói xem có lợi hại không. Đó là sự cố bất chợt thôi, Diệp Thành bĩu môi, ai ngờ cô nhóc lại chơi chiêu này với ta. Dù vậy ngươi cũng phải thừa nhận rằng ngươi đã trúng huyền thuật, Thái Hư Cổ Long ung dung cất lời, tuy vạn hoa đồng không mạnh bằng Lục Đạo Tiên Luân nhãn, nhưng trên thế giới lại rất hiếm, người của linh tộc giỏi siêu hồn, mà năng lực thật sự của vạn hoa đồng không phải huyền thuật, mà là lĩnh vực siêu hồn sở trường của linh tộc. Dùng mắt cũng có thể siêu hồn, dễ sử dụng hơn thuật siêu hồn của ngươi nhiều, Thái hư cổ long huệ oải trả lời, Vạn Hoa Đồng có thể đọc ký ức bằng mắt, hơn nữa còn có thể nhìn thấu suy nghĩ của người khác, khi giao chiến sẽ chiếm thế thượng phong, khó lòng đề phòng. Quá lợi hại, Diệp Thành thở dài cảm thán, nếu nói về lợi hại thì Vạn Hoa Đồng này còn kém xa Lục Đạo Tiên Luân Nhãn của ngươi, nhưng ta nói vậy không phải đề cao Lục Đạo Tiên Luân Nhãn của ngươi mạnh bao nhiêu, mà để nói với ngươi rằng thế giới này rất kỳ diệu, có lẽ sẽ còn rất nhiều chủng loại khác, muôn hình muôn vẻ, bất luận tình huống nào, đứng trước sức chiến đấu chân áp tuyệt đối, dù mắt ngươi có lợi hại đến mấy cũng không giúp được gì ta đồng ý với ý kiến này, Diệp Thành khẽ gật đầu. Đây là cô nhóc có thiên phú cao nhất từ sau khi ta thức tỉnh linh trí đến giờ, thậm chí còn vượt cả người làm sư phụ là ngươi. Thái Hư Cổ Long nói tiếp, vậy nên hãy huấn luyện cho tốt. đương nhiên rồi, còn nữa, khi sử dụng Tiên Luân nhãn thì đừng nhìn vào mắt cô bé, với cả hai đều không tốt. Điều này ta hiểu, Diệp Thành mỉm cười. Sư phụ, người vừa nói chuyện với ai thế ạ? À? Tịch Nhan chớp đôi mắt to tò mò nhìn Diệp Thành. Con có thể nhìn được, Diệp Thành giật mình, hắn giao tiếp với Thái Hư Cổ Long bằng linh hồn không ngờ tịch nhan lại có thể nhìn thấu. Ta đang nói chuyện một mình thôi, thấy tịch nhan vẫn đang nhìn mình chầm chầm, Diệp Thành ho khan rồi lại rời mắt đi nơi khác, nếu bị cô bé nhìn thấu suy nghĩ không trong sáng trong lòng thì sẽ rất xấu hổ. Bầu trời đêm minh mông vô tận, những vì sao như những hạt cát bụi. Để tránh tịch nhan lại không có việc gì làm, Diệp Thành lại lôi ra một đống bí pháp huyền thuật đưa cho cô bé tu luyện. Còn hắn lúc này đã bước vào đại điện của hàng nhạc tông. Vừa vào trong, Diệp Thành đã trông thấy hai người đang nằm dạng cẳng trên mặt đất. Đột nhiên, hắn chợt giật mình lại gần nhìn thì mới nhận ra đó chính là cổ Tam Thông và Vô Nhai Đạo Nhân. Hai, hai người chẳng phải nên ở Thanh Vân Tông giúp Chu Ngạo sao? Sao lại quay về rồi, Diệp Thành ngạc nhiên nhìn hai người. Đừng nói nữa, để chúng ta nghỉ cái đã, cả hai không buồn ngóc đầu dậy, bọn họ vẫn nằm dài trên mặt đất không có chút sức lực. Thấy vậy, khóe miệng Diệp Thành giật giật nhìn Trung Giang và Thiên Tông Lão Tổ. Mệt thôi, Trung Giang và Thiên Tông Lão Tổ ho hắng lên tiếng. Con hiểu, Diệp Thành cũng ho hắng theo, trong bộ dạng của hai người này quả thực là rất mệt mỏi. Cũng chẳng còn, cách nào khác, ai bảo bọn họ tinh thông kết giới phòng ngự và trận pháp công kích. Và lại mấy ngày gần đây những người kết liên minh với phía Diệp Thành ngày càng nhiều, mỗi lần có thêm gia tộc kết liên minh thì cả hai người bọn họ lại thêm việc, huống hồ bọn họ còn cùng lúc kết liên minh với mấy gia tộc. Rút về ba tu sĩ ở cảnh giới chuẩn thiên, phía Thanh Vân Tông không sao chứ, Diệp Thành nhìn từ cổ Tam Thông và Vô Nhai Đạo Nhân sang Hồng Trần Tuyết đâu phải chỉ ba người mà là rút toàn bộ về rồi hồng trần tuyết vừa sửa móng tay vừa nói như không có chuyện gì xảy ra đều đều rút cả về rồi sao diệp thành bất ngờ yên tâm rút về bao nhiêu thì ta lại phái đi bấy nhiêu hồng trần tuyết tiếp tục nói vậy còn được diệp thành tìm một vị trí ngồi xuống rồi lại hỏi tiếp vậy phía căn cứ chính của viêm hoàng ở bắc sở thế nào rồi chẳng phải trước đó nói rằng thì huyết điện chuẩn bị cuộc đại tấn công sao chỉ là khua chiêng gõ chống vậy thôi sát phạt được nửa đường lại rút về Hồng Trần Tuyết nhàn nhã lên tiếng, có lẽ là nội bộ thị huyết điện có vấn đề, nhân hoàng vẫn đang điều tra, chuyện này cần thêm chút thời gian. Không sao là tốt, người bế quan vài ngày, Tây Lăng Ba Thục, nhà họ Nghiêu ở bàn Long Hải Vực và Hắc Long Đảo đều phái người tới, chúng ta đã đạt được liên minh rồi, Trung Giang lên tiếng, còn hoàng tộc của đại sở đến giờ vẫn chưa có tin tức. Thông tin vừa báo về cho thấy Âu Dương Thế Gia, Nam Cung Thế Gia và Mộ Vân Thế Gia đã cử người đi, tất cả đều đang trên đường rồi. Đại sở huyền tộc hiện giờ chưa phái người tới cũng là chuyện trong dự đoán, Diệp Thành xoa cầm, hai nhà kết liên minh chỉ là vấn đề về thời gian thực lực hiện giờ của chúng ta đã mạnh hơn rất nhiều có thể khai chiến trực diện với chính dương tông rồi thiên tông lão tổ vuốt dâu nếu theo tiểu bối nói nam sở thống nhất sớm một ngày sẽ bớt thêm chút biến cố đây chẳng phải là thời cơ tốt nhất sao diệp thành hít vào một hơi thật sâu ngón tay gõ gõ mặt bàn theo tiết tấu lần này và lần trước không giống nhau đây chính là trận chiến dai dẳng khó đánh nhất nếu như chính dương tông ngoan cố đối đầu thì chúng ta nhất định sẽ tổn thất nặng nề huống hồ phía Thanh Vân Tông chúng ta còn phải cho Trung Ngạo thêm thời gian để kiểm soát toàn bộ tông môn. Ta cho rằng làm theo cách cũ sẽ rất hay, Trung Giang khẽ vuốt sâu, giống như Thanh Vân, dẫn dụ chín lão tổ của chính Dương Tông ra ngoài sau đó trà trộn vào chính Dương Tông, so với khai chiến chính diện thì ta nghiêng về cách đánh này hơn. Cũng vẫn không được, Diệp Thành lắc đầu, trận chiến với chính khí điện chúng ta đã đánh rắn động cỏ, lại thêm mạng lưới tình báo của bọn họ đã bị diệt tận gốc. Tông môn chính Dương Tông và chín phân điện của chính Dương Tông hiện giờ có lẽ đã vào trạng thái phòng bị, muốn dụ bọn họ ra ngoài về cơ bản là không thể, và lại căn cứ theo tin tình báo thì chính Dương Tông còn có một sự tồn tại khủng khiếp, mạnh hơn tất cả những người có mặt ở đây, quan trọng hơn cả đó là chúng ta còn chưa từng gặp người này, chỉ cần không thận trọng thì nhất định sẽ chuốc họa thương vong. Sự tồn tại vô cùng khủng khiếp, nghe Diệp Thành nói câu này, tất cả mọi người có mặt ở đây bảo gồm Thiên Tông lão tổ mạnh nhất cũng bất giác cau mày. Không hề thua kém Đao Hoàng, Diệp Thành khẽ gật đầu không hề có ý đùa. Nghe hắn nói vậy, bầu không khí bên trong đại điện trượt nặng nề hơn hẳn đến cả cổ tam thông và vô nhai đạo nhân đang nằm thường trên mặt đất cũng giật mình nhảy dựng lên thấy sắc mặt trịnh trọng đó của diệp thành bọn họ cau mày sâu hơn đao hoàng đó là đao hoàng đấy mà khả năng chiến đấu không thua kém đao hoàng thì mạnh thế nào chứ đó đâu phải là người mà bọn họ có thể so sánh mặc dù ở cảnh giới chuẩn thiên nhưng khoảng cách lại khác xa một trời một vực tin tức của ngươi có đáng tin không sau một hồi yên lặng hồng trần tuyết bất giác nhìn diệp thành trong ánh mắt còn mang theo ý tứ, ta nắm trong tay mạng lưới tình báo của Viêm Hoàng, Hằng Nhạc, Thanh Vân và các thế gia lớn sao còn chưa nghe tới chuyện chính Dương Tông có một sự tồn tại khủng khiếp như vậy. Tin tình báo của ngươi ở đâu ra? Con tự có kênh riêng, Diệp Thành nhấc một ngụm trà, lời nói ý tứ không rõ ràng. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt gió ánh nhìn bất định, bọn họ nhìn ra Diệp Thành không muốn tiết lộ bí mật, chắc chắn hắn có lý do không thể nói ra. Ta muốn rất chính Dương Tông hơn bất cứ ai, sau giây lát, Diệp Thành lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên ắng, nhưng chiến tranh không phải trò chơi chúng ta phải chịu trách nhiệm với tướng sĩ càng vào thời khắc quan trọng càng không được lơ là cảnh giác đánh giá thấp đối thủ phải trả cái giá bằng mấu ngươi vẫn rất thận trọng như trước đến giờ thận trọng một chút vẫn hơn diệp thành hít vào một hơi thật sâu đợi thêm vài ngày nữa xem ngày mai ta sẽ đích thân tới bàn bạc chuyện liên minh với tiền bối đan thần nếu thuận lợi thì cả đi cả về mất hai ngày trong thời gian này chưa vì tiền bối cũng đừng thản thơi Mặc dù hiện giờ không thể chiến đấu chính diện với Chính Dương Tông nhưng cũng nên xem những gia tộc phụ thuộc Chính Dương Tông lôi kéo được ai thì cố gắng lôi kéo, những gia tộc tàn ác nên diệt thì cứ diệt, nhanh chóng cô lập hoàn toàn Chính Dương Tông, vẫn là câu nói đó, đã đánh thì phải đánh cho thân bại danh liệt, giảm thiểu thương vong. Đã hiểu, tất cả mọi người đều gật đầu. Vậy thì cứ quyết định vậy đi, Diệp Thành nói rồi đứng dậy sau đó vươn vai đi ra ngoài, có điều sau khi đi được hai bước hắn lại chạy lại ôm lấy Hung Sở Linh, chẳng nói thêm lời nào, cứ thế phóng Sở Linh lên lưng. A à. Cảnh tượng này khiến những lão bối bên trong đại điện phải há hốc miệng. Ngươi, ngươi thả ta ra, ở một phía khác, Sở Linh vừa phản ứng lại đã không ngừng đánh Diệp Thành, cô không ngờ tên này lại vô thiên vô pháp đến như vậy. Trước mặt bao nhiêu người như thế mà hắn lại làm cái việc mất thể diện như vậy. Có lẽ biết trước dự định của Diệp Thành là gì nên Sở Linh mặt mày đỏ lựng. Hôm nay cảnh đẹp, giao lưu tu luyện cũng rất hợp lý, Diệp Thành mặt dày cứ thế cõng theo Sở Linh đi khỏi đại điện. Sau khi bọn họ rời đi, bên trong đại điện chìm vào yên tĩnh, từng cặp mắt ngưỡng mộ nhìn theo bóng hai người lão phu bấm đốt tay tính toán thì đêm nay ngọc nữ phong nhất định sẽ nổi lên cơn phong ba bão táp cổ tam thông một tay vuốt dâu một tay bấm đốt mặt mày ý tứ lão phu bấm đốt tay tính toán thì đêm nay chúng ta nên đi xem xem vô nhai đạo nhân cũng vuốt dâu mặt mày ý tứ nghe vậy những lão bối bên trong đại điện đều nhìn về phía hai lão già đê tiện này đặc biệt là hồng trần tuyết và sở linh ngọc suýt chút nữa dáng cho cả hai cái bạt khổ khổ trong bầu không khí gượng gạo thiên tông lão tổ và hàng nhạc chân nhân lần lượt ho hắng người nào người nấy chắp tay sau lưng đi ra khỏi đại điện mắt nhìn bầu trời đầy sao như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy người thả ta ra giữa từng ngọn núi liên tục vang vọng tiếng mắng chửi tức tối của sở linh cô vẫn bị diệp thành vác trên người trông như bao nải đã là phu thê với nhau rồi có gì mà phải ngại chứ diệp thành mặt dày hắn không hề có ý định thả sở linh xuống ai là phu thê với ngươi đừng ồn ào đã lên giường rồi đương nhiên là phu thê rồi diệp thành không quan tâm sở linh vẫn đang dãy ruộng hắn cứ thế đi một mạch về phía ngọc nữ phong trên đường đi có biết bao nhiêu đệ tử còn chưa kịp về núi, khi trông thấy cảnh tượng này thì chỉ biết há hốc miệng, nhất thời không thể nói nên lời. Đường Đường là phong chủ Ngọc Nữ Phong, là ngọc nữ băng thanh ngọc khiết của hàng nhà tông mà lại bị trưởng giáo của bọn họ vác. Như cái bao nải trên người, chuyện này khiến người ta khó mà có thể tin nổi. Đúng là vô thiên vô pháp, không có gì đâu, về nghỉ ngơi cả đi, Diệp Thành đê tiện cả chặng đường vác theo Sở Linh rồi hô hào, ấy thế mà hắn vẫn nhận về những lời tán thưởng âm thầm thông qua cử chỉ tay. Lại nhìn sang Sở Linh, khuôn mặt cô đã đỏ ửng cả lên, từ ngày hôm nay trở đi hình tượng ngọc nữ của cô đã bị tên đê tiện Diệp Thành hủy hoại, sau này có lẽ cô sẽ không còn được gọi là phong chủ ngọc nữ phong nữa mà là Diệp phu nhân rồi. Ôi chao, từng tiếng tặc lưỡi vang lên, cả đám người đi tới ngơ ngác nhìn, bọn họ nhìn Diệp Thành giống như thể nhìn một vị thần vậy. Đám người này, nếu nhìn kỹ thì chẳng phải là Hùng Nhị, Tề Vân và nhóm tư đồ nam sao? Nào nào, đứng cho nghiêm chỉnh vào, tên Hùng Nhị hô lớn giống như thể hắn là đại ca của nhóm, và lại mấy tên đê tiện kia cũng nghe lời răm rắp đứng ngay ngắn vào hàng vào lối. Xin chào Diệp Sư Thúc, giây phút sau đó, cả đám chắp tay cúi người cung kính hành lễ với Diệp Thành. Nghe vậy, Diệp Thành không kịp phản ứng lại, có điều ngay sau đó hắn đã hiểu hàm ý của những tên này là gì. Hắn đã lên giường cùng Sở Linh, còn nếu như luận về vai vế của Sở Linh thì hiện giờ hắn chẳng phải là sư thúc của đám hùng nhị sao. Không có gì là sai cả, không cần đa lễ, Diệp Thành xua tay, mặt mày nghiêm túc, hắn còn ra vẻ như một trưởng bối, có điều đừng gọi ta như thế, nhanh giả lắm ta sẽ không vui đâu mấy tên đê tiện kia lập tức hiểu ý giây phút sau đó chúng nhất loạt hành lễ với sở linh xin chào đại tổ ừm gọi vậy còn được diệp thành gật đầu Cút cho ta sở linh thức tối cuối cùng cũng phát điên lên thông qua âm thanh mang theo từ tính cùng sức mạnh linh hồn ngay lập tức đám hùng nhị đang đứng thành hàng lập tức ngã vật ra và dính chặt với mặt đất động tác đều đồng loạt đến kinh người giống như thể một vách tường cứ thế đổ sập xuống vậy đến cả các đệ tử vừa đi tới cũng gặp nghiệp bọn họ chưa kịp nói lời nào mà bị tiếng gằn của sở linh làm cho ngả rạp Ôi trời, Diệp Thành đứng cách Sở Linh gần nhất nên lão đảo siêu vẹo, cấp bậc linh hồn của Sở Linh ở cảnh giới Thiên đỉnh phong, cho dù là hắn thì cũng không thể trụ nổi, đôi mắt hắn hoa cả đi, cả thần hải đều rung động. Xuân dược, ai cần xuân dược, trong lúc này, Diệp Thành như nghe thấy câu nói này vang vọng bên tai, nếu nghe kỹ thì chính là giọng nói của Long Nhất và Long Ngũ. Cút, giọng nói Sở Linh lập tức vang lên, tiếp đó, rồi tiếp sau đó Long Nhất và Long Ngũ cùng bay đi, một tên bay về phía nam, một tên bay về phía bắc, chúng bay đi thật xa. Chẹp, chẹp nhìn cảnh tượng này cổ tam thông và vô nhai đạo nhân vừa thò đầu ra liền rụt đầu về cấp bậc linh hồn ở cảnh giới thiên đỉnh phong đó không phải là chơi đâu phía này diệp thành lắc lắc đầu hắn đã tỉnh lại sau cơn choáng váng nhưng hắn lại nhìn thấy từng bóng người ngoài nhóm hùng nhị đang nằm dạp cả ra đất thì những người khác cũng điêu đứng còn sở linh lúc này đã không thấy bóng dáng đâu và lại trước khi rời đi long nhất và long nhị cũng chịu một trận đau đớn từ cô đúng là lão nương biên rồi sau khi hoàn toàn tỉnh táo diệp thành lập tức sắn tay áo chạy về ngọc nữ phong và lại hắn cũng chẳng buồn nhìn trên mặt đất khiến đám hùng nhị vừa tỉnh lại đến miệng còn chưa mở nổi đã ăn thêm cái đạp của diệp thành mà quay ngoắt mặt đi đùng dầm không lâu sau đó từ phía ngọc nữ phong vang lên âm thanh dữ dội khiến những đệ tử và trưởng lão đang ngủ ngon đã lại lần nữa nhảy dựng lên phẩy 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 chấm hàng nhà tông không hề yên bình chính dương tông cách đó không biết bao nhiêu dặm cũng không hề yên bình trong màn đêm u tối bên trong địa cung xa xăm Cơ tuyết băng ôm lấy bên vai lão đảo bước đi, vẻ mặt bi thương nhìn phía đối diện. Đối diện cô là một người mặc đại bào màu tử kim, toàn thân. Được che kín bởi lớp áo màu tử kim, nhìn không rõ chân dung, chỉ có thể trông thấy đôi mắt tĩnh lặng như tờ, chốc chốc hiện lên tia nhìn u ám, dưới màn đêm càng khiến người ta phải khiếp sợ. Người này nếu nhìn kỹ thì chẳng phải là pháp lão, người mà chính dương lão tổ tôn kính gọi bằng tôn sao. Vì sao ạ, cơ tuyết băng lão đảo vẻ mặt tái nhợt, cô ta nhìn pháp lão ở phía đối diện. Con nên cảm thấy may mắn, pháp lão lộ hàm răng màu u tối người vẫn luôn lợi dụng con cơ tuyết băng cố gắng đứng vững sắc mặt lạnh hơn trông thấy đại nghiệp của ta con đâu thể hiểu được pháp lão bật cười u ám hiến căn nguyên huyền linh ra thì ta sẽ tạo ra một huyết mạch bá đạo hơn phẩy 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 chấm bên dưới tảng đá huệ tâm thạch của ngọc nữ phong diệp thành ngồi trồm hỗn ở đó thân hình hắn lúc này hết sức thảm hại mặt mũi xương phồng đôi mắt đen như mắt gấu trúc cả cơ thể từ đầu đến chân toàn dấu chân y phục bị xé tơi tả trông như thể hắn vừa bị người ta cào cấu vậy sư phụ có phải người lại bị sư tổ đánh không, phía đối diện, tịch nhan cũng ngồi đó, hai tay chống cằm, đôi mắt chớp chớp nhìn Diệp Thành. Dã ràng là ta bị đánh mà, Diệp Thành mặt dày gãi gãi cái mũi đang chảy máu. Cường gian bất thành ngược lại bị đánh trong truyền thuyết chính là nói người đấy, một tên méo mập tròn tròn, trắng trẻo mũm mím đứng trên vai tịch nhan lên tiếng, không cần nói cũng biết đó chính là tiểu linh hoa. Người cút đi cho ta, Diệp Thành dáng một cái bạt tới, tiểu linh hoa cứ thế bay ra khỏi ngọc nữ phong. Cái gì, đây là cái gì, không lâu sau đó, từ phía tiểu linh hoa bay đi liền có âm thanh vang vọng, nếu nghe kỹ thì chính là giọng nói của Long Nhất và Long Ngũ. Mở kiếp, tiểu linh hoa tức tối, chạy, còn dám chạy, tiếp đó, giọng nói của Long Nhất và Long Ngũ khiến cả hàng nhạc tông vừa yên ắng lại lần nữa náo nhiệt hơn hẳn. Sư phụ, tối nay người ôm con ngủ nhé, phía này, tịch nhan không vì sự việc của tiểu linh hoa và Long Nhất, Long Ngũ mà phân tán tư tưởng, cô chớp mắt nhìn Diệp Thành. Nghe vậy, Diệp Thành ngẩng cái mặt đang sưng vêu lên nhìn tịch nhan trước mặt từ đầu tới chân con có thể trở thành người trưởng thành giống sư tổ, tịch nhan cười khúc khích, con cũng là nữ nhân, sư tổ có gì con con ấy. Tịch nhan à, con còn nhỏ, có những chuyện con vẫn chưa thể hiểu được đâu, Diệp Thành ho hắng, chuyện tình yêu rất kỳ diệu, còn mấy chuyện giữa nam nhân và nữ nhân cũng rất khó có thể nói rõ ràng được. Sư phụ, con đều hiểu cả, tịch nhan nhìn Diệp Thành bằng khuôn mặt hết sức nghiêm túc, hùng nhị sư thúc nói rồi, nếu như người rất muốn lên giường cùng một nam nhân khác thì chứng tỏ người đã thích người đó lắm rồi. Nghe vậy, Diệp Thành vô thức dai chán, miệng thầm mắng chửi, tên hùng nhị chất tiệt, ta nói mà, sao lần này tịch nhan quay lại lại như trở thành một người khác, hóa ra là do ngươi dạy hư con bé, mở kiếp. Sư phụ, tịch nhan muốn lên giường cùng với người, phía này, tịch nhan vẫn nhìn Diệp Thành bằng đôi mắt long lanh, khuôn mặt ngây thơ, đôi mắt thuần khiết không hề có ý trêu đùa. Cái, cái này, hay là thôi bỏ đi, Diệp Thành cười ái ngại. Vì sao, vì, vì ta sợ sư tổ của con rất chất ta mất, Đêm khuya, Diệp Thành vào trong mật thất trong động phủ sau đó lật tay lấy ra hỗn độn thần đình. Tiếp đó, kiếm xích tiêu, bá long đao và vu hoàng chiến mâu lần lượt được hắn lấy ra cho vào trong hỗn độn thần đình. Hiện giờ luồng khí hỗn độn đã được luyện hóa, dùng khí hỗn độn luyện hóa binh khí nhất định có thể tạo ra thần binh cái thế. Đừng lười biếng nữa, Diệp Thành vỗ thiên lôi đạo thân và tiên hỏa đạo thân. Cả hai tên này vẫn ngoan ngoãn như trước, nhận được mệnh lệnh của Diệp Thành thì lập tức đứng hai bên của hỗn độn thần đỉnh, điều khiển luồng khí hỗn độn để luyện hóa kiếm xích tiêu, bá long đao và vu hoàng chiến mâu. So với đạo thân tinh thần thì, hai người ngoan ngoãn hơn nhiều, Diệp Thành xoa cầm lên tiếng tán thưởng. Lão đại, Diệp Thành vừa dứt lời, đạo thân tinh thần ở bắc sở xa xôi truyền âm về. Gì thế, Diệp Thành đáp lời không mấy dễ chịu, ta chúng đạo thương rồi. Đạo thương, Diệp Thành nhướng mày, thông qua mối liên hệ giữa bản thể và đạo thân và nhìn thấy được tình hình phía đạo thân tinh thần, hắn đang ủ rũ đứng trong khu rừng sâu, toàn thân thảm hại, mặt mày sưng phồng, xem ra hai ngày nay tên này bị kẻ mạnh của thị huyết điện truy đuổi liên tục ra vẻ lắm cơ mà nhìn đạo thương trên linh hồn của đạo thân diệp thành bất giác lên tiếng mắng chửi lão đại nói gì thế chứ ta ra vẻ vẫn tốt lắm mà đạo thân tinh thần vẫn thản nhiên như thường người của thị huyết điện đông như vậy nhưng không thể bắt được ta mà người giỏi thế sao vẫn trúng đạo thương diệp thành nhìn đạo thân với vẻ mặt hứng thú lão đại người nói thế đúng là chả có chút lương tâm nào đạo thân tinh thần nhảy dựng lên ta trúng đạo thương chẳng phải do bản thể của lão đại gặp vấn đề sao Người làm gì thì trước hết cũng phải nói với ta một tiếng chứ. Lão đại có biết vì bản thể đột nhiên gặp biến cố mà khiến ta trở tay không kịp, suýt chút nữa bị người của thị huyết điện đánh tập thể đến chất không? Sao vậy, đạo thương của ngươi lại có liên quan đến ta sao, Diệp Thành nhớ mày? Đương nhiên rồi, đạo thân tinh thần tức tối, vì vết thương trên cơ thể lão đại truyền sang cho ta, cũng may ta có sức mạnh tinh thần hộ hồn nếu không thì đã hồn bay phách tán rồi. Để ta xem nào, Diệp Thành cảm thấy kỳ lạ, hắn xoa cầm thầm nhủ, việc đạo thân tinh thần có đạo thương thật sự kỳ lạ, cho dù bản thể bị thương thì hắn cũng sẽ không thể nào truyền vết thương sang cho đạo thân được. Xem ra do Tiên hư giới có vấn đề rồi, Diệp Thành thầm nhủ, nghĩ tới chín phần phân thân ở Chính Dương Tông và chín phần phân thân ở Hoang Mạc cũng giống như đạo thân, đều bị tổn thương trong cùng một thời gian, đây tuyệt đối không thể là chuyện ngẫu nhiên. Bản thể bị thương mà lại truyền được sang cho phân thân sao? Trong ánh mắt Diệp Thành hiện lên cái nhìn bất định, hiện giờ hắn có thể nghĩ được lý do này thôi. Ổn định tinh thần và ngưng khí, ta giúp người trị thương, sau một hồi suy nghĩ, Diệp Thành mới lên tiếng. Ta đợi câu này lâu rồi, đạo thân tuét miệng cười, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Phía này Diệp Thành dùng một tay đặt lên trên cơ thể đạo thân sau đó phân ra sức mạnh lôi điện rồi thông qua mối liên hệ giữa bản thể và đạo thân truyền sang cho đạo thân tinh thần, bao lấy linh hồn hắn. Hừ, đúng như Diệp Thành nghĩ, khuôn mặt của đạo thân hiện lên nét đau đớn, vết thương trên linh hồn là đau đớn nhất. Có thông tin gì về sư phụ ta không? Diệp Thành vừa kiểm soát lôi điện vừa hỏi với hy vọng mong manh. Không có, đạo thân ho hắng lắc đầu, mở kiếp, người lười biếng vừa thôi người coi lời ta nói như gió thổi bên tai đấy hả à? lão đại cũng không thể trách ta được đạo thân tinh thần mặt mày vô tội ta thực sự đang tìm còn việc của thị huyết điện và tinh nguyệt cung chỉ là ngoài ý muốn nếu không phải vì tìm sư phụ của lão đại thì ta cũng sẽ không kết đoán với bọn họ huống hồ bắc sở rộng lớn như vậy muốn tìm một người khó hơn cả lên trời lão đại cũng phải cho ta ít thời gian chứ diệp thành không nói gì hắn đương nhiên hiểu những điều mà đạo thân đang nói Bắc Sở rộng lớn, đến cả mạng lưới tình báo của nhân hoàng tìm bao nhiêu ngày nhưng cũng không tìm ra được, huống hồ là một đạo thân. Nhưng lão đại, ta phát hiện ra một chuyện rất thú vị, đạo thân tinh thần lại lên tiếng. Nói ta xem, vài ngày trước ta từng gặp một người trông giống hệt với lão đại ở Bắc Sở, ưng, ừ, tuổi tác thì hơn lão đại nhiều. Trời đất rộng lớn như vậy, người trông giống ta không thiếu, đó không phải là chuyện gì lạ lùng, Diệp Thành. Ngừng lại một lúc, mặc dù hắn vẫn cảm thấy có gì đó khác thường nhưng cũng không tỏ ra quá kinh ngạc đúng như hắn nói, trời đất bao la này không thiếu điều kỳ lạ, huống hồ cũng chỉ là hai người trông giống nhau mà thôi. Đó không đơn giản chỉ là trông giống đâu, đạo thân tinh thần vội nói, đó là giống y đúc, y hệt, giống như thể được khác ra vậy, quan trọng nhất là tên đó rất mạnh, một bước có thể di chuyển ra cả vạn trượng, suýt chút nữa khiến ta đái ra quần, có điều điểm duy nhất thiếu sót đó chính là hình như não hắn không bình thường, luôn tự lẩm bẩm, thần trí mơ màng. Một bước bước ra cả vạn trượng, Diệp Thành cao mày, điểm này đúng là khiến hắn phải bất ngờ, từ khi thu đạo tới nay hắn chỉ mới gặp được một người có thể làm được như vậy đó chính là hình nộm tử huyên có thể rút ngắn khoảng cách giữa trời và đất đây không phải là huyền thuật thân pháp nữa mà là một bí bí pháp về lĩnh vực không gian đại sở đúng là ngọa hổ tàng long nghĩ rồi diệp thành bất giác trầm trồ ôi trời có mũi chóa cả sao khi diệp thành còn đang trầm tư thì phía đạo thân tinh thần vang lên tiếng chửi của hắn nghe vậy diệp thành kết nối với tầm nhìn phía đạo thân hắn trông thấy đám người dày đặc từ tứ phương trấn áp tới số lượng không hề ít tên nào tên nấy sát khí đằng đằng rõ ràng là tới để bắt đạo thân của hắn. Ta độ chín phần sức chiến đấu cho ngươi, đừng làm loạn lên đấy, Diệp Thành không nghĩ gì nhiều cứ thế truyền chín phần khả năng chiến đấu của mình cho phân thân. Được, đạo thân tinh thần lập tức đứng dậy, một đạo thần hồng từ chán bay lên trời, toàn thân hắn ánh lên ánh sáng màu vàng kim, long khí rồi rào, đến cả mái tóc màu đen cũng nhuộm thần quang màu vàng kim, cả cơ thể hắn lấp lánh, trông như một vị chiến thần được đúc từ vàng vậy, khả năng chiến đấu mạnh mẽ khiến thương không dung chuyển. Khai chiến, sau tiếng hô của đạo thân, hắn giống như mãnh thú hồng hoang cứ thế sát phạt lên, ra tay với những đại chiêu quần công của vạn kiếm triều tông, những kẻ sát phạt tới đều ngã rụi. Lão đại của ta đúng là mạnh, lão đại vô địch thiên hạ, sau đó là tiếng hô hào chấn động trời đất của đạo thân tinh thần. Nghe vậy, Diệp Thành vô thức dai chán, hắn không nghĩ gì nhiều cứ thế cắt đứt mối liên hệ với đạo thân cũng không phải hắn không lo đạo thân sẽ xảy ra biến cố gì mà vì chín phần sức chiến đấu của hắn lại thêm sức chiến đấu của phân thân gộp lại thì những kẻ mạnh của thị huyết điện rất khó có thể làm gì hắn diệp thành thu lại suy nghĩ hắn nhìn vào hỗn độn thần đình bên trong đó biển hỗn độn vẫn đang cuộn trào kiếm xích tiêu bá long đao và vô hoàng chiến mâu đều rung lên diệp thành có thể cảm nhận được ba binh khí càng lúc càng mạnh lên nhờ có khí hỗn độn tôi luyện mà chúng như được thay ra đổi thịt khí hỗn độn thật là mạnh diệp thành mỉm cười sau đó nhảy vào trong hỗn độn thần đình khí hỗn độn là nguyên khí của đất trời từ sơ khai không chỉ là thần vật luyện khí mà còn là thần vật luyện thể nhờ nguyên khí này tôi luyện cơ thể đúng là một cơ duyên tốt nhìn từ trên cao xuống có thể thấy lúc này Diệp Thành đã khoanh chân ngồi vào trong hỗn độn thần đỉnh, biển hỗn độn sôi trào xung quanh hắn, hết lần này tới lần khác xối vào cơ thể và thông qua những lỗ chân lông trên cơ thể để thâm nhập vào bên trong khiến xương cốt và các đường kinh mạch cũng như tứ chi bách cốt của hắn, thậm chí là cả linh hồn cũng được tôi luyện. Mặc dù khí hỗn độn nặng dị thường nhưng hiện giờ đã bị luyện hóa nên sau khi liên tục vào trong cơ thể Diệp Thành thì nó giống như dòng ôn lưu, cảm giác vô cùng sảng khoái. Trong lúc này, Diệp Thành còn có thể nghe ra được thiên âm đại đạo đan sen, không thể nào nắm bắt nhưng nghe âm thanh huyền diệu đó khiến tâm cảnh của hắn trở nên nhẹ nhõm hơn, chốc chốc còn có ý cảnh kỳ diệu đan sen khiến Diệp Thành chợt lĩnh ngộ được sâu sắc hơn con đường tu đạo. Thế rồi Diệp Thành chợt liếc nhìn vào lão giả bị phong ấn bên trong hỗn độn thần đỉnh, ông ta cũng ở trong này, ngồi khoanh chân một góc, tư thế nghiêm chỉnh, toàn thân còn có khí hỗn độn bao quanh. Từ sau khi được đưa ra khỏi hố đen không gian, ông ta vẫn luôn trong trạng thái hôn mê, có điều nhờ Diệp Thành không ngừng dùng linh dịch bù đắp nên khí khí thức của ông ta đã ổn định hơn rất nhiều rõ ràng là người chất mất phần nửa nhưng bên trong cơ thể lại có một luồng sức mạnh mạnh mẽ muốn trỗi dậy, Diệp Thành cứ thế nhìn rồi lại nheo mắt như thể nhìn ra được một việc gì đó không sao tin nổi. Ông rốt cuộc có lai lịch gì, bên trong thạch thất của động phủ vang lên câu tự hỏi của Diệp Thành. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Diệp Thành đã vươn vai bước ra từ động phủ, tinh thần thoải mái dễ chịu. Khí hỗn độn luyện thể cả đêm khiến sắc mặt hắn hồng hào, rạng rỡ, khí thức dồi dào, thân thể nặng nề nên trông hắn như một ngọn núi hùng vĩ, toàn thân được thần huy bao phủ, tản ra từng làn khí hỗn độn, cả người như được lột xác. Thoải mái, sau tiếng hét dài sảng khoái, hắn bước lên hư thiên tiến thẳng đến đan thành. Sau khi hắn đi, hàng nhạc tông cũng không nhàn dỗi, các điện của hàng nhạc, các trụ sở của Viêm Hoàng, các thế gia lớn đều âm thầm điều động binh tướng, nhưng mục tiêu không phải chính Dương tông mà là những gia tộc phụ thuộc vào chính Dương tông. Thế trận lần này không hề nhỏ hơn lần bao vây tấn công chính khí điện, quan trọng nhất là những cao thủ tham chiến là những người mạnh nhất, có uy lực nhất từ trước đến nay. Thế là nam sở vốn đã không được yên bình thoáng chốc bị khói mù bao phủ, những người nhạy bén đã ngửi thấy mùi máu tanh. Bên này, Diệp Thành thông qua rất nhiều truyền tống trận đã xuất hiện dưới cổng thành của Đan Thành, tòa thành cổ này vẫn hùng vĩ như xưa, giống như tượng trưng của vùng đất này. Tới đây lần nữa, trong lòng đúng là muôn vàn cảm xúc, ngẩng đầu nhìn lên bức tường thành cao hơn trăm trượng, Diệp Thành nhấc chân bước vào Đan Thành. Vẫn như lần đầu tới, trong Đan Thành tự hình thành một thế giới rộng lớn, đền đài lâu các nhiều không kể xiết, những ngọn núi và đỉnh núi đan xen, người trên đường rộn ràng náo nhiệt, những tiếng giao bán hàng vang lên không ngớt càng cho thấy sự sầm uất của nơi này. Nghe gì chưa, bác sở lại có yêu nghiệt nữa, hình như tên là Diệp Tinh Thần. Dù yêu nghiệt hơn nữa, có hơn được Diệp Thành không? Cũng đúng, Diệp Thành điều khiển cả một đội quân tu sĩ lớn, sao Diệp Tinh Thần kia có thể so sánh được? Đi giữa đám đông, Diệp Thành nghe thấy hết những tiếng bàn tán xôn xao, chủ yếu là về hắn và đạo thân tinh thần. Suốt cả chặng đường vẻ mặt hắn đều rất kỳ lạ, không biết nếu người của Đan Thành biết Diệp Tinh Thần là đạo thân của hắn liệu có bùng nổ không? nghe tiếng bàn tán suốt dọc đường diệp thành cũng chẳng để ý hắn vừa đi vừa ngó nhìn các quầy hàng hai bên đường hy vọng có thể tìm được vài món bảo bối tuy là quầy hàng ven đường nhưng không phải không có bảo bối bá long đao của hắn chẳng phải cũng mua từ quầy hàng ven đường đó sao nhưng lần này lại khiến hắn thất vọng tuy có nhiều gian hàng đồ được bán cũng rất lạ nhưng lại chẳng có thứ gì có thể lọt vào mắt hắn cũng không có nguyên liệu dùng để luyện chế thiên tịch đan tiểu hữu đây là đan dược vĩnh bảo thanh xuân nếu tiểu hữu lấy thì ta bán rẻ cho hắn đang đi bỗng một chủ quầy gần đó gọi lại được, Diệp Thành dừng trước quầy hàng, đan dược vĩnh bảo thanh xuân với nam tu sĩ mà nói không có ích gì, nhưng với nữ tu sĩ thì lại là bảo bối. Nữ nhân mà, có ai không quan tâm đến dung mạo của mình. Vĩnh bảo thanh xuân đan, bốn vân, Diệp Thành cầm một viên lên, đưa tới trước mắt quan sát, hắn dễ dàng thấy được ấn ký linh hồn bên trong, là do một. Mỹ nữ luyện đan sư luyện thành, 300.000 linh thạch một viên, chủ quầy hàng là một ông già, thấy Diệp Thành nhìn say mê thì giơ ba ngón tay lên, cười tươi để lộ chiếc răng ố vàng, khẳng định là hàng thật, ta đã ra giá thấp nhất cho tiểu hữu rồi, không thể thấp hơn được nữa. Ta lấy nó, Diệp Thành cũng hào phóng, mấu chốt là hắn có tiền. Hơn nữa không chỉ là có tiền, mà còn có thể coi là giàu có. Hắn đang vội đến đàn phủ nên cũng lười mặc cả, ném một túi đựng đồ ra rồi cầm lấy viên đan dược rời đi, vừa đi vừa dơ viên đan dược lên nhìn bằng mắt trái, nắm bắt được ký ức linh hồn hoàn chỉnh bên trong tương đương với việc biết được cách luyện đan, với hắn mà nói đây là thu hoạch lớn nhất. Đan, đan thánh, chẳng mấy chốc, một giọng nói ngạc nhiên vang lên, khiến Diệp Thành phải quay đầu nhìn lại. Phía sau hắn là một ông lão mặc áo xám, tuổi không quá lớn, chỉ chừng 100 tuổi, tu vi cảnh giới không minh, là người quen của Diệp Thành, đây chẳng phải ông lão áo xám hắn gặp lúc báo danh trước khi tham gia đại hội đấu đan ư? Khi đó vì Diệp Thành không có luyện đan sư giới thiệu nên thái độ của ông ta không được hòa nhã cho lắm. Ta đeo mặt nạ mà ông vẫn nhận ra à?" Diệp Thành thẳng thốt nhìn ông lão áo xám. "Nhận ra, nhận ra." Ông lão áo xám hơi kích động, nói xong thì chỉ vào mắt phải của mình. Con mắt này của ta là một nửa thiên nhãn, lúc có tác dụng lúc không." Nửa thiên nhãn, Diệp Thành không khỏi tiến lại gần, nhìn chằm chằm con mắt bên phải của ông ta, quả nhiên thấy bên trong có một tia sáng lạ thường lóe lên, nhưng lúc có lúc không, mang lại cho người ta cảm giác không được trọn vẹn. Đan Thánh đến, Đan Thành rực rỡ hẳn lên, ông lão áo xám bị nhìn chằm chằm toàn thân không được tự nhiên, nụ cười cũng ngượng gạo, chủ yếu là do thái độ của ông ta với Diệp Thành khi báo danh lúc trước không được tốt lắm, sợ bị Diệp Thành trách tội. Câu này của trưởng lão khiến ta được yêu quý mà lo sợ đấy cứ gọi ta Diệp Thành là được rồi. Người là đan thánh do chính đàn tổ sắc phong, người nên có vinh hạnh này. Chúng ta đến đàn phủ đi, Diệp Thành ho khan một tiếng, không muốn nói lời khách sáo với ông lão áo xám thêm nữa. Được được, lão phu dẫn đường cho người, ông lão rất tự giác, thái độ với Diệp Thành cực kỳ cung kính, chỉ sợ chậm trễ sẽ bị trách tội. Hai người cùng nhau đi đến đàn phủ ở trung tâm đan thành. Dọc đường đi, tuy ông lão áo xám rất kính cần tôn trọng, nhưng Diệp Thành vẫn nhìn ra được ông ta làm vậy để che giấu sự lúng túng và xấu hổ của mình. Nhưng ông ta nào biết, Diệp Thành chẳng hề để tâm chuyện ngày trước, cũng không phải mối thù hận gì lớn, không cần thiết làm vậy. Ở đây, trong đại điện của đan phủ, mấy chục bóng người đứng trang nghiêm, nhưng bầu không khí lại vô cùng một ngạt, vẻ mặt ai cũng cực kỳ khó coi. Rốt cuộc là thế lực nào, đan thần cầm tờ giấy trắng có khắc thần thức lạc ấn, vẻ mặt âm trầm tột đỉnh. Hôm qua Đồ Nhi huyền nữ của ông ra ngoài rồi bị bắt, mãi đến một khắc trước họ mới nhận được tin của hung thủ, cũng chính là tờ giấy trắng có thần thức lạc ấn đang nằm trong tay ông chẳng lẽ là ba tông của nam sở đan nhất trầm ngâm trong trận chiến ở loạn cổ thương nguyên đan thành đã trở thành kẻ thù với chúng khiến chúng sinh lòng oán hận nên bây giờ mới bắt huyền nữ để trả thù có khả năng này đáng chất một trưởng lão áo trắng hử lạnh bây giờ phải mau chóng chuộc được huyền nữ về một trưởng lão tóc trắng nhẹ nhàng vuốt râu vấn đề ở chỗ thứ hắn muốn là vạn đan bảo điển lời này vừa cất lên tất cả mọi người trong đại điện đều đổ dồn ánh mắt vào đan thần những người ở đây có ai không là luyện đan sư tiếng tăm lẫy lừng ở đại sở làm sao có thể không biết ý nghĩa của vạn đan bảo điển đó là báu vật của đan thành là bảo vật vô giá so với huyền nữ dường như giá trị của nó còn lớn hơn vẻ mặt đan thần khó coi lông mày cao chặt là thành chủ của đan thành ông hiểu rõ giá trị của vạn đan bảo điển hơn bất kỳ ai so với nó đồ nhi huyền nữ của ông đúng là nhỏ bé không đáng kể nhưng ông là sư phụ nên cũng biết tiềm lực của huyền nữ tuy không được yêu nghiệt như diệp thành nhưng cũng là đan trung thiên kiêu hiếm có trong thiên hạ nếu diệp thành không làm thành chủ của đan thành đời tiếp theo thì sẽ do cô ta làm như vậy tầm quan trọng của huyền nữ đủ để sánh ngang với vạn đan bảo điền mà quan trọng nhất là hiện giờ họ vẫn chưa biết đối thủ là ai vạn đan bảo điền có ý nghĩa rất lớn ai có thể đảm bảo sau khi đối phương có được nó sẽ không rất con tin chứ suy cho cùng họ cũng không dám cược đại điện yên lặng đến đáng sợ vẻ mặt đan thần âm trầm u ám có vẻ kẻ ra tay cũng biết tình hình của đan thành cũng biết giá trị tồn tại của huyền nữ nên mới tham lam như vậy đòi linh thạch đan dược còn dễ giải quyết nhưng chúng lại đòi vạn đạn bảo điền có chuyện gì vậy chẳng bao lâu sau một giọng nói vang lên từ bên ngoài, phá vỡ sự yên lặng trong đại điện, Diệp Thành đã cởi mặt nạ xuống, ung dung bước vào. Diệp Thành, thấy Diệp Thành đến, các trưởng lão đều sửng sốt, người ở Đan Thành. Rất rõ ràng, còn đang ở Đan Thành, Diệp Thành nhún vai sau đó liếc quanh một vòng, cuối cùng dừng ánh mắt trên người Đan Thần, tiền bối, nhìn vẻ mặt mọi người là có chuyện gì à? Nếu không ngại thì người nói đi, biết đâu con lại giúp được. Đan Thần không nói gì, chỉ đưa tờ giấy màu trắng có thần thức lạc ấn trong tay cho Diệp Thành. Diệp Thành nhận lấy, nhìn lướt qua tờ giấy trắng ngay sau đó hắn cau mày nhất là khi nhìn thấy thứ bọn bắt cóc muốn là vạn đan bảo điển lông mày hắn nhíu chặt thành một đường đều là bắt người đòi tiền chuộc so với bọn này thứ mình đòi trước kia chẳng khác gì trò đùa trẻ con sau khi cau mày diệp thành sờ cầm lẩm bẩm giá thị trường tăng rồi à khi hắn thì thầm lẩm bẩm thì đan thần và những trưởng lão khác lại quan sát hắn một lượt từ đầu đến chân ai cũng vuốt râu ánh mắt kỳ lạ cảm nhận được ánh mắt khác thường của các trưởng lão diệp thành hơi giật mình đừng nhìn con không phải con bắt đâu ta biết không phải ngươi bắt, đan nhất ho khan, ngươi cũng thường xuyên bắt cóc người khác, liệu có phải kẻ nào cùng nghề với ngươi bắt không? Nghe vậy, chỉ trong chốc lát mà khóe miệng Diệp Thành giật giật hơn chục lần. Chuyên đi bắt cóc cũng có kẻ cùng nghề, khả năng tưởng tượng của người đúng là vượt bậc, bắt cóc tống tiền mà người nói cứ như nghề này trong sạch lắm. Chừng hai giây sau, Diệp Thành liếc nhìn đan nhất đang cười ngược, sau đó gọi tiền hỏa ra đốt tờ giấy trắng thành hư vô, các tiền bối đã biết là thế lực nào chưa? Qua bí ẩn, đến giờ chúng ta vẫn chưa tìm ra, phía đan thần đều lắc đầu, trên thần thức lạc ấn chỉ có địa điểm chuộc người và tiền chuộc là vạn đan bảo điển, chỉ dựa vào hai thứ này rất khó đoán ra là thế lực nào. Lúc trước chúng ta đoán là ba tông của Nam Sở, bọn họ có động cơ để làm chuyện này, đan nhất suy tính. Không phải ba tông của Nam Sở đâu, Diệp Thành lập tức xua tay. Người chắc chắn vậy sao, các trưởng lão đều ngạc nhiên nhìn Diệp Thành. Đương nhiên con chắc chắn rồi, thấy mọi người đều nhìn mình bằng ánh mắt ngỡ ngàng, Diệp Thành không khỏi nở nụ cười, bây giờ con đã là trưởng giáo của hàng nhạc, mà thanh vân tông cũng nằm trong tầm kiểm soát của chúng con, đương nhiên sẽ không trở thành kẻ thù với đan thành. còn chính dương tông, bọn họ tổn thất nặng nề trong cuộc hỗn chiến tam tông, trong trận chiến với đông nhạc thì đại quân của hai điện đều bị diệt sạch, mạng lưới tình báo của họ cũng đã bị chúng con nhổ tận gốc. bây giờ bọn họ nào còn thời gian rảnh rỗi kiếm chuyện với đan thành? ngươi, ngươi trở thành trưởng giáo của hàng nhạc từ khi nào? thanh, thanh vân tông bị ngươi kiểm soát, đại quân hai điện và mạng lưới tình báo của chính dương tông bị các ngươi xử lý rồi. Tiếp đó, trong điện liên tục vang lên những âm thanh thẳng thốt, sướng sờ, các trưởng lão nhìn Diệp Thành với vẻ mặt đặc sắc, nhất là đan thần và đan nhất, sau trận chiến ở loạn cổ thương nguyên, họ về đan thành ngay, sau đó cũng không chỉ một lần đến Nam Sở để thăm dò tin tức, nhưng không tìm thấy Diệp Thành. Mãi đến mấy ngày trước họ mới nhận được tin của Diệp Thành, biết hắn dẫn quân đến làm loạn bữa tiệc mừng thọ của Linh chân điều này thật sự khiến họ chấn động, họ không ngờ Diệp Thành còn nắm trong tay một đội quân hùng mạnh đến thế. Bây giờ chấn động đã thành kinh hãi, giờ đây Diệp Thành đã nắm quyền kiểm soát hai trong ba tông của Nam Sở, ai nghe thấy tin này có lẽ cũng đều kinh hãi. Con không giải thích cho từng người một nữa, Diệp Thành lấy ra mấy chục miếng ngọc giản phong ấn rất nhiều ký ức của mình, đưa cho mỗi người một miếng, hắn đã chuẩn bị hết từ trước để tiết kiệm thời gian. Rắc, 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 ngay sau đó, phía đan thần bẻ vỡ từng miếng ngọc giản, sau khi đọc được ký ức bên trong, đồng từ của họ thu nhỏ lại bằng kích thước đầu kim với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, vẻ mặt cũng trở nên ngây ngốc đờ đẫn, miệng há to có thể nhét vừa hai quả trứng. Yên tĩnh, Đại điện yên tĩnh lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch. Chuyện này chừng 5 giây sau, mọi người đều vô thức nhìn Diệp Thành, ký ức phong ấn trong ngọc giản mà Diệp Thành đưa khiến người khác quá kinh ngạc, họ không ngờ bây giờ Diệp Thành đã nắm giữ lực lượng lớn mạnh đến mức này, nếu nam sở phân thành 10 phần sức chiến đấu thì bây giờ Diệp Thành đã khống chế gần 7 phần. Khiêm tốn, khiêm tốn, Diệp Thành vuốt tóc, thản nhiên tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống, chẳng hề coi mình là người ngoài, thuận tay cầm linh quả trên bàn lên cho vào miệng. Tiểu tử này trong mắt các trưởng lão ngoài ngạc nhiên thì là kinh hãi mới một năm thôi mà đã trưởng thành tới mức này, tốc độ quật khởi của hắn nhanh đến mức khiến họ không kịp chuẩn bị tinh thần. Chúng ta nói chuyện chính đi, Diệp Thành ngồi thẳng người, không muốn vấn đề này đi quá xa, vì thế hắn dứt khoát đổi chủ đề. Nói đến chuyện chính, các trưởng lão lập tức bình tĩnh lại quay về chủ đề lúc trước, hiện nay huyền nữ chưa rõ sông chất, họ không có thời gian rảnh rỗi và tâm trạng để chìm đắm trong chuyện của Diệp Thành. Dám động đến đàn thành chắc chắn không phải thế lực bình thường, đàn nhất phút sâu trầm tư lên tiếng đầu tiên, ngoài nam sở thì chỉ còn thế lực bắc sở thôi xem ra thì huyết điện là khả nghi nhất một trưởng lão áo trắng lên tiếng giọng điệu trở nên lạnh lùng các vị tiền bối chuyện này cũng khó nói diệp thành ung dung lên tiếng trong lời nói ẩn chứa ý tứ sâu xa nếu tiểu hữu có ý kiến khác xin cứ nói không phải thì huyết điện không nằm trong diện khả nghi nhưng các thế lực khác cũng rất có khả năng chẳng hạn như sát thủ thần triều bị sở hoàng trấn áp ma vực bị viêm hoàng trấn áp u minh địa phủ từng bị nguyệt hoàng trấn áp phu chú tộc bị thiên táng hoàng trấn áp yêu tộc bị đông hoàng trấn áp âm minh thánh vực bị chiến vương chân áp, vệ hồn tộc bị huyền hoàng chân áp và huyết tộc bị thần hoàng chân áp. Những thế lực này đã từng gần trở thành bá chủ của vùng đất này, gần đây lại lục tục xuất thế, cho dù chúng có suy tàn thì thực lực cũng không thể coi thường, so với thị huyết điện, còn càng nghiêng về những thế lực này hơn. Chuyện này chúng ta cũng đã nghe nói, đan thần hít sâu một hơi, trong mắt thoáng qua một tia lo lắng. Vậy nên khi chưa xác định được thân phận của đối phương, ngoại trừ thế lực mà con khống chế, bất kỳ thế lực nào cũng có khả năng mấu chốt là mục đích chính của chúng là gì? Chúng thật sự muốn vạn đan bảo điển hay còn có ý đồ khác? Diệp Thành từ tốn cất lời. Nếu là như vậy thì có rất nhiều mục tiêu, chuyện này cũng phức tạp hơn. Một trưởng lão tóc trắng trầm ngâm. Vậy các tiền bối có định lấy vạn đan bảo điển để chuộc Huyền Nữ về không? Diệp Thành nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng dừng lại trên đan thần. Chuộc, đan thần lớn tiếng nói, tuy vạn đan bảo điển quý giá, nhưng tính mạng đồ nhi của ta cũng là vô giá. Nếu chuộc thì con nghĩ con có thể giúp được. Diệp Thành cắn một miếng linh quả, con thuần thuộc bắt cóc người, đòi tiền chuộc con cũng thạo, chuyện này con biết rõ hơn ai hết. Diệp Thành vừa nói ra lời này, các trưởng lão đều vuốt râu, nhìn hắn với vẻ đầy ẩn ý. Đương nhiên người thành thạo rồi, nếu không cái danh thần lừa gạt, từ đâu mà có. Xét về khả năng bắt cóc, đòi tiền chuộc thì ngươi hơn hẳn chúng ta. Thấy ánh mắt các trưởng lão lại trở nên khác thường, Diệp Thành đột nhiên cảm thấy xấu hổ, dù sao bắt cóc cũng không phải chuyện gì vẻ vang, nói ra hắn cũng thấy mất mặt. Ta đi lấy bản sao của Vạn Đan Bảo Điển, đan thần khôi phục lại vẻ bình thường, bước ra khỏi đại điện. Vạn Đan Bảo Điển không phải luyện đan ý cảnh ạ, à? còn có bản sao ư? Sau khi đan thần đi, Diệp Thành ngơ ngác nhìn phía đan nhất. Sư huynh dùng đại thần thông phong ấn ý cảnh của Vạn Đan Bảo Điển vào Cửu Huyền Thần Thạch, nên cũng có thể gọi là Vạn Đan Bảo Điển, đan nhất cười nhẹ giải thích, nhưng so với Vạn Đan Bảo Điển thật thì đương nhiên luyện đan ý cảnh trong Cửu Huyền Thần Thạch không phong phú bằng. Hóa ra là vậy, Diệp Thành xoa cằm, hai mắt đảo quanh, không biết đang nghĩ gì gọi các cao thủ của đan thành cùng đến đó đi đan nhất bắt đầu ra lệnh còn nữa toàn đan thành nâng cao cảnh giác không ai được phép rời khỏi thành không ai được phép vào thành lạc hy đang bế quan trông chừng con bé cho kỹ nếu nó xuất quan thì cũng cưỡng chế cầm túc lạc hy đang bế quan à diệp thành nhướng mày bảo sao không thấy bóng dáng đâu đêm khuya gió rét một nhóm 10 người bay ra khỏi đan thành đi thẳng về phía đông ngoại trừ diệp thành những người khác như đan thần đan nhất đều là cảnh giới chuẩn thiên thực thụ đội hình rất khủng khiếp sau khi họ đi Đan Thành tăng cường chín tầng kết giới hộ thành, các cao thủ của Đan Thành đều hành động, bầu không khí căng thẳng khiến những người sống trong thành đều kinh ngạc. Ở đây, Diệp Thành cùng những người khác tựa như 10 đạo thần hồng rực rỡ vụt qua đêm đen, tốc độ cực nhanh. Tiền bối, lần này vạn bối đến Đan Thành ngoài việc đền đáp ơn cứu mạng của các vị, còn có mục đích khác. Diệp Thành bay trên bầu trời, nghiêng đầu nhìn về phía Đan Thần. "Con cứ nói đi." Đan Thần cười dịu dàng, ôn hòa. "Hy vọng Đan Thành có thể liên minh với chúng con." "Liên minh?" Diệp Thành vừa dứt lời, không chỉ đan thần mà ngay cả đan nhất và các lão tổ khác của đan thành ở bên cạnh cũng đều cao mày. đan thành không phải thế lực bình thường, tổ tiên họ chưa bao giờ tham gia vào trận chiến giữa các thế lực lớn ở đại sở, mà các thành chủ trước đó cũng đều tuân theo lời dạy của tổ tiên, chưa từng làm trái. diệp thanh a, à, khi ở loạn cổ thương nguyên, ta và đan thần ra tay giúp đỡ là vì tình thế ép buộc thôi, nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta hoàn toàn làm trái ý của tổ tiên. đan thần còn chưa lên tiếng, đan nhất ở bên cạnh đã trả lời, ý định ban đầu khi thành lập đan thành là tạo ra một vùng đất yên bình vui vẻ không có chiến tranh, hy vọng ngươi có thể hiểu. Tiền bối, thứ cho vãn bối cả gan nói một câu không dễ nghe, nhưng đan thành ngày nay thật sự là vùng đất yên bình sao, Diệp Thành hít sâu một hơi, chậm rãi nói, đây là thời buổi loạn lạc, vùng đất yên bình cần có một nền tảng vững chắc hỗ trợ, ví dụ như thiên huyền môn, đó là trời, không ai có thể lay chuyển được, không có nền tảng vững chắc như. Thế thì vùng đất yên bình chỉ là ảo tưởng mà thôi. Sự việc hôm nay là minh chứng rõ nhất, đã có người động đến đan thành, như vậy đan thành không thể không quan tâm đến loạn thế này nữa. Lời này của Diệp Thành khiến phía đan thần rơi vào im lặng, ánh mắt lập lòe bất định, không biết đang suy nghĩ gì. Có lẽ các tiền bối sẽ nghĩ rằng chuyện xảy ra hôm nay là vì cứu con ở loạn cổ thương nguyên ngày đó, là thế lực nào đó đang báo thù, Diệp Thành nói tiếp, nhưng chúng ta đều hiểu, nguyên nhân chính của chuyện này không nằm ở đây, đan thành là một vùng đất màu mỡ, tứ phương đều kiêng rẻ nhưng cũng bị tứ phương dòm ngó. Nếu đã có thế lực dám ra tay với đan thành, vậy chắc chắn họ có nền tảng đủ vững chắc, mà thế lực như vậy trong thời đại này chắc chắn không chỉ là một nhà, Thời thế đổi thay, nhưng thế đạo sẽ không thay đổi, muốn có vùng đất yên bình trong thế đạo hỗn loạn này hoặc là có nền tảng vững chắc, hoặc là phải trả giá bằng mấu. Nói tới đây, Diệp Thành cười nhẹ nhìn phía đan thần, lời nói có chỗ mạo phạm, mong các tiền bối lượng thứ, vãn bối nói ra sự thật chứ không phải giả dối, có liên minh hay không là do đan thành tự nguyện, vãn bối sẽ không ép buộc. Nhưng có câu này vãn bối vẫn muốn nói, thời đại này khác hoàn toàn với các thời đại khác, kẻ thù lớn từ thời cửu hoàng của đại sở liên tục xuất thế, vậy nên đây sẽ là một niên đại quần hùng quật khởi bất kỳ biến số nào cũng có thể xảy ra chuyện này để chúng ta về bàn bạc lại đã ta sẽ cho con câu trả lời sớm nhất đan thần hít một hơi thật sâu cuối cùng cũng lên tiếng vậy con hy vọng sẽ là tin tốt diệp thành mỉm cười bước ra cả trăm trượng trước phút đi trong đêm đen như một đạo thần hồng màu vàng đan thần ông thật sự định liên minh với họ sao phía đan nhất nhìn diệp thành đằng trước rồi lại nhìn đan thần ông cũng biết một khi liên minh thì đan thành của chúng ta sẽ không thể không màng thế sự được nữa vẫn chưa nhìn ra à Chúng ta đã ở trong thế hỗn loạn rồi, đan thần nhẹ giọng nói, người đời loạn lạc, mình ta yên, người đời say mình ta tỉnh. Hai câu này đã đủ nói lên điều tổ tiên dạy bảo từ bao năm nay. Diệp Thanh nói đúng, đây là thời đại quần hùng quật khởi, thế lực bốn phía đều đang chinh chiến, đan thành không tham gia đã là khác loài, sự tồn tại của chúng ta có lẽ là đối tượng lôi kéo của các kẻ mạnh, nhưng cũng có thể là đối tượng mà chúng gây chia rẽ. Nói như vậy là ông định đồng ý liên minh, phía đan nhất ngập ngừng hỏi thử. Thời thế khác rồi, thời buổi loạn lạc thế này cũng đã đến lúc chúng ta phải tìm một nơi vững mạnh cho thế hệ sau này, mà đan thánh Diệp Thành chắc chắn là ứng cử viên sáng giá nhất, đan thần nhẹ nhàng vuốt sâu. Ta không đồng ý, ngay lập tức có trưởng lão trầm giọng phản đối, không phải ta có thành kiến với Diệp Thành, nhưng một khi liên minh thì đan thành sẽ bị cuốn vào chiến tranh, sẽ có bao nhiêu người phải hy sinh chứ. Cho dù không liên minh, chẳng lẽ chúng ta cũng không bị cuốn vào chiến tranh sao, đan thần cũng trầm giọng trả lời, chuyện hôm nay là một tín hiệu nguy hiểm. Sau này sẽ có nhiều chuyện tương tự xảy ra hơn, không lâu nữa vùng đất yên bình mà chúng ta gìn giữ sẽ trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Khi đó chúng ta lấy gì để bảo vệ Đan Thành, lời nói hùng hồn kiêu ngạo sao?" Nói xong Đan Thần cũng bước đi trước, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, đuổi theo Diệp Thành. Đằng sau ông, phía Đan Nhất đều hít vào một hơi thật sâu, chân nguyên của họ cũng dâng trào, giống như tám đạo thần quang xẹt qua bầu trời. Thấy phía Đan Thần đuổi theo, Diệp Thành không khỏi nở nụ cười, những lời hắn nói lúc trước có thể coi là lời thương lượng đơn giản, nhưng hắn không nói thêm nhiều, chỉ giải thích tình hình hiện tại của đại sở Đúng như hắn nghĩ, các vị tiền bối của Đan Thành đã quen an nhàn, thoải mái, họ tin Đan Thành. Là thánh địa không ai dám xâm phạm, nhưng chuyện xảy ra hôm nay đã phá tan cái gọi là vùng đất yên bình ảo tưởng của họ, tất cả chỉ là lừa mình dối người, họ muốn nằm ngoài thời buổi loạn lạc hiện nay là rất khó. Quân hùng quật khởi sẽ để yên cho một thế lực đáng sợ như Đan Thành ngư ông đắc lợi ư? Câu trả lời là không, nếu ngươi không tham chiến thì sẽ ta không để ngươi được ngư ông đắc lợi, trước khi quần hùng quật khởi, Đan Thành sẽ là đối tượng tiêu diệt đầu tiên của chúng. Vẫn là câu nói đó, thời đại này khác hoàn toàn với các thời đại khác, nó quá hỗn loạn, đầy rẫy những biến số. Ở phía trước rồi, khi Diệp Thành nghĩ tới đây thì nghe đan thần lên tiếng. Cái tên của Phượng Hoàng Sơn khá kỳ diệu, tương truyền từ thời xa xưa có người từng thấy Phượng Hoàng Phượng Vũ Cửu Thiên Trùng sinh nhất Bàn ở đây, Phượng Hoàng Sơn cũng được đặt tên theo đó. Đạo thân, hiện, Diệp Thành chuyển ý niệm, gọi thiên hỏa đạo thân và thiên lôi đạo thân ra, hai đạo thân lập tức trốn vào không gian hư vô, biến mất trong nháy mắt, đi về một hướng theo mệnh lệnh của hắn. Ngươi, phía đan thần ngạc nhiên nhìn Diệp Thành, không biết hắn đang làm gì. Con tự có kế hoạch của mình, Diệp Thành cười tự tin, còn nữa, sau khi đến mọi người đừng hành động, để con giải quyết, đây là nghề của con rồi. Nói xong Diệp Thành dẫm lên hư không, bay thẳng lên đỉnh núi cao nhất của Phượng Hoàng Sơn. Phía sau, nhóm đàn thần không rõ nhưng vẫn đi theo, hơn nữa đều không dám hành động hấp tấp theo lời Diệp Thành nói, bởi vì chuyện bắt cóc đòi tiền chuộc này họ thực sự không thuần thục bằng hắn. Không lâu sau, mọi người đáp xuống một đỉnh núi, vừa đáp xuống, họ đã nhìn thấy một người mặc áo choàng đen ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn cách đó không xa, bên cạnh người đó là một bóng dáng xinh đẹp nhưng đang trong trạng thái phong ấn, không cần nói cũng biết, đó chính là huyền nữ. Quả nhiên là phân thân, dùng bí thuật kết nối sự sống với huyền nữ, Diệp Thành hơi nheo mắt, từ xa nhìn thấy người mặc đồ đen, vừa liếc qua đã biết chỉ là phân thân chứ không phải bản thể. Hắn âm thầm mở tiên luân nhãn, tìm thấy dây xích phù văn vô hình trên người huyền nữ và người áo đen, cũng có nghĩa là nếu người mặc đồ đen chất thì huyền nữ cũng sẽ chôn cùng với người đó, đây là cách mà bọn bắt cóc hay sử dụng diệp thành huyền nữ đang bị phong ấn ở nơi xa vừa nhìn đã thấy diệp thành tuy cô ta không nói được nhưng trong đôi mắt đẹp vẫn hiện lên vẻ kinh ngạc không ngờ diệp thành cũng tới đây cứu mình cùng nhóm đan thần trong lòng cô ta có một dòng nước ấm áp trải qua ngươi là ai khi diệp thành và huyền nữ đang tự nói thầm trong lòng thì một trưởng lão của đan thành có tính tình nóng nảy đã giận dữ quát lên khí thế mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện nói xong ông ta định lao tới luôn trưởng lão người làm như vậy sẽ hại chất huyền nữ đấy diệp thành lập tức chặn trưởng lão kia lại rồi truyền âm nói đó là phân thân dùng bí thuật trói buộc với sinh mạng của huyền nữ nếu như phân thân đó chất thì huyền nữ cũng mất mạng đúng là khón kiếp trưởng lão kia hắn giọng nhưng vẫn cố gắng kiềm chế đứng nguyên tại chỗ thứ mà ta muốn đâu trên tảng đá người mặc y phục đen trừng mắt giọng nói từ tịch không mang theo bất cứ cảm xúc nào như thể đó chỉ là một thi thể vậy đương nhiên mang tới rồi diệp thành lật tay lấy ra huyền nữ thần thạch vạn đan bảo điển mà ngươi cần bị phong ấn bên trong này chúng ta rất có thành ý thả người đi thả người, kẻ mặc y phục đen bật cười để lộ ra hàm răng trắng, người nói phải là phải, người coi ta là kẻ ngốc sao. Không thì người tới kiểm tra xem, Diệp Thành cứ thế đặt huyền nữ thần thạch trong tay và dơ cao lên. Ném qua đây, kẻ mặc y phục đen lên tiếng, nếu như là hàng thật thì ta đương nhiên sẽ thả người. Vậy không được, Diệp Thành lập tức, cất huyền nữ thần thạch đi, ai cũng biết đây chỉ là phân thân của ngươi, ngộ nhớ ngươi có được vạn đan bảo điển rồi mà không thả người thì làm sao. Chẳng phải là chúng ta sẽ lỗ nặng sao các ngươi có tư cách mà ra điều kiện với ta sao kẻ mặc y phục đen bật cười u ám có tin ta diệt cô ta ngay bây giờ không hả đừng đừng diệp thành vội xua tay đã là giao dịch thì cả hai bên đều lấy những cái mà đối phương muốn ra ngươi có thể có được bảo bối ngươi cần chúng ta cũng có thể chuộc người về ta không có thời gian mà lãng phí với ngươi muốn cô ta sống thì ném thần thạch qua đây nếu không đừng trách ta vô tình kẻ mắc y phục đen lên tiếng trong ánh mắt còn hiện lên hàn quang con người ngươi thật không có tí thành ý nào cả diệp thành bĩu môi ngươi nghi ngờ vạn đan bảo điển chúng ta mang tới là giả vậy chúng ta càng nghi ngờ huyền nữ mà ngươi đưa tới đây là giả ngươi muốn kiểm chứng thì chúng ta cũng cần phải kiểm chứng tốt nhất ngươi đừng lừa chúng ta nhân tài ở đan thành không chỉ có một mình cô ta ngươi có biết diệp thành chính là đan thánh là thành chủ tương lai của đan thành không so với cô ta mà nói thì huyền nữ trong tay ngươi càng không có giá trị mặc dù diệp thành nói về huyền nữ bằng giọng điệu không đáng một xu nhưng phía đan thần biết dụng ý của diệp thành là để uy hiếp tên kia Dụng ý của Diệp Thành rất rõ ràng, đó chính là để kẻ mặc y phục đen kia biết rằng quân cờ trong tay hắn ta thực ra không hề quan trọng như hắn nghĩ, nếu như nút thắt này được mở thì coi như đã thành công được một nửa. Còn huyền nữ cũng hiểu rõ nên đương nhiên sẽ không vì những lời nói đó của Diệp Thành mà tức giận, bởi cô từ đầu tới cuối đều tin tưởng người thanh niên luôn tạo ra kỳ tích này. Lại nhìn sang kẻ mặc y phục đen kia, lúc này hắn đang cau mày liếc nhìn đan thần rồi lại nhìn sang huyền nữ sau cùng mới nhìn Diệp Thành, ngươi mang thần thạch qua đây. Vậy mới phải chứ, Diệp Thành nhếch miệng cười, hắn lén chớp mắt với phía đan thần sau đó đi về phía tảng đá kia, hình thái giống như một tên vô lại khiến nhóm người phía đan thần nhìn mà chỉ muốn xông lên đạp cho hắn một phát. Diệp Thành đi rất từ từ hắn chăm chú quan sát cơ thể của kẻ mắc y phục đen, dưới tiên luân nhãn, hắn có thể nhìn thấu cơ thể kẻ này, một luồng ánh sáng màu đen mảnh hơn cả sợi tóc, đó chính là phương tiện kết nối giữa bản thể và phân thân. Phải nhanh chóng tìm được bản thể của hắn, Diệp Thành nheo mắt nhìn luồng sáng kia, liên kết tầm nhìn giữa Tiên Hỏa Đạo Thân và Thiên Lôi Đạo Thân để chúng âm thầm đi tìm tung tích của bản thể tên này. Tìm được thì tốt, không được đánh rắn động cỏ, Diệp Thành hạ lệnh, vì giải cứu Huyền Nữ cần thời gian chính xác tuyệt đối, nếu như kẻ mặc y phục đen này ra chiêu thì mọi thứ đều hỏng bét. "Mau đi." Thấy Diệp Thành lề mề, kẻ mặc y phục đen hắng giọng như thể mất hết kiên nhẫn. "Thực sự xin lỗi, chân ta đi lại không được tiện cho lắm." Diệp Thành cười trừ, "Vì sao hắn lại chậm như vậy?" chẳng phải là để tranh thủ thêm thời gian cho thiên lôi đạo thân và tiên hỏa đạo thân sao chỉ trong khoảng cách vài chục trượng mà hắn đi mất cả ba phút lão đại tìm thấy rồi diệp thành vừa đi tới bên dưới tảng đá liền nghe thấy thân ảnh của tiên hỏa đạo thân trong thần hải không được manh động diệp thành nói rồi nhảy lên trên tảng đá tiểu tử tốt nhất đừng giở trò với ta nếu như ta chất thì cô ta cũng không thể sống kẻ mặc y phục đen cười u ám ta hiểu ta hiểu ta kiểm tra người của chúng ta có phải thật không cái đã diệp thành nhét thần thạch vào trong ngực áo sau đó đi tới trước mặt huyền nữ nói rồi hắn giơ tay véo một cái trên khuôn mặt mềm mại của huyền nữ sau đó lại dùng bàn tay đê tiện véo véo lên cơ thể huyền nữ khiến cô mặt mày đỏ lựng có lẽ từ khi làm huyền nữ của đan thành đến nay đây là lần đầu tiên cô bị một nam tu sĩ quang minh chính đại chạm vào người như vậy đợi lát nữa ta làm gì thì cô cũng không được phản kháng diệp thành vừa xoa xoa vừa truyền âm cho huyền nữ khiến huyền nữ đầu óc đang mông lung được kéo về thực tại huyền nữ mặt mày đỏ gay nhưng cô vẫn chớp mắt tỏ vẻ hiểu ý kiểm tra xong chưa ở bên kẻ mặc y phục đen hắng giọng đứng dậy giờ bàn tay khô đét ra người đã kiểm tra rồi thì giờ đến ta kiểm tra vạn đan bảo điển phong ấn trong thần thạch đi vậy thì cho ngươi kiểm tra diệp thành lấy thần thạch trong ngực áo ra sau đó đưa cho hắn ta thấy thần thạch đôi mắt tên kia chợt sáng cả lên như thể biết trước bên trong phong ấn vạn đan bảo điển vậy thế nhưng khi hắn ta nhận lấy cửu huyền thần thạch thì diệp thành bật cười dị thường sau đó thu tay về ném thần thạch về phía đan thần người kẻ mặc y phục đen mặt mày tối sầm cả lại không ngờ diệp thành lại dở trò với mình trong chốc lát, hắn ta bước ra đuổi về phía thần thạch. Hắn ta là phân thân, chỉ cần có được thần thạch thì sẽ lập tức truyền thần thạch cho bản thể còn mình sẽ tự kết liễu để huyền nữ lập tức hồn bay phách tán. Cho nên việc mà hắn cần làm bây giờ chính là lập tức đoạt về thần thạch truyền cho bản thể, đây là cách làm tốt nhất còn nếu như không thể có được thần thạch thì hắn cũng sẽ tự kết liễu để huyền nữ hồn bay phách tán. Tiên luân thiên đạo, mở, nhưng hắn vừa bước ra khỏi phiến đá thì trên phiến đá vang lên giọng nói của Diệp Thành khiến hắn vô thức nhìn về sau. Ngay sau đó, hắn nheo mắt lại vì giây phút trước Diệp Thành và huyền nữ đang còn ở trên phiến đá mà giây phút sau đó lại bị cuốn vào trong vòng xoáy màu đen và biến mất tung mất tích, đến khí tức cũng không thấy đâu. Và lại điều khiến hắn ngỡ ngàng đó chính là sợi dây vô hình nối giữa hắn và huyền nữ đã bị cắt đứt. Đây kẻ mặc y phục đen thay đổi sắc mặt, biến cố xảy ra chỉ trong vòng 2 giây khiến hắn trở tay không kịp. Hiện giờ đã mất đi mối liên hệ với huyền nữ, hắn cũng không còn quân tốt để uy hiếp phía đan thần nữa, quan trọng nhất chính là vạn đan bảo điển bị phong ấn trong thần thạch đến giờ hắn vẫn không đoạt được. Trong 3 giây ngắn ngủi, hắn di chuyển thật nhanh, giơ tay bắt về phía thần thạch đang trong không trung. Cái này thì ngươi không cần phải có nữa, đan thần giơ tay tung một trường khiến cho kẻ mặc y phục đen bị cấm cố trong hư không, vốn dĩ đó chỉ là phân thân nên trước mặt đan thần căn bản không hề có sức phản kháng. Ta lại muốn xem xem là ai to gan đụng tới người của đan thành như vậy, đan nhất tiến lên trước định giật phăng tấm hắc bào của kẻ mặc y phục đen, có điều ông ta còn chưa ra tay thì kẻ mặc y phục đen đã hóa thành làn khói xanh có lẽ vì bản thể của hắn thao túng với mục đích không để cho phía đan thần nhìn thấy chân dung của mình đây đây là đâu trong không gian tối đen vang vọng lên giọng nói của huyền nữ nhìn thế giới tối đen giơ tay không thấy nổi bàn tay cô vô thức giơ đôi bàn tay ra và nắm lấy được một bàn tay ấm áp trong bóng tối cảm nhận được hơi ấm huyền nữ run rẩy mới thấy được an toàn lần này tới đây cảm giác thế nào diệp thành tế gọi ra linh châu chiếu sáng chiếu sáng không gian ba trượng xung quanh đây đây rốt cuộc là đâu, huyền nữ mặt mày lo lắng nhìn từ phía, cô thực sự chưa từng tới đây, đến cả Diệp Thành lần đầu tới đây cũng cảm thấy có phần sợ hãi huống gì là huyền nữ, còn sự u tịch bên trong này khiến cô bất giác run rẩy cứ thế nắm chặt tay Diệp Thành. Đây chính là hố đen không gian, Diệp Thành nhướng vai. Hố đen không gian, huyền nữ nhìn sang Diệp Thành, cái gọi là hố đen không gian huyền nữ đương nhiên đã từng nghe nói, đó chính là một phần của sinh linh, một khi vào trong đó thì chính là cấm địa chất chóc thập tử nhất sinh. Trước đây người từng đến hố đen không gian rồi sao, huyền nữ nhìn Diệp. Thành hỏi thăm dò, nếu không sao ta có thể đưa cô vào đây. Không ngờ người còn có cách vào được hố đen không gian, huyền nữ kinh ngạc, cô lại thay đổi cách nhìn về người thanh niên trước mặt mình. Hắn lại lần nữa phá vỡ mọi sự hiểu biết của cô, những thủ đoạn dị thường của hắn khiến cô càng thêm mơ hồ. Đây là việc bất đắc dĩ, Diệp Thành cười trừ, nói rồi hắn không quên che đi bên mắt trái đang đau đớn của mình, đây là lần đầu tiên hắn đưa một người sống vào đây nên đồng lực tiêu hao sức mạnh nghiêm trọng khiến đầu hắn choáng váng, cũng may khi vào đây Diệp Thành không phản kháng lại, nếu không thì hắn cũng không thể dễ dàng đưa Huyền nữ vào đây được. Còn vì sao hắn đưa Huyền nữ vào đây đương nhiên là vì muốn cắt đứt mối liên hệ sợi dây sinh mệnh với kẻ mặc y phục đen kia. Ngay từ lần đầu tiên vào trong hố đen không gian Diệp Thành đã phát hiện một khi vào trong này sẽ cắt đứt mọi liên hệ với thế giới bên ngoài, đến cả bản thể và phân thân cũng mất đi mối liên hệ, mà mối liên hệ một khi mất đi thì bí thuật gọi là sinh tử kia đương nhiên cũng không còn tồn tại. Sự thực chứng minh phỏng đoán của hắn là hoàn toàn chính xác, cũng chính vì vậy nên hắn mới cứu Huyền nữ nếu không, kẻ mặc y phục đen kia mà nổi điên lên thì huyền nữ sẽ lập tức bị chôn vùi. Có điều mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó. Mặc dù hắn tận dụng được hố đen không gian cắt đứt mối liên hệ giữa huyền nữ với kẻ mặc y phục đen nhưng hắn vẫn phải luyện hóa sợi dây kết nối sinh mạng giữa hắn và huyền nữ, nếu không một khi ra ngoài, mối liên hệ ràng buộc này sẽ lại lần nữa được thiết lập, huyền nữ lập tức bị kẻ mặc y phục đen kia khống chế. Và lại hắn chắc chắn rằng lúc này tên kia đã tự phế đi phân thân của mình. Nếu như lúc này huyền nữ ra ngoài thì sẽ lập tức gặp họa diệt thân diệp thành cố gắng ổn định lại tiên luân nhãn hắn chỉ điểm vào giữa chán huyền nữ dùng bí pháp đẩy sức mạnh vào cơ thể huyền nữ và tìm được lạc ấn trong sợi dây sinh tử kia sau đó bao quanh nó sao ngươi lại ở cùng với sư phụ là đan thành cầu cứu ngươi sao biết diệp thành đang giúp mình huyền nữ không phản kháng ngược lại cô mím môi nhìn diệp thành nghĩ tới trước đó diệp thành vuốt ve qua lại cơ thể cô khuôn mặt cô chợt ửng đỏ ta tới để mong đan thành liên thủ với chúng ta diệp thành không giấu gì liên thủ với đan thành huyền nữ thẫn thờ sau hai giây cô mới cao mày nhìn Diệp Thành, người biết mà, Đan Thành trước nay đều không can dự vào những trận chiến của đại sở, phía sư tôn sẽ không đồng ý đâu. Mọi thứ đều do con người, Diệp Thành mỉm cười, nói rồi không quên nhìn vào bàn tay của mình, vì từ sau khi huyền nữ vào đây thì vẫn luôn nắm chặt lấy tay hắn, và lại lực đạo không hề vừa. Cái đó ấy mà, cô có thể thả tay ta ra được không, Diệp Thành ho hắng, đừng dùng lực như thế có được không. Nghe vậy, huyền nữ mặt mày càng đỏ gay hơn, cô vội buông tay Diệp Thành nhưng rất nhanh sau đó lại kéo vạt áo Diệp Thành lại, và lại còn nắm rất chặt giống như một tiểu cô nương đang rất sợ hãi vậy ta ta sợ người bỏ lại ta ở đây huyền nữ mặt mày ái ngại tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết có cho ta thêm quả tim nữa thì ta cũng không có cái gan này diệp thành vẫn đang chăm chú luyện hóa lạc ấn bên trong cơ thể huyền nữ mà không hề phát hiện ra sự khác thường trên nét mặt huyền nữ tiếp sau đó cả hai người chìm vào im lặng trả lại sự yên ắng cho không gian nơi này cô có biết ai là người bắt mình không biết huyền nữ sợ hãi diệp thành cứ thế nói chuyện phá vỡ bầu không khí im ắng ta không biết, huyền nữ lắc đầu, ta chỉ biết người đó rất mạnh và ta dám chắc hắn là luyện đan sư. Cô chắc chắn vậy sao?" Diệp Thành nhướng mày, ta có một cảm giác đặc biệt với luyện đan sư, cho dù là che giấu thân phận với ta thì ta vẫn phát hiện ra, đây là khả năng thiên bẩm của ta, chỉ có. Sư Tôn mới biết, huyền nữ nói thực, còn có cả khả năng này, hôm nay ta đúng là được mở mang tầm mắt." Diệp Thành trầm trồ, có điều luyện đan sư ở đại sở còn có kẻ dám đối đầu với đan thành sao? Nghe thật bất ngờ, chẳng trách mà còn muốn có vạn đan bảo điển. Cả hai người lại chìm vào im lặng, Diệp Thành vẫn giúp huyền nữ luyện hóa chú ấn và lại lúc này cũng đã vào thời khắc quan trọng. Một bên, huyền nữ chốc chốc lại nghiến răng lén nhìn Diệp Thành, khuôn mặt với ngóc nghiêng dưới ánh sáng mở nhạt trông thật mê người khiến cô nhìn mà mê mẩn. Vào giây phút này trong lòng cô chợt có một cảm giác kỳ lạ, đó chính là mong thời gian trôi chậm hơn một chút, mặc dù nơi này u tịch nhưng lại giống như khung cảnh chỉ dành riêng cho hai người, có lẽ sau này sẽ không còn có ngày giống như ngày hôm nay nữa. Sự tham lam của huyền nữ khiến khóe miệng cô chợt hiện lên nụ cười tự diễu, ra ngoài thôi khi huyền nữ còn đang ngẩn ngơ thì diệp thành đã thu tay về hắn dùng tiên luân thiên đạo quay người đưa huyền nữ ra ngoài trong chốc lát vào gây phút ra khỏi hố đen không gian khuôn mặt huyền nữ hiện lên vẻ thất vọng cũng đúng như cô nghĩ cơ hội ngắn ngủi hai người ở bên nhau có lẽ sẽ không lặp lại trong kiếp này nữa đều không có ở đây diệp thành đảo mắt nhìn quanh và không thấy phía đan thần đầu cũng không thấy kẻ mặc y phục đen đầu ram khi hắn vừa dứt lời từ một hưởng vang lên âm thanh dữ dội khiến hắn đảo mắt nhìn về hướng đó khai chiến rồi sao diệp thành vừa truyền âm cho tiên hoa đạo thân và thiên lôi đạo thân vừa đưa huyền nữ di chuyển về một hưởng lão đại lão ta đúng là rất mạnh tiên hỏa đạo thân dùng thần thức ngưng tụ thành ngôn ngữ truyền âm cho diệp thành mười mấy người chúng ta đều bị đánh thảm hại mạnh vậy sao diệp thành cao mày tăng nhanh tốc độ hắn lẩm bẩm tính cả tiên hỏa đạo thân và thiên lôi đạo thân là có mười tu sĩ ở cảnh giới chuẩn thiên đại sở còn có cả luyện đan sư lợi hại như vậy sao sao trước nay chưa từng nghe nói nhỉ dầm đoàng màn đêm u tối không hề yên bình từng dạng núi phía xa liên tiếp sụp đổ, khung cảnh đại chiến hết sức khốc liệt. Một bên là phía Diệp Thành và Đan Nhất, mặc dù người nào người nấy khí thế rồi rào nhưng thân hình đều hết sức thảm hại, thảm nhất là Tiên Hỏa Đạo Thân và Thiên Lôi Đạo Thân, cả hai đều khai chiến với kẻ mặc y phục đen đầu tiên nên đã gần như bị đánh về nguyên hình. Lại nhìn sang một hướng khác, kẻ mặc y phục đen hết sức dị thường, cơ thể hắn ta lúc ẩn lúc hiện, lúc hư ảo lúc ngưng tụ lại, thân pháp quá nhanh khó lòng nắm bắt, từng đôi mắt mang đầy vẻ tử tịch, hiện lên u quang đáng sợ, chân hắn bước trên biển huyết sắc, uy lực đè nén khổng lồ khiến cho người ta tưởng rằng hắn là một tu sĩ ở cảnh giới thiên các hạ các hạ có tu vi thực lực như vậy có lẽ tiếng tăm lấy lừng khắp đại sở ấy vậy mà lại hành xử như vậy không sợ hậu nhân chê cười sao đan thần sát phạt lên phía trước diễn hòa bí pháp vô thượng một cái lưu luyện đan hư ảo bao quanh kẻ mặc y phục đen chỉ dựa vào ông mà đòi dạy đời ta sao kẻ mặc y phục đen hắng giọng toàn thân phát ra huyết quang cứ thế đánh tan lưu luyện đan hư ảo mà đan thần ngưng tụ đến cả đan thần cũng bị ép lùi về sau dấu đầu hở đuôi không dám đối diện với tất cả mọi người bằng khuôn mặt thật của mình sao, phía đan nhất thi triển thần thông cái thế từ tứ phương tới. Kẻ mặc y phục đen cười diễu cợt, hắn ta di chuyển né qua đòn công kích của mấy người bọn họ sau đó lật tay rút ra sát kiếm, hắn ta gạt ngang thanh kiếm một vòng, một đạo ánh sáng màu đỏ mang theo lôi điện cứ thế xẹt ra tứ phía một cách nhanh chóng, hai ngọn núi sừng sững lập tức bị chớm sụp đổ. Thế vậy, phía đan nhất tái mặt, lần lượt thi triển bí pháp đối kháng, cùng ở cảnh giới chuẩn thiên nhưng kẻ mặc y phục đen trước mặt quá mạnh khiến bọn họ phải ngỡ ngàng. Thiên hỏa đạo thân và thiên lôi đạo thân lập tức sát phạt tới, cả hai thi triển bí pháp cấm cố, muốn tranh thủ thêm thời gian cho nhóm người phía đan thần. Chân hỏa thiên lôi, hôm nay nhất định bội thu, kẻ mặc y phục đen bật cười để lộ ra hàm răng trắng bóc, hắn ta tung ra một trường vào hư không khiến tiên hỏa đạo thân và thiên lôi đạo thân vừa xông lên lập tức bị đánh về nguyên hình, đến cả quang huy trên cơ thể cũng bị dập tắt. Chân áp, đan thần hắn giọng tế gọi ra binh khí bản mệnh, đây chính là cái lưu đồng màu vàng kim, trong chốc lát nó biến to lên vài chục trưởng, phát ra kim huy lấp lánh, Mỗi một luồng khí tức trong đó đều rất dày và nặng, trấn áp kẻ mặc y phục đen. Kẻ mặc y phục đen bật cười lạnh lùng, trên trán còn có thần quang lấp lánh, một đạo u quang bay ra hóa thành binh khí bản mệnh, đây cũng là một cái lưu đồng, thế nhưng khác với Đan Thần ở chỗ lưu đồng của hắn ta màu đen, trên đó còn có khí ma sát với tiếng lệ quỷ thét gào. Bang, hai lưu đồng một vàng kim một đen va chạm vào nhau, lưu đồng màu vàng kim của Đan Thần lập tức bị đánh bay đi, đến cả Đan Thần cũng bị trấn áp đến mức nôn ra máu. Pháp khí, vẻ mặt Đan Thần hết sức khó coi ông ta nhìn lưu đồng màu vàng kim đang lơ lửng giữa hư không, ông ta nhận ra đây là một món pháp khí ở cảnh giới thiên mới tế luyện ra được. Chủ nhân của đan thành thật là nực cười, kẻ mặc y phục đen giống như một sát nhân quỷ dị, dáng một trưởng cái thế về phía đan thần, còn chưa tới người đan thần nhưng 10 ngọn núi lớn xung quanh ông ta đều hóa thành cho bụi giống như thể không thể chịu được áp lực trong trường đánh mạnh mẽ này của hắn ta. Cửu châu huyền thiên, đỉnh thiên lập địa, đúng lúc này, một giọng nói đanh thép vang lên, cả hai đạo thần hồng bay ngang qua trời, đây chính là một đại đỉnh, còn có một tấm địa đồ khí thế dồi rào, nếu nhìn kỹ thì chính là hỗn độn thần đỉnh và cửu châu huyền thiên đồ. Dầm, ngay lập tức, đại ấn che trời của kẻ mặc y phục đen bị đè nén tới mức nổ tung, đòn công kích đến quá bất ngờ khiến hắn ta lảo đảo. Cửu châu huyền thiên đồ, hắn ta cứ thế chặn lại áp lực kia và nhìn cửu châu huyền thiên đồ đang lơ lửng giữa hư không, trong ánh mắt hiện lên tinh quang rực lửa đợi tới sau khi nhìn thấy hỗn độn thần đỉnh thì ánh mắt hắn ta rõ vẻ tham lam linh khí của đại la thần đỉnh tế luyện vạn kiếm quy nhất diệp thanh sát phạt tới ra tay với đại chiêu tấn công đơn vô số kiếm ảnh hợp thành một, ngưng tụ thành một thanh thần kiếm tuyệt thế đâm vào hư không mang theo sức mạnh đâm xuyên vượt trội hướng về phía kẻ mặc y phục đen. Không biết tự lượng sức, kẻ mặc y phục đen bật cười lạnh lùng, chỉ điểm ra thần mang, một chỉ phá tan thần kiếm tuyệt thế đang bay đến. Phong thần quyết, Diệp Thanh lại lần nữa sử dụng đại chiêu tấn công đơn, trên một kiếm phong thần quyết còn mang theo uy lực sấm sét, uy lực không hề kém hơn so với vạn kiếm quy nhất, quan trọng nhất là bên trong một kiếm này còn mang theo rất nhiều bí pháp tấn công đơn vô cùng bá đạo. Chiêu này miễn cưỡng thì có thể chấp nhận được, kẻ mặc y phục đen cười giễu cợt, một tay kết ấn, phía trước nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo thuẫn giáp. Bang, tiếng kim loại va vào nhau lập tức vang lên, một kiếm ở trạng thái đỉnh phong của Diệp Thành cứ thế đâm vào lớp thuẫn giáp kia, lực ma sát tạo ra rất nhiều đốm lửa nhưng một chiêu tấn công bá đạo tuyệt đối như vậy lại không thể phá lớp phòng ngự của thuẫn giáp khiến Diệp Thành cảm thấy khó chịu. Sức tấn công của hắn thế nào hắn là người hiểu rõ nhất, Tu vi của hắn từ khi tiến giới tới tầng thứ bảy cảnh giới không minh đã đủ để có thể đối đầu với kẻ mạnh dưới cảnh giới thiên nhưng hiện giờ điều khiến hắn có cảm giác thất bại mà trước nay chưa từng có đã xuất hiện, một kiếm ở trạng thái đỉnh phong không thể phá đi lớp phòng. Ngự, kẻ mặc y phục đen ở phía đối diện mạnh tới khó tin. Làm hỏng việc tốt của ta, đáng chất, phía đối diện, kẻ mặc y phục đen giống như ma quỷ sát phạt đến, thân pháp dị thường, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Rất ta phải trả giá, Diệp Thành hắng giọng. Hắn đẩy chân nguyên vào trong hỗn độn thần đỉnh và cửu châu huyền thiên đồ, cả hai sát khí mạnh mẽ cùng đồng thời thể hiện uy lực cấm cố cả một vùng trời và mặt đất, kể cả với sức mạnh của kẻ mặc y phục đen kia thì cũng bị trùng chân áp đến mức thân pháp phải ngưng lại. Bát hoang trảm, Diệp Thành vung bá long đao sát phạt tới, một đạo đao mang màu vàng kim bá đạo xuất hiện rẽ trời và đất. Cảnh giới không minh tầng thứ bảy mà đã có khả năng chiến đấu thế này, đôi mắt kẻ mặc y phục đen lại nheo lại, hắn ta cố gắng đối đầu với áp lực của hỗn độn thần đỉnh và cửu châu huyền thiên đồ sau đó lật tay tung ra một trường nghịch thiên khiến đao mang bát hoang lập tức bị đánh tan, đến cả Diệp Thành cũng bị ép lùi về sau. Ừm, nhìn sang kẻ mặc y phục đen lúc này đang bay đi, trong đôi mắt hắn ta lại lần nữa nhơ lại, ánh mắt nhìn vào chiếc nhẫn trên tay Diệp Thành, giây phút đó chiếc nhẫn phỉ thúy trói mắt hơn bao giờ hết, đó chính là một loại tượng trưng vô thượng. Huyền Thương Ngọc giới, kẻ mặc y phục đen lẩm bẩm nhìn vào đôi mắt Diệp Thành và hiện lên thần mang sắc bén, hóa ra hắn chính là Diệp Thành, Viêm Hoàng Thánh chủ đời thứ 99. Đúng là tìm khắp trời đất không thấy mà tình cờ lại gặp chẳng mất chút công sức nào, kẻ mặc y phục đen nhếch miệng cười giễu cợt thần mang trong đôi mắt càng thêm dạo rực hắn ta cứ thế nhìn chằm chằm vào diệp thành khi hắn ta đang lẩm bẩm thì đan thần và phía đan nhất đã sát phạt từ chín phương tới người nào người nấy đều sử dụng ấn quyết lư dưỡng bách kinh sau khi chín bóng người lần lượt nhậm niệm trên trán của chín người bọn họ lần lượt có thần hồng chói mắt bắn ra ngưng tụ trong hư không và kết thành một cái lưu luyện đan khổng lồ bên trong đó có chín loại chân hỏa uy lực của từng loại đều vô cùng mạnh mẽ dù là mạnh như kẻ mặc y phục đen kia nhưng cũng không khỏi lảo đảo cả cơ thể lại lần nữa bị lưu luyện đan khổng lồ bao quanh đan huyền mấy đồ tôn của ông coi như cũng có chút đạo hành đấy kẻ mặc y phục đen thầm nhủ trong lòng khí tức nhanh chóng bộc phát uy lực mạnh mẽ chân áp thiên địa hai tay hắn ta giơ lên trời khiến lưu luyện đan vừa hình thành lập tức bị phá thủng một lỗ lớn hự bí pháp bị kẻ mạnh đánh phá khiến phía đan thần lảo đảo lùi về sau trong ánh mắt rõ vẻ khó tin nên biết rằng bọn họ là 9 người ở cảnh giới Chuẩn Thiên, mặc dù đều là luyện đan sư không giỏi chiến đấu nhưng số lượng người đông là sự áp chế tuyệt đối với kẻ mặc y phục đen, thế nhưng dù là vậy thì hắn ta vẫn không hề hấn gì. Cũng là luyện đan sư, cùng ở cảnh giới Chuẩn Thiên đỉnh phong nhưng sức mạnh của kẻ kia lại vượt xa sức tưởng tượng của bọn họ. Ta không có hứng với các ngươi, kẻ mặc y phục đen liếc nhìn phía đan thần rồi cứ thế sát phạt về phía Diệp Thành. Chặn hắn lại, đan nhất và đan thần một trái một phải chặn đường hắn ta. Cút! kẻ mặc y phục đen hắng giọng vung tay mạnh mẽ đánh ra một trường tạo thành cả biển mấu, sau đó hắn lật tay đánh ra thêm một trường tạo ra cả bầu trời màu mấu khiến đan thần và đan nhất vừa xông lên đã bị đánh bay đi phong thần quyết trong chốc lát diệp thành đã sát phạt tới hắn vẫn sử dụng đại chiêu tấn công đơn hắn như gió nhanh tới mức vô ảnh một kiếm phong thần mang theo điện lôi và tiên hỏa cứ thế đâm vào hư không thấy vậy kẻ mặc y phục đen lạnh lùng vẫn là nhất chỉ thần mang chỉ vào hư không nhìn vào hư không một kiếm phong thần của Diệp Thành và nhất chỉ thần mang của kẻ kia nhanh chóng lại gần nhau, một người uy lực bá đạo, một người mang theo sức mạnh đâm xuyên tuyệt thế. Cả hai chiêu đều ở trạng thái đỉnh phong, thế nhưng khi nhất chỉ thần mang và phong thần nhất kiếm sắp va chạm vào nhau thì ấn ký tiên luân nhãn bên mắt trái của Diệp Thành từ từ di chuyển. Thiên đảo, sau tiếng hô khẽ của Diệp Thành, nhất chỉ thần mang và phong thần nhất kiếm lập tức khiến địa điểm ban đầu va chạm hình thành nên vòng xoáy màu đen, khiến nhất chỉ thần mang của kẻ mặc y phục đen lập tức bị nuốt trọn. Ừm, hắn ta ngỡ ngàng, lại là bí pháp đó. Phút, không có nhất chỉ thần mang ngăn trở nhất kiếm của diệp thành mang theo uy thế sát phạt tới phụt sau một lượt mấu phun trào phần ngực của kẻ mặc y phục đen đột nhiên bị đâm xuyên trên nhất kiếm phong thần còn mang theo sát khí khủng khiếp nhanh chóng xuyên vào trong cơ thể của kẻ mặc y phục đen khiến hắn ta phun ra cả miệng mấu ngươi đáng chết! sắc mặt hắn ta đột nhiên tôi độc hẳn lại một đạo trưởng đao mang theo chuyện văn cứ thế chớm về phía diệp thành thần thương diệp thành đã lường trước được sự việc nên đại chiêu hắn ấp ủ trước đó nhanh chóng được thi triển ở khoảng cách gần như vậy hắn vung tay nhanh chóng cho dù với tốc độ nhanh chóng nhưng kẻ mặc y phục đen cũng không kịp phản ứng lại. Hừ, hắn ta lập tức trúng chiêu, lảo đảo lùi về sau. Mọi thứ đến quá bất ngờ, hắn bị đánh tới mức trở tay không kịp, phần chán bị đâm xuyên, uy lực của thần thương bá đạo chính là thần thông nhằm vào linh hồn, cho dù sức mạnh linh hồn của hắn có mạnh tới mức nào nhưng bên trong thần hải vẫn dậy sóng, cả phần đầu ong ong như muốn nổ tung. Cửu đạo bát hoang, cơ hội nghìn năm có một xuất hiện làm sao Diệp Thành có thể bỏ qua, hỗn độn vô cực đạo vận chuyển dung hợp chín đạo bát hoang trưởng trưởng ý được hắn tung ra khiến kẻ mặc y phục đen còn chưa kịp đứng vững đã trúng chiêu mà huyết cốt tán loạn cửu đạo bát hoang cửu đạo bát hoang cửu đạo bát hoang diệp thanh khí huyết sục sôi không hề cho tên kia cơ hội đáp trả hắn liên tục sát phạt giống như bạo long từng trưởng ngưng tụ trưởng ý mỗi một trưởng đều mang theo sức mạnh tuyệt đối khiến tên kia thảm hại và lập tức bị tàn phế vút vù phía đan thần không nhàn rỗi sát phạt từ tứ phương tám hướng tới ra tay với thần thông mạnh mẽ lúc là trưởng ấn lúc là kiếm mang lúc là trưởng ảnh đao mang uy lực mạnh mẽ